Đại hào môn Tiêu Phàm. Chương 1431, Thái Ất xem. La Sơn thành bắc mấy trăm ngàn bên trong, một chỗ khu rừng rậm rạp trên không, một nói bóng người màu trắng kích xạ mà qua. Mơ hồ có thể thấy được cái này người áo trắng khuôn mặt tuấn lãng, hết sức trẻ tuổi, thình lình chính là Tiêu Phàm. Bất quá thời khắc này Tiêu Phàm tốc độ bay toàn bộ triển khai, hiển nhiên đang toàn lực đi đường, tựa hồ muốn tránh né cái nào đó kẻ đuổi giết. Phốc phốc một tiếng, trong hư không bỗng nhiên nhô ra một con bàn tay lớn đen thui, chặn ngang hướng Tiêu Phàm tật bắt mà đi. Kỳ quái là Tiêu Phàm vậy mà không tránh không né, đón cái này đen nhánh đại thủ liền vọt tới. Đen nhánh đại thủ năm ngón tay trong chớp nhoáng khép lại, một tay lấy Tiêu Phàm nắm ở trong tay. Ba, một tiếng vang nhỏ, Tiêu Phàm thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, tiêu tán ở hư giữa không trung, cũng chỉ là một cái huyễn ảnh. Nhưng mà lại là như thế rất thật, tốc độ bay lại là kinh người như thế, không chút nào tại Tiêu Phàm bản tôn phía dưới. Lập tức từ trong hư không hiện ra một đạo sâu bóng người màu xanh lục, mãn kiểm cầu nhiêm, diện mục mơ hồ không rõ, nhìn bộ dáng này tự nhiên là Thiên Ma đạo tổ. Thiên Ma đạo tổ mở ra bàn tay lớn đen thui, chỉ thấy một điểm đỏ thắm tinh huyết tại hắn trong lòng bàn tay quay tròn chuyển động, một đạo cực kỳ phai mờ bóng đen từ tinh huyết bên trong bay lên, mặc dù bóng đen diện mạo cực kỳ mơ hồ, nhưng cũng mơ hồ có thể nhìn ra được cùng Tiêu Phàm giống nhau đến mấy phần. Bóng đen này vừa hiện thân, liền là lóe lên, liền muốn tự bạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên Ma đạo tổ hừ lạnh một tiếng, mũi to khẽ hấp, lập tức liền đem bóng đen hút vào, lập tức ngẩng đầu, bày làm ra một bộ 10 điểm thụ dụng bộ dáng, tinh tế phẩm vị một phen về sau, cười lạnh nói, tiểu tặc quả nhiên giảo hoạt, vì rất thật lại còn phân ra một sợi tinh hồn ký phụ tại huyễn ảnh phía trên. Hắc hắc, há không biết cứ như vậy, cố nhiên có thể giấu giếm được lão phu nhất thời, lại như thế nào giấu phải lâu dài. Thiên Diệu Cung cái này huyễn ảnh phân thân chỗ kỳ diệu, ngay tại ở muốn lấy tự thân tinh huyết luyện chế, duy chỉ có như thế mới có thể để cho người thật giả chớ biện, mà mặt đối Thiên Ma đạo tổ dạng này siêu cấp cao thủ Tiêu Phàm thậm chí còn tại huyễn ảnh phân thân phù bên trên ký phụ một sợi phân hồn, cứ như vậy huyễn ảnh phân thân là đủ đánh cháo tu vi yếu kém người, dù coi như chính diện tương đối cũng khó có thể phân biệt đến cùng là bản tôn hay là huyễn ảnh. Thứ nhất nói không thêm phân hồn huyễn ảnh có lẽ có thể giấu giếm được Thiên Ma đạo tổ, đạo thứ hai nếu vẫn còn nguyên không thêm cải biến, chỉ sợ cũng không gạt được kia lão yêu ma. Nhưng mà Tiêu Phàm đến cùng hay là đánh giá thấp Thiên Ma đạo tổ, mặc dù hắn phân ra kia một sợi phân hồn cực nó mờ nhạt chỉ đem lấy khí tức của hắn. Tin tức gì đều không có để lại, nhưng Thiên Ma đạo tổ gì cùng thần thông, thần hồn chi thuật tại Thiên Ma đạo tổ trước mặt thi triển, còn muốn không lưu mảy may dấu vết để lại, kia làm sao có thể. Thiên Ma đạo tổ suy nghĩ một chút, liền là thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đoàn lớn gần mẫu tiểu nhân mây đen, hướng La Sơn thành phương hướng kích bắn đi. Cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm, Thiên Ma đạo tổ hóa thân thành màu xanh lá cây đậm râu quai nón đại hán. Sải bước đi tiến vào truyền tống đại điện bên trong, kia nguyên anh trung kỳ đại hán áo đen thạch đạo hữu thần niệm quét qua, lập tức thầm kinh hãi. Vậy mà không thể nhận ra biết người tới tu vi sâu cạn, nhưng bằng trực giác thạch đạo hữu liền biết người này không thể coi thường, bởi vì tại nhìn thấy Thiên Ma đạo tổ một khắc này. Thấy lạnh cả người liền hào không lý do từ đáy lòng của hắn bay lên, nháy mắt trải rộng toàn thân. Đã có thật nhiều năm, không từng có cảm giác như vậy. Cho nên thạch đạo hữu không dám chút nào lãnh đạm, vội vã tiến lên, thật sâu vái chào, ngậm cười nói, vị đạo hữu này. Chấm ngoặc kép, một lời chưa tất thạch đạo hữu chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cự lực đập vào mặt, lập tức đem hắn phía sau lời nói tất cả đều ép trở về. Thiên Ma đạo tổ lạnh nhạt nói, lập tức khởi động truyền tống trận, đưa ta đi Xuân Quang Thành. Căn cứ thần hồn cảm ứng, tiểu tặc kia lúc này hẳn là vừa rời đi Xuân Quang Thành không lâu, lại là một nam một bắc hai cái phương hướng. Cách quá xa tạm thời còn không thể xác định một bên nào mới là chân thân. Bất quá đại khái phương hướng đều là hướng đông. Đây là sẽ không sai. Thật vất vả kia cỗ đập vào mặt cự lực mới thoáng yếu bớt chút, thạch đạo hữu hít một hơi thật sâu, trong lòng vừa kinh vừa sợ, vội vã nói, mời đạo hữu thứ lỗi, bản thành tiến về Xuân Quang Thành truyền tống trận, trước đó không lâu mới xây xong, đã sử dụng qua một lần, ít nhất cũng phải một tháng sau, mới có thể lần thứ hai sử dụng. Chấm ngoặc kép, không ít cỡ lớn truyền tống trận đều có dạng này cố kỵ, không thể sử dụng quá mức tấp nập, nếu không sẽ lập tức tổn thương đến truyền tống trận bản nguyên chi lực. Bình thường khoảng cách thời gian bao dài, muốn xem hồ truyền tống trận kiến tạo tiêu chuẩn mà định ra, xây đặc biệt tốt truyền tống trận, cho dù là siêu cấp truyền tống trận cũng chỉ có 3 năm ngày luân chuyển chu kỳ, thậm chí tình huống khẩn cấp dưới còn có thể liên tục mở ra. La Sơn thành loại này muốn khoảng cách 1-2 tháng, xem như bên trong cùng tiêu chuẩn.
Xây thô giáp nhất truyền tống trận, sử dụng một lần về sau, có đôi khi muốn tĩnh dưỡng, hơn nửa năm. Thôi động pháp trận bản nguyên chi lực lập tức mở ra truyền tống. Thiên ma đạo tổ không cần suy nghĩ, thuận miệng nói, loại kia hoàn toàn không thể nghi ngờ ngữ khí, để người cảm thấy thiên hạ đại sự, người này đều có thể một lời mà quyết, hoàn toàn không cần cùng bất luận kẻ nào thương lượng cân đối. Thôi động bản nguyên chi lực, thạch đạo hữu giật nảy cả mình, kêu lên. Thế nhưng là đạo hữu, cái này là không thể nào, này sẽ triệt để hủy đi đại trận. Chấm ngoặc kép, thật sao? Thiên ma đạo tổ liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng hỏi. Đúng vậy. Nha, chấm ngoặc kép, thạch đạo hữu còn muốn giải thích chỉ thấy thiên ma đạo tổ lật bàn tay một cái, một cỗ lực lượng khổng lồ vào đầu trấn áp xuống, thạch đạo hữu chỉ cảm thấy đầu vai bỗng nhiên như là để lên vạn quân gánh nặng, toàn thân xương cốt đều bị ép tới cạc cạc vang lên, tựa hồ sau một khắc liền sẽ từng khúc mà đứt, hai chân không ngừng run rẩy, dốc hết toàn lực mới không có để cho mình quỳ đi xuống. Thiên ma đạo tổ hừ một tiếng. Thạch đạo hữu rốt cuộc ngăn cản không nổi, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù quỳ xuống, vào đầu trần áp xuống cự lực càng ngày càng nặng, cảm giác bên trên, đan điền của mình khí hải lập tức liền muốn nổ tung lên. Luồng sức mạnh lớn đó lại vẫn còn tiếp tục tăng thêm, tuyệt không phải mình có thể ngăn cản được. Lập tức mở ra truyền tống trận, thiên ma đạo tổ lạnh lùng nhìn xem hắn, lạnh lùng nói. Chấm ngoặc kép. Tại to lớn cự lực trấn áp phía dưới, thạch đạo hữu không thể nói chuyện cũng không thể gật đầu, hắn duy nhất có thể làm chính là thẳng tắp tiếp cận thiên ma đạo tổ, lấy ánh mắt của mình nói cho cái này sâu không thể biết màu xanh lá cây đậm lão quái vật ta biết. Thiên ma đạo tổ bàn tay vừa thu lại, thạch đạo hữu chỉ cảm thấy kia gỗ to lớn cự lực nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lập tức toàn thân trên dưới đều thoải mái không diễn tả được, thở vào một hơi, may mắn mình từ trước quỷ môn quan đánh cái vừa đi vừa về, lập tức cất giọng kêu lên, nhanh, lập tức mở ra truyền tống trận. Chấm ngoặc kép, lại là cũng không dám lại hướng thiên ma đạo tổ nhìn lên một chút, chỉ bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, kính cẩn vạn phần nói, tiền bối, mời. Mặc dù hắn như trước vẫn là không cách nào điều tra đến thiên ma đạo tổ tu vi thật sự cảnh giới, nhưng tôn xưng một tiếng tiền bối, nghĩ đến là tuyệt sẽ không sai. Hắn vừa rồi hoàn toàn có thể cảm giác được chỉ cần mình dám lại cường hạng nửa phân, trước mắt cái này lão yêu ma sẽ không khách khí chút nào đem mình tại chỗ đánh nổ. Đừng bảo là La Sơn Thành những tu sĩ này, người này không có mảy may cố kỵ, phảng phất liền xem như khắp thiên hạ tất cả cao thủ chung vào một chỗ cũng không thà ở trong mắt người nọ. Hắn muốn giết ai liền giết ai. Thạch đạo hữu thanh thanh sở sở ý thức được điểm này. Mặc dù bây giờ mở ra truyền tống trận 89 phần 10 sẽ triệt để hủy hoại cái này cái cây dụng tiền, nhưng cùng mình một đầu mạng già tương đối mà nói tự nhiên hay là tính mệnh quan trọng khác đều không lo được. Sau một lát truyền tống đại trận liền oanh minh quang hoa chớp loạn. Dưới tình huống bình thường, truyền tống đại trận khởi động thời điểm, là lóng lánh ánh sáng dịu dịu, phát ra thanh nhu ong ong âm thanh tuyệt không phải dưới mắt như vậy, cuồng bạo không thôi. Thạch đạo hữu trong lòng thương tiếc, trên mặt lại cười theo, nửa điểm cũng không dám mang ra. Nhược quả hắn biết mình giờ phút này mặt đúng, là thất dạ giới ma đạo đệ nhất cao thủ, chỉ sợ sớm đã dọa co quắp, nhưng cũng bớt vừa rồi một phen khổ sở. Nghiêm chỉnh mà nói Tiêu Phàm, thiên ma đạo tổ cùng Âu Dương Minh Nguyệt đi đều là cùng một cái phương hướng. Khác biệt duy nhất là Tiêu Phàm cùng thiên ma đạo tổ đi là chính đông lệch nam, có khi lệch bắc, mà Âu Dương Minh Nguyệt lại là thẳng xu thế đông nam mà đi. Như là Tiêu Phàm đoán trước như thế, thiên ma đạo tổ gắt gao cắn hắn không chịu thư giãn, đối Âu Dương Minh Nguyệt hoàn toàn bỏ đi không thèm để ý. Thiên ma đạo tổ trong lòng tựa như gương sáng, họ Tiêu này tiểu tặc mới là chính chủ. Một đường phi nhanh, truyền tống lại truyền tống, rốt cục Thái Ất Cung đã thấy ở xa xa. Thái Ất Cung lại xưng Thái Ất xem, kéo dài mấy ngàn dặm, chiếm cứ Đại Ngô Quốc Đô Thành Đông bên cạnh một nửa địa bàn, là Nam Châu Đại Lục Đông Nam Bộ đại danh đỉnh đỉnh chính đạo thứ nhất tông Thái Ất Môn tổng đàn sở tại địa. Thiên hạ thập đại chính đạo tông môn, Thái Ất Môn không dám tự xưng thứ nhất, nhưng ở Nam Châu Đại Lục Đông Nam một góc Thái Ất Môn đều là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Hùng ngồi Đông Nam mấy chục ngàn năm, bá chủ địa vị chưa hề dao động qua. Mà lại cùng Vô Cực Môn, Thái Cực Môn cùng chính đạo tông môn môn quy giáo nghĩa khác biệt, Thái Ất Môn giáo quy, rất có mấy phân bá khí. Quy nạp kỳ thật chính là một câu, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Thậm chí có đôi khi, đối ma đạo tà tu kia là người không phạm ta, ta cũng phạm nhân. Thái Ất Môn tu sĩ, sẽ chủ động trừ ma vệ đạo. Trong truyền thuyết, đạo giáo 12 kim tiên Thái Ất chân nhân tính cách vốn cũng không bình thản, lấy chừng ác dương thiện vì sứ mệnh. Tuân theo Thái Ất chân nhân đạo thống Thái Ất cửa quan người, tự nhiên cũng đều hoặc nhiều hoặc ít thụ vị này cung phụng chân tiên ảnh hưởng.
Ngô Quốc địa giới, dưới mắt cũng không quá hòa, mấy năm trước đó, liền có thất dạ giới ma quân từ kết nối nội hải đáy biển không gian thông đạo hiện ra đến, xúi dục nơi đó một chút cực kỳ tà ác ma đạo tà tu, liên thủ nhất trí, xâm chiếm Ngô Quốc biên cảnh, đại chiến hừng hực khí thế. Mặc dù chưa lan đến gần đô thành, nhưng đô thành phía trên cấm bay cấm chế cũng so ngày bình thường muốn nghiêm mật được nhiều, trừ đội tuần tra cơ hồ không nhìn thấy tại thành trì trên không phi độn tu sĩ. Thẳng đến Âu Dương Minh Nguyệt xuất hiện, từng tiếng càng chim hót vang vọng 9 ngày, xa xa chân trời, một đám lửa đỏ đám mây nhanh chóng hướng Thái Ất xem tới gần, chỉ thấy nửa phía bầu trời đều bị cuồn cuộn liệt diễm nhuộm đỏ bừng, thanh thế kinh người chi cực. Hạo Dương chim tốc độ bay cực nhanh, nháy mắt liền tới phụ cận, hoàn toàn không nhìn cấm bay cấm chế tồn tại, thẳng bắn tới. Một đội chính đang đi tuần hộ pháp tu sĩ giật nảy cả mình, gấp vội vàng nghênh đón, ngăn lại Hạo Dương chim đường ra. Mặc dù bọn hắn cũng biết người đến bất phàm, nhưng đây là đang Thái Ất quan thượng không, cũng tịnh không 10 điểm sợ hãi. Vô luận người nào, muốn tới Thái Ất môn tới sinh sự, đều phải cân nhắc một chút. Chương 1432, Phổ Hoa Chân Nhân. Thái Ất xem chỗ sâu, mây trắng lượn lờ trên núi cao, một cái động phủ thả ra vạn đạo kim quang. Tòa này ngoại nhân rất khó tìm đến động phủ, chính là Thái Ất môn lịch đại trưởng giáo chân nhân Thanh Tu chỗ, danh chấn đại ngô nước Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động. Một đạo hỏa hồng bóng người, xuất hiện tại Kim Quang Động trước. Âu Dương Minh Nguyệt là độc thân tới đây, cũng không có người tương bồi. Lúc trước tại Thái Ất xem, vô cực môn thủ tịch đại trưởng lão đạt được cực kỳ long trọng hoan nghênh, Thái Ất môn tọa trấn tổng đàn mấy vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đều hiện thân, mặt mũi cho phải 10 phần. Dưới mắt Bắc Ninh bán đảo tin tức chưa truyền đến Ngô Quốc, mặt mũi này, là cho Âu Dương Minh Nguyệt. Đã từng Nam Châu đại lục đại tu sĩ thứ nhất, bây giờ Ngộ Linh Kỳ lão tổ, mặc kệ đến cái kia cái tông môn, đều sẽ có được dạng này, đãi ngộ. Bất quá tiến đến Kim Quang Động, Âu Dương Minh Nguyệt xin miễn mọi người tương bồi hảo ý. Âu Dương Minh Nguyệt mới vừa tới đến trước động, kim quang lóng lánh động phủ cửa đá, liền ầm ầm mở ra đến, một cái cởi mở thanh âm cười ha hà nói, Nguyệt tiên tử, mời tiến vào. Hồng quang lóe lên, Âu Dương Minh Nguyệt huyền chuyển thân thể liền biến mất ở kim quang vạn đạo bên trong. Vừa tiến vào trong động, liền chỉ thấy thủy ai mênh mông, từng tòa lâu vũ đạo quán, tại vụ hải trong như ẩn như hiện, cái này kim quang động từ bên ngoài nhìn cũng không quá lớn, đến bên trong, lại là có động thiên khác, nghiễm nhiên tự thành thế giới, liền thành một khối. Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi hướng về phía trước, bước liên tục khắp nơi, sương mù cuồn cuộn, tự động nhường ra một con đường tới. Một tên hơn 10 tuổi tiểu đạo đồng hiện thân mà ra, hướng Âu Dương Minh Nguyệt khom người làm lễ, trẻ con âm thanh ngây thơ nói, Nguyệt tiền bối mời theo đệ tử đến, sư tôn ở trong vườn xin đợi đại giá. Làm phiền, Âu Dương Minh Nguyệt mỉm cười, khách khí nói. Cái này tiểu đạo đồng thật chỉ có hơn 10 tuổi, niên kỷ ấu nhỏ, tu vi nông cạn, chỉ bất quá chỉ là luyện khí kỳ tiểu đệ tử mà thôi. Loại xưng Phổ Hoa Chân Nhân vi sư tôn. Ngộ Linh Kỳ tiền bối lão tổ thu một tên luyện khí kỳ tiểu đồ đệ, loại tình hình này tại tu chân giới thực tế hãn hữu. Liệu tất cái này tiểu đạo đồng sư huynh bên trong chỉ sợ đều có người đã sớm đưa thân nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hàng ngũ. Sư huynh đệ hai người nếu là kết bạn ra ngoài, cái này tiểu đạo đồng không được bị người ngộ nhận là sư huynh 17-18 thay mặt cho cháu trai. Âu Dương Minh Nguyệt đối tiểu hài tử này nhưng không có nửa phân khinh mạn. Nhìn về phía tiểu đạo đồng ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng chi ý, mỉm cười nói, quý phái cửu truyền kim tiên quyết quả nhiên là huyền diệu vô so, các hạ trải qua kiếp nạn này về sau, phải làm công đức viên mãn, Thái Ất môn lại muốn tăng thêm một vị nguyên anh hậu kỳ trưởng lão. Kia tiểu đạo đồng bận bịu tức lần nữa khom người, cung cung kính kính nói, nhận được Nguyệt tiền bối khích lệ. Đệ tử không dám nhận, đây đều là sư tôn có phương pháp giáo dục, đệ tử cảm kích sư ân. Cái này nhìn qua chỉ có hơn 10 tuổi tiểu đạo đồng, thực tế vậy mà là một vị nguyên anh kỳ cao nhân. Thái Ất môn cửu truyền kim tiên quyết đại danh đỉnh đỉnh, mỗi tên đệ tử tiến giai trước đó đều cần trải qua phản lão hoàn đồng kiếp số, một lần nữa từ luyện khí kỳ tiểu đệ tử bắt đầu. Lịch kiếp viên mãn, tu vi bên trên liền càng tiến vào một tầng. Cái này lịch kiếp quá trình tự nhiên là hung hiểm vô so. Nhưng lịch kiếp về sau, đột phá bình cảnh tỷ lệ lại phải lớn hơn rất nhiều. Cái này tiểu đạo đồng hẳn là Thái Ất môn đương nhiệm trưởng giáo Phổ Hoa Chân Nhân mến yêu đệ tử. Để bảo đảm an toàn của hắn, vậy mà an bài tại Kim Quang Động lịch kiếp liền đợi tại Phổ Hoa Chân Nhân bên người, trong thiên hạ. Có thể làm bị thương hắn người, liền không nhiều. Đương nhiên, cứ như vậy, an toàn thì an toàn, lịch kiếp hiệu quả lại yếu lực kém một chút. Dù sao không trải qua mưa gió, khó mà thấy cầu vồng. Nghĩ đến cũng là bởi vì giao diện đại chiến say xưa, Phổ Hoa Chân Nhân lo lắng bên ngoài lịch kiếp sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Lúc này, trong tông môn nhiều một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, liền nhiều một phần cường đại chiến lực cũng không cho sơ sẩy.
Âu Dương Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu. Tại tiểu đạo đồng dẫn dắt dưới, Âu Dương Minh Nguyệt đi tới một chỗ tiên cung trước đó, chỉ thấy cách đó không xa đình viện ở giữa tiên hạc bay lượn, linh hầu nhảy vọt, quả nhiên là phúc địa động thiên. Một tên dáng người thẳng tắp, khuôn mặt oai hùng nam tử trung niên, đứng tại tiên cung trên bậc thang đón lấy. Người này làm đạo sĩ ăn diện, dưới hàm ba túm râu đen, tướng mạo uy nghiêm, ẩn ẩn lộ ra bá khí, lộ ra sắc bén bức người, cùng trong truyền thuyết xiển giáo kim thiên, tiên phong đạo cốt thái ất thiên tôn, hoàn toàn khác biệt. Xa xa nhìn thấy Âu Dương Minh Nguyệt cái này trung niên đạo sĩ liền hai tay ôm quyền chắp tay, cao giọng nói, Nguyệt tiên tử rốt cục cũng tiến giai, thật đáng mừng. Tu vi của người này thâm bất khả chắc, thình lình cũng là một tên ngộ linh kỳ lão tổ. Nghe giọng điệu này, hai người không phải lần đầu gặp mặt. Âu Dương Minh Nguyệt mỉm cười, nói, may mắn mà thôi. Năm đó mọi người kết bạn xông xáo giang hồ, bây giờ nhiều đã qua đời, đơn độc chân nhân một kỵ tuyệt trần cũng không biết tiện sát bao nhiêu người. Tiểu muội cũng là thực tế không nghĩ tới, đời này kiếp này còn có cùng chân nhân gặp lại ngày. Nghe ý tứ này, hai người năm đó còn không chỉ là gặp qua vài lần đơn giản như vậy, giao tình quả thực không cạn, còn cùng một chỗ kết bạn xông xáo qua giang hồ. Khó trách Âu Dương Minh Nguyệt có thể một thân một mình, kính sông kim quang động, thái ất môn mọi người cũng không ngăn trở, tự nhiên là đạt được lão tổ phân phó. Chúng ta cái này người liên can bên trong, vốn là lấy Nguyệt tiên tử kinh tài tuyệt diễm nhất, hiện tại xem ra thiên ý vẫn như cũ như thế. Chấm ngoặc kép, Phổ Hoa chân nhân mỉm cười nói, đột nhiên, nặng nề song mi có chút nhào lên, cảm thấy kinh ngạc, thế nào tiên tử thụ thương rồi. Rất hiển nhiên, hắn cảm ứng được Âu Dương Minh Nguyệt chân khí không đủ tình hình. Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ, nói, mấy tháng trước đánh qua một khung. Phổ Hoa chân nhân bỗng nhiên làm cái ngẩng đầu động tác, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nói, ma nhân ngộ linh kỳ tu sĩ, rốt cục xuất thủ rồi. Đến cùng không hổ là thái ất môn một phái chi tôn, Phổ Hoa chân nhân đầu óc xoay chuyển không có chút nào chậm. Âu Dương Minh Nguyệt mang theo điểm trách cứ chỉ ý nói, những năm này, đại chiến say xưa, các tông môn tử thương thảm trọng, chân nhân đến cùng đang làm cái gì? Phổ Hoa chân nhân lập tức lộ ra một tia xấu hổ, nói, không dối gạt tiên tử nói, những năm này ta trùng hợp về mặt tu luyện gặp một điểm nan đề, bế quan không ít thời điểm, trước đó không lâu mới vừa vặn khải quan. Nghe môn hạ đệ tử nói, vô cực môn Đông Sơn tái khởi, làm người ta ngạc nhiên nhất chính là Nguyệt tiên tử vậy mà thoát ly Hạo Thiên Tông, nhập Tiêu Thị chi môn. Trong lúc này đủ loại nhân duyên, liền đợi đến Nguyệt tiên tử đến cho ta giải hoặc đâu. Âu Dương Minh Nguyệt lập tức quan tâm nói, trên việc tu luyện nan đề, giải quyết rồi sao? Lấy nàng đối Phổ Hoa chân nhân hiểu rõ, người này tuyệt không phải cẩn thận chặt chẽ, hạng người ham sống sợ chết, năm đó kết bạn xông xáo giang hồ thời điểm, Phổ Hoa chân nhân vẫn chỉ là thái ất môn một tên tu sĩ kim đan, lại là ghét ác như cừu. Mặc dù đã cách nhiều năm, nghĩ đến bản này tính là sẽ không cải biến. Cực khổ tiên tử lo lắng, đã không việc gì. Đến, Nguyệt tiên tử, mời bên này an vị, ta chỗ này có thượng đẳng linh trà, đối tiên tử tình hình không thể không có lợi. Lập tức mời khách nhập tọa. Ngay tại Kim Tiên trước điện, một trương bàn đá, hai con băng ghế đá, hai tên ngộ linh kỳ đại năng ngồi đối diện nhau, tên kia theo tứ tiểu đạo đồng, vì hai vị tôn trưởng châm bên trên linh trà, khoanh tay đứng hầu một bên. Nguyệt tiên tử ta vừa mới khải quan không lâu, liền đạt được môn nhân bẩm báo, nói thật ta đối với ngươi vị kia song tu bạn lữ quả thật có chút hiếu kỳ, có thể nói cho ta nghe một chút đi sao. Uống một ngụm linh trà, Phổ Hoa chân nhân liền thẳng thắn nói. Lấy hắn bây giờ thân phận địa vị, cùng Âu Dương Minh Nguyệt ngày xưa giao tình, nói chuyện xác thực có thể đi thẳng về thẳng, không cần thiết quanh co lòng vòng. Đừng bảo là Phổ Hoa chân nhân. Bây giờ toàn bộ Nam Châu đại lục tu chân giới, đối tiêu trưởng giáo không người tò mò, sợ thật đúng là không nhiều. Người này không có danh tiếng gì, làm sao bỗng nhiên ở giữa liền xông ra trùng kiến vô cực sơn cửa rồi. Còn cưới Hạo Thiên Tông Âu Dương Minh Nguyệt, chỉ một điểm này, Phổ Hoa chân nhân cũng không khỏi không bội phục. Năm đó, truy cầu Âu Dương Minh Nguyệt nam tu, nhưng không phải số ít người thầm mến nàng liền càng nhiều. Phổ Hoa chân nhân chính là trong đó một trong. Bất quá trên thực tế Phổ Hoa chân nhân trong lòng cũng không phải là không có một điểm lo nghĩ. Âu Dương Minh Nguyệt gả cho Tiêu Phàm cũng là thôi, rời đi Hạo Thiên Tông, đảm nhiệm vô cực môn đại trưởng lão, lại thực tế có chút không thể tưởng tượng. Trong lúc này, có lẽ có một chút không muốn người biết nội tình. Nhiều năm qua Thái Ất Môn một mực cùng vô cực môn giao hảo, nhưng cùng Hạo Thiên Tông quan hệ cũng rất bình thường. Phổ Hoa chân nhân cũng xác thực có tất phải hiểu rõ cái này vô cực môn là chính tông, hay là Hạo Thiên Tông chi nhánh. Cái này đem trực tiếp quyết định sau này Thái Ất Môn cùng vô cực môn quan hệ trong đó sẽ như thế nào đi hướng.
Đối Phổ Hoa chân nhân suy nghĩ, Âu Dương Minh Nguyệt có thể nói rõ như lòng bàn tay, Từ Tốn nói, chân nhân không cần hoài nghi Tiêu Phàm chính là chính tông nhất vô cực truyền thừa, vô cực môn trấn giáo tam bảo, càn khôn đỉnh, huyền vũ giáp, tạo hóa giới, đều tại một mình hắn trong tay. Ngay cả thất dạ giới thiên ma đạo tổ, đều nhận định hắn tương lai sẽ là thất dạ giới sinh tử đại địch. Chấm ngoặc kép, thiên ma đạo tổ, Phổ Hoa chân nhân lấy làm kinh hãi. Làm sao cùng người này dính líu quan hệ rồi? Chẳng lẽ thiên ma đạo tổ đã tới chúng ta Nam Châu Đại Lục? Giao diện đại chiến mở ra về sau, có quan thất đêm giới một chút tình huống căn bản, mọi người hay là biết được tương đối rõ ràng, thiên ma đạo cùng thiên ma đạo tổ tại thất dạ giới đại danh đỉnh đỉnh, Phổ Hoa chân nhân cũng có nghe thấy. Âu Dương Minh Nguyệt cười cười, nói thiên ma đạo tổ chẳng những đến chúng ta Nam Châu Đại Lục mà lại dưới mắt chính đang đuổi giết Tiêu Phàm. Phổ Hoa chân nhân hai mắt phút chốc híp mắt khâu lại, cực nhanh hiện lên một vòng không tin thần sắc. Mặc dù hắn không có cùng thiên ma đạo tổ mưu qua mặt, nghĩ cũng biết, vị này danh xưng thất dạ giới ma đạo đệ nhất nhân lão tổ, nhất định là ngộ linh kỳ đại cao thủ, mà nghe môn hạ đệ tử bẩm báo, vô cực môn Tiêu Phàm chỉ là nguyên anh kỳ tu vi. Giữa hai bên, chênh lệch có chút xa. Âu Dương Minh Nguyệt liền đơn giản đem việc này tiền căn hậu quả đều nói một lần, đương nhiên dùng từ phi thường tinh giản, Phổ Hoa chân nhân gì cùng cơ trí từ không cần lắm mồm. Cái này lão yêu ma như thế không coi ai ra gì. Phổ Hoa chân nhân nghe xong, không khỏi giận tím mặt. Thất dạ giới ma đạo chi tổ, tại Nam Châu Đại Lục hoành hành không sợ, đả thương Âu Dương Minh Nguyệt không nói, còn ngàn tỷ bên trong xa xôi, truy sát vô cực môn trưởng giáo chân nhân, quả thực chính là xem Nam Châu Đại Lục cùng giai tu sĩ như không, nhận định toàn bộ Nam Châu Đại Lục không người là đối thủ của hắn. Âu Dương Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói, chính chúng ta năm bè bảy mảng, cũng trách không được người khác không coi ai ra gì. Phổ Hoa chân nhân nao nao. Tiên tử cũng không cần lấy ngôn ngữ tướng kích Tiêu Phàm đã đúng là vô cực chính tông truyền thừa, bây giờ gặp nạn, bần đạo cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Chương 1433, Hào Quang Đảo. Một trận hào quang màu nhũ bạch lấp lánh, Tiêu Phàm thân hình từ truyền tống trận bên trong hiện ra. Nơi này là Hào Quang Đảo. Truyền tống trận bên trong có vẻ hơi chật trội, cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ truyền đưa tới tu sĩ nhân số khi thật không ít, đủ có số hơn trăm người. Tại đáy biển truyền tống trận mà nói, xem như có chút quy mô. Bởi vì Hào Quang Đảo chính là thất long biển động vật biển thợ săn trạm trung chuyển, vô luận là đi xa hải bổ săn, hay là từ viễn hải trở về, đều phải đi qua Hào Quang trong đảo chuyển. Trải qua thời gian dài đi đường, Tiêu Phàm rốt cục đi tới thất long biển, dự định từ Hào Quang trong đảo chuyển tiến về Mê Cốc Đảo. Ở trong quá trình này, Tiêu Phàm lại không có cùng thiên ma đạo tổ chiếu qua mặt, thật giống như một mình hắn tại Du Sơn Ngoạn Thủy. Bất quá Tiêu Phàm rất rõ ràng, thiên ma đạo tổ liền đi theo phía sau hắn cách đó không xa, chỉ cần hắn có chút lười biếng, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, đem hắn bắt đi. Bình yên đến Hào Quang Đảo, Tiêu Phàm cũng không khỏi phải nhẹ nhàng thở phào một cái. Mặc dù từ Hào Quang Đảo tiến về Mê Cốc Đảo còn có một đoạn không ngắn lộ trình, tương đối từ Sáu Vương Cốc đến Thất Long Biển mà nói, Mê Cốc Đảo lại đã coi như là gần trong gang tấc. Về phần đến Mê Cốc Đảo về sau, phải chăng có thể dựa vào Mê Cốc Đại Trận thoát khỏi lão yêu ma truy sát, vậy vẫn là ẩn số. Nhưng Tiêu Phàm cũng không phải rất sợ hãi. Mê Cốc Đại Trận nếu như thật ngăn không được thiên ma đạo tổ, lớn không được tiếp tục chạy trốn chính là. Có xương chim tại, thiên ma đạo tổ cố nhiên tu vi hơn xa với hắn, nghĩ muốn đuổi kịp hắn, nhưng cũng không hề dễ dàng. Nhiều dây dưa một ngày, liền bị Âu Dương Minh Nguyệt tranh thủ thêm đến một ngày. Đạp mạnh ra truyền tống trận, đồng hành các tu sĩ liền kỳ kỳ cha cha lẫn nhau nói chuyện với nhau, một chút tương đối trẻ tuổi tu sĩ, lộ ra đặc biệt hưng phấn. Những tu sĩ này, đa số đều là kim đan kỳ tiêu chuẩn. Nhược quả đặt ở vắng vẻ địa phương nhỏ, đó cũng là xương tôn xương tổ khó lường đại nhân vật, nhưng ở cái này thất long biển Hào Quang Đảo. Lại chỉ có thể là hàng tiểu bối, cùng đi theo mở mang hiểu biết xem náo nhiệt. Cùng cái khác hải vực đồng dạng, thất long biển cũng hội tụ một nhóm lớn dựa vào săn giết động vật biển mà sống động vật biển thợ săn. Tại thất long biển dài dằng dặc đường ven biển bên cạnh, không biết có bao nhiêu tòa dựa vào kinh doanh mua bán động vật biển vật liệu mà phát triển lớn mạnh thành trì. Động vật biển thợ săn số lượng lấy trăm vạn mà tính, nhiều vô số kể. Đa số động vật biển thợ săn, tu vi hơi thấp, bình thường đều chỉ dám ở gần biển đi săn, bắt giết cũng phần lớn là một chút cấp bậc hơi thấp động vật biển. Có can đảm tiến về viễn hải đi săn, đại bộ phận phân đều là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ cấp cao. Ngẫu nhiên đợi môn nhân đệ tử một khối đi săn kia bình thường cũng sẽ không quá xâm nhập viễn hải, hẳn là ngay tại Hào Quang Đảo phụ cận hải vực đi săn. Chân chính viễn hải, đây tuyệt đối là cấp thấp tu sĩ vòng cấm. Tại như thế phong ba quỷ dị hải vực,
Nguyên anh tu sĩ còn phải đặc biệt coi chừng cẩn thận, từng bước suy gian, lại càng không cần phải nói kim đan kỳ tu sĩ quả thực chính là đưa hàng tới cửa cho động vật biển khi điểm tâm. Cứ việc trong biển rộng, nguy cơ tứ phía, những này lần thứ nhất ra viễn hải trẻ tuổi tu sĩ kim đan, như trước vẫn là rất hưng phấn. Ra một chuyến viễn hải, chỉ cần có thể còn sống trở về. Đó chính là tư bản, từ nay về sau. Tại đồng bậc tu sĩ bên trong liền cao nhân một chờ. Bất kể nói thế nào, lão tử thế nhưng là tại Hào Quang đảo đi săn qua động vật biển người. Mà những cái kia nguyên anh kỳ lão quái thần sắc đương nhiên phải trầm ổn phải nhiều, bất quá từng cái cũng 10 điểm nhẹ nhõm. Cho thấy phải đều là chút chém giết lão người, tại trong biển rộng tới tới lui lui không biết bao nhiêu lội, đối hết thảy đã sớm thấy nhạt. Đối bọn hắn đến nói, xa một chuyến biển liền phảng phất đi ra ngoài làm một chuyến mua bán nhẹ nhàng như vậy như ý. Tiêu Phàm dịch dung giả dạng thành một tên văn nhược nho sinh trung niên, tu vi cũng có thể áp chế ở nguyên anh sơ kỳ tiêu chuẩn, một người độc hành, trên đường đi cơ hồ không thế nào cùng người nói chuyện. Giống hắn dạng này độc hành động vật biển thợ săn cũng không phải số ít. Tiêu Phàm không nói lời nào, người khác cũng không chủ động cùng hắn bắt chuyện. Mọi người đều biết có can đảm lẻ loi một mình tiến về viễn hải đi săn ra hỏa, không quan tâm hắn biểu hiện bên ngoài gia cấp bậc cao thấp, bên trong liền không có một cái là đèn đã cạn dầu. Dù coi như chỉ có nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, đa số đều tu luyện một loại nào đó cực kỳ quỷ dị công pháp bá đạo, có thể nháy mắt quyết sinh tử phân thắng bại. Không có chút bản lãnh này, một người ra viễn hải đi săn, thuần túy liền là muốn chết. Đối loại người này, đoan người đều là kính nhi viễn chi. Tiêu Phàm song mi có chút nhau, mới từ truyền tống trận ra, hắn liền cảm ứng được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức túc sát. Hào Quang đảo bất quá là một cái trạm trung chuyển mà thôi, theo lý hẳn là cực kỳ an toàn, làm sao lại hiện ra nguy hiểm như vậy khí tức túc sát. Trong chớp mắt Tiêu Phàm còn tưởng rằng là thiên ma đạo tổ tới trước, ở chỗ này chờ hắn. Làm một viễn hải trạm trung chuyển, Hào Quang đảo đối ứng cũng không chỉ một cái bờ biển thành trì, chỉ ít có mấy tòa thành trì động vật biển thợ săn, đều là xuyên thấu qua Hào Quang đảo đến trung chuyển, thiên ma đạo tổ từ những thành trì khác truyền tống đến nơi đây, hoàn toàn có khả năng. Bất quá lập tức Tiêu Phàm liền nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải thiên ma đạo tổ khí tức, mặc dù tu vi cảnh giới của hắn thua xa tại thiên ma đạo tổ, nhưng đối thiên ma đạo tổ khí tức lại tuyệt sẽ không cảm ứng sai. Đây là trực giác, tại tu chân giới, không có dạng này trực giác bình thường chết được rất nhanh. Tiêu Phàm song mi lập tức giãn ra, lại biến thành trầm mặc ít nói, không có chút rung động nào bộ dáng. Chỉ cần không phải thiên ma đạo tổ xuất hiện ở đây, cái khác nguy hiểm tiêu trưởng giáo thật đúng là không thế nào để vào mắt. Lấy hắn dưới mắt tu vi cảnh giới, bình thường ngộ linh sơ kỳ tu sĩ, đều đã đối với hắn tạo thành không được bao lớn uy hiếp, đánh không lại cũng có thể đi được thoát. Ngay sau đó, một chút trực giác cũng rất nhạy cảm cao giai động vật biển thợ săn nhao nhao cảm thấy dị dạng. Trực tiếp nhất chứng cứ chính là truyền tống đại điện không ai. Cái này vào ngày thường bên trong, là tuyệt không có khả năng phát sinh tình hình. Làm trạm trung chuyển, truyền tống trận là trọng yếu nhất một cái khâu, dĩ vãng bọn hắn đến nơi đây, truyền tống trận bốn phía luôn luôn đề phòng xâm nghiêm, chưa từng có mảy may lười biếng. Hôm nay nơi này lại không có bất kỳ ai, đều chạy đi đâu rồi. Đoàn người vội vã ra truyền tống điện, lập tức liền bị mắt tình hình trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chiến trường, toàn bộ Hào Quang đảo, đã biến thành một cái chiến trường. Chỉ thấy Hào Quang đảo bốn phía, là từng dãy trùng thiên chọc lãng. Là thật phóng lên tận trời, đầu sóng chừng cao hơn trăm trượng, sóng trên đỉnh đứng từng dãy hình thù kỳ quái, hình thái khác nhau động vật biển, trong tay giơ cao các loại vũ khí cùng kêu lên hò hét khí thế kinh người. Toàn bộ Hào Quang đảo đều bị động vật biển bao vây. Một cái ám lồng ánh sáng màu đỏ đem toàn bộ Hào Quang đảo đều bao phủ trong đó. Không thể nghi ngờ, đây là Hào Quang đảo hộ vệ đại trận. Lồng ánh sáng phía dưới thì là vô số phục sức khác nhau tu sĩ nhân tộc. Những này tu sĩ nhân tộc luận số lượng cũng không ít, nhưng trừ trọng yếu nhất vòng tròn mấy ngàn người phục sức nhất trí, bảy trận chỉnh tề bên ngoài, đại đa số đều là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, lộ ra lộn xộn. Rất hiển nhiên, chỉ có trọng yếu nhất vòng tròn kia mấy ngàn người mới là Hào Quang đảo phòng giữ lực lượng, tính được là nghiêm chỉnh huấn luyện, cái khác đại đa số tu sĩ đều là tụ tập nơi đây động vật biển thợ săn. Đơn đả độc đấu bản sự, đều là tốt luận đến bảy trận mà chiến, cùng tiến cùng lui, vậy liền kém xa. Giờ phút này chút ngày bình thường to gan lớn mật động vật biển đám thợ săn, đều ngửa đầu nhìn trời, từng cái mặt lộ vẻ kinh hoàng. Tiêu Phàm bọn người, cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Chỉ thấy trên trời cao, một đầu cự long ngay tại trên dưới tung bay.
Đầu này cự long, dài đến mấy chục trượng, vảy rồng màu xanh lóe ra ánh sáng chói mắt, trên đầu hai chi màu tím đen sừng nhọn nhất là dễ thấy, toàn thân trên dưới lộ ra cường đại vô song uy áp, dù coi như trốn ở hộ đảo lồng ánh sáng phía dưới, mọi người cũng đều có thể cảm ứng được kia cỗ khí tức vô cùng cường đại, chỉ cảm thấy khí vì đó đoạt. Ly Dao, lập tức liền có người biết hàng, lên tiếng kinh hô. Đến nơi đây, phần lớn đều là kiến thức rộng rãi động vật biển thợ săn, tự nhiên có người một chút liền đem cái này cự long nhận ra được. Trưởng thành Ly Dao, không phải trưởng thành Ly Dao, còn thiếu một chút. Chấm ngoặc kép, lập tức liền có người phản bác khiếp mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt thần sắc lại mảy may đều không thoải mái, đồng dạng khẩn trương đến cực điểm. Nếu thật là trưởng thành Ly Dao, hộ đảo đại trận căn bản là ngăn cản không nổi, đã sớm bị công phá. Trưởng thành Ly Dao chính là trong biển rộng hoàn toàn xứng đáng vương giả, mặc dù Ly Dao thánh linh huyết mạch cực kỳ hỗn tạp cũng không đơn thuần, nhưng mà mỗi một đầu Ly Dao sau trưởng thành, đều có được không dưới nhân loại ngộ linh kỳ tu sĩ mạnh đại thần thông, cùng cái khác cùng giai động vật biển tương đối mà nói, đều muốn càng thêm cường đại ba phân, so cùng giai tu sĩ nhân tộc liền muốn càng thêm cường đại. Trên lý luận, một đầu hóa hình hậu kỳ Ly Dao, đủ để địch được hai tên nhân loại hậu kỳ đại tu sĩ. Tiêu Phàm song mi cũng có chút dương lên, thật cũng không nghĩ đến, sẽ tại Hào Quang đảo gặp được lão bằng hữu. Năm đó ở Thần Long Nguyên đáy nước, hắn cùng Thiên Diệu Thiên Tử hợp lực diệt sát qua một đầu hóa hình trung kỳ Ly Dao, gỡ xuống kia Ly Dao thuộc ra cùng vảy rồng, luyện thành vảy rồng giáp cùng vảy rồng kiếm trận, trở thành hắn tùy thân mang theo một kiện chí bảo, nhiều năm qua, nhiều lần lập chiến công. Nhất là cùng thiên ma thiếu chủ đại chiến thời điểm, càng là dựa vào lấy bộ này vảy rồng giáp ngăn trở thiên ma thiếu chủ như mưa oanh kích mà dưới 6 nặng binh khí. Nếu là không có vảy rồng giáp, trận chiến kia đến cùng ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Cũng là sau trận chiến ấy, Tiêu Phàm mới đối trời sinh thánh linh huyết mạch hậu duệ bản mệnh vật liệu luyện chế mà thành bảo vật có nhận thức sâu hơn. Loại bảo vật này, là thật có thể theo bản thân hắn trưởng thành mà trưởng thành, vảy rồng giáp thành hắn bản mệnh pháp bảo một trong. Bất quá, vảy rồng giáp mặc dù trải qua nhiều lần rèn luyện, gia nhập không ít tài liệu chân quý, uy năng cũng có biên độ lớn tăng lên, Tiêu Phàm nhưng như cũ không phải như vậy hài lòng. Vô luận là vảy rồng giáp hay là vảy rồng kiếm trận, tại trải qua một lại cường hóa về sau, đối phó cùng giai tu sĩ kia là đủ rồi, thậm chí Tiêu Phàm còn thúc đẩy gần đây luyện thành thông thiên kiếm trận, dứt khoát chém giết sương mù hải yêu vương, nhưng mà nếu như đối thủ là ngộ linh kỳ lão tổ, vảy rồng giáp cùng vảy rồng kiếm trận uy lực vẫn như cũ hơi nghi ngờ không đủ. Truy cứu nguyên nhân, Tiêu Phàm cho rằng, còn là do ở luyện chế vảy rồng giáp tài liệu chính cấp bậc quá thấp bố trí. Cứ việc về sau dung nhập trưởng thành Kim Giao Vương bốn mảnh bản mệnh vảy rồng, nhưng cuối cùng, tài liệu chính cũng vẫn là từ một đầu hóa hình trung kỳ Ly Giao thân bên trên lấy xuống. Nhiều năm qua Tiêu Phàm vẫn luôn đang tìm kiếm mạnh hơn Ly Giao vật liệu đến trùng luyện vảy rồng giáp. Chỉ tiếc trưởng thành Ly Dao vật liệu thực tế là có thể ngộ nhưng không thể cầu, dù coi như tại Nguyên Hạo Toan Nghê Vương cung phủ khố bên trong cũng không có dạng này cất giữ. Lại không nghĩ rằng, vừa một chống đạt Hào Quang đảo, liền đụng phải dạng này một đầu hóa hình hậu kỳ đại thành Ly Dao. Ngược lại cũng có hứng thú. Chương 1434, Hào Quang song ma. Trên bầu trời một tiếng nổi giận long ngâm. Ly Dao miệng hơi mở, một cái cự đại quang cầu, liền phun ra cái này quang cầu nhìn qua cũng không có chỗ đặc biệt, song khi nó oanh một tiếng, nện ở hộ đảo lồng ánh sáng bên trên thời điểm cả quang cháo đều kịch liệt đung đưa, hồng mang chớp loạn rất rõ ràng gặp trọng kích. Sau đó toàn bộ quang cầu đều vỡ ra, hóa thành vô số giọt nước, ở tại lồng ánh sáng phía trên, phát ra liên tiếp lốp bốp bạo hưởng thanh âm, hộ đảo lồng ánh sáng liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, bị tan xuyên từng cái lỗ nhỏ. À, mọi người không khỏi lên tiếng kinh hô, cá biệt gan tiểu nhân, thậm chí đã kìm lòng không đặng lộ ra pháp bảo. Rất hiển nhiên, một khi hộ đảo lồng ánh sáng vỡ vụn tiếp xuống chính là một trận đại chiến. Cũng may những người này đều là động vật biển thợ săn, cả đời này làm chính là cùng động vật biển liều chết chém giết sống, đối mặt hung thần ác sát động vật biển cũng tịnh không 10 điểm e ngại. Hộ đảo lồng ánh sáng hào quang màu đỏ sậm một trận lóe lên, vừa mới bị hòa tan lỗ nhỏ, lại cấp tốc lấp đầy như lúc ban đầu. Mọi người liền đều nhẹ nhàng thở phào một cái. Nguyên cũng biết hộ đảo đại trận không phải dễ dàng như vậy bị công phá. À, là Cố huynh. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một tên cùng Tiêu Phàm đồng thời truyền đưa tới Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, nhãn tỉnh sáng lên, hướng Tiêu Phàm bên người cách đó không xa một tên hoàng y hán tử tới gần. Kia Cố huynh thấy hắn, lại song mi nhăn lại, trách cứ nói, làm sao lúc này tới rồi? Cái này không muốn chết sao? Kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thân mặc hắc y, nghe vậy khẽ giật mình, cười khổ nói, Cố huynh, chúng ta từ trong thành khi xuất phát nhưng không biết bên này phát sinh đại sự như vậy.
cái này cũng thật sự là kỳ quái, Hào Quang đảo đã không sai biệt lắm có 100 năm chưa từng xảy ra động vật biển công thành sự tình đi. Đây là có chuyện gì? Cố huynh hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngữ khí phiền muộn đến cực điểm. Hào Quang đảo vị trí. Trước kia là thuộc về viễn hải khu vực, nhưng theo nhân loại tu sĩ tại Hào Quang đảo xây dựng truyền tống trận kiến tạo trạm trung chuyển, kề bên này hải vực động vật biển liền gặp vận rủi lớn, bị chen chúc mà đến động vật biển thợ săn truy sát thời gian dần qua. Phụ cận hải vực cao giai động vật biển liền tuyệt tích. Một nửa chết tại nhân loại tu sĩ trong tay, một nửa thì bỏ trốn mất dạng, lui tránh xa. Hơn 100 năm Thái Bình, đủ để làm cho tất cả mọi người đều quên, nơi này kỳ thật đã là viễn hải khu vực, là động vật biển hoạt động nhất tấp nập địa phương. Huống chi, để bảo đảm Hào Quang đảo an toàn, ở trên đảo cũng xác thực đóng quân một chi lực lượng tinh nhuệ. Bất quá trừ ngẫu nhiên có không biết trời cao đất rộng động vật biển có can đảm quấy rối một chút Hào Quang đảo bên ngoài, chi này thủ đảo tu sĩ đại quân càng nhiều thời điểm là cân đối ở trên đảo động vật biển thợ săn ở giữa sinh ra mâu thuẫn. Những này động vật biển thợ săn, thần thông lớn, tính tình lớn hơn. Ai biết Thái Bình 100 năm, chợt gặp chuyện như vậy. Cố huynh, những này động vật biển khí thế hung hung, đây là muốn nhất cử đem Hào Quang đảo cầm xuống A. Chấm ngoặc kép, áo đen nguyên anh tu sĩ lo lắng nói. Còn không phải sao, ngay cả cường đại như vậy Ly Giao đều hiện thân, thất long biển thật sự là danh bất hư truyền. Cố huynh hận hận nói, trong giọng nói lại ẩn ẩn xen lẫn một tia tham lam. Hóa hình hậu kỳ trạng thái đỉnh phong Ly Giao, là chân quý bực nào. Lại không có người so với bọn hắn những này động vật biển thợ săn rõ ràng hơn. Một cái động vật biển thợ săn, nếu như có thể săn phải như thế một con yêu thú, đời này liền đủ hoa, rốt cuộc không cần trong gió đến sóng bên trong đi cam mạo kỳ hiểm. Bất quá cố huynh cũng biết. Cái này cuối cùng chỉ là nằm mơ mà thôi. Hóa hình hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới Ly Giao, ngay cả nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ lẻ loi một mình gặp gỡ, đều chỉ có thể quay đầu liền chạy, hắn dạng này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ còn không có cận thân, liền bị Ly Giao một ngụm nuốt chết được không minh bạch. Chính hắn rất rõ ràng, cả đời này, chỉ sợ cũng không thể tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ, có thể đột phá đến nguyên anh trung kỳ, sống lâu 100-200 năm, đó chính là tổ tiên tích đức. Cố huynh ta liền đừng đánh cái này Ly Giao chủ ý, hay là nghĩ biện pháp đi trước đi. Áo đen nguyên anh tu sĩ rất rõ ràng so cố huynh phải cẩn thận, cũng càng thêm tiếc mệnh, đã đang không ngừng bốn phía dò xét, thấp giọng nói. Đi, cố huynh lập tức lắc đầu. Không có khả năng, tất cả rời đi truyền tống trận đều xảy ra vấn đề. Không biết là nguyên nhân gì. Hẳn là động vật biển dở cho quỷ. Liên xem như tới truyền tống trận cũng lớn cũng không thể dùng. Tin tức căn bản liền đưa không đi ra các ngươi lúc này tới, xem như gặp vận rủi lớn. Chấm ngoặc kép. Hai người tiếng nói đều rất thấp, cơ hồ chính là tại truyền âm, người chung quanh chỉ thấy bọn hắn miệng khinh động, lại cái gì đều nghe không được. Tiêu Phàm tự nhiên là một ngoại lệ, hắn thần niệm cực mạnh đuổi sát Ngộ Linh kỳ lão quái, chỉ là hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thì thầm, như thế nào giấu giếm được hắn. Nghe nói tất cả rời đi truyền tống trận đều xảy ra vấn đề, Tiêu Phàm sắc mặt liền chìm xuống dưới. Nói thực ra Tiêu trưởng giáo mặc dù có lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình hiệp nghĩa lòng dạ, lúc này nhưng cũng không có ý định tại Hào Quang đảo trì hoãn, về phần trên đảo quân coi giữ có thể hay không thủ được Tiêu trưởng giáo liền không lo được. Hắn không phải chúa cứu thế, cứu không được khắp thiên hạ mỗi người. Mà bây giờ, xem ra coi như muốn đi cũng không dễ dàng như vậy đâu. Lúc này, giữa không trung Ly Giao lại là gầm lên giận dữ, viên thứ hai quang đạn phun ra xuống dưới. Một trận kịch liệt chiến đấu về sau, hộ đảo lồng ánh sáng lại một lần nữa đứng vững công kích nhưng quang mang trở nên càng thêm ảm đạm, rất rõ ràng, đã sắp chống đỡ không nổi. Chỉ cần hộ đảo đại trận vừa vỡ, lấy động vật biển tứ phía vây thành thực lực trên đảo động vật biển thợ săn dù là sức chiến đấu lại cường hãn cũng tuyệt không phải đối thủ, toàn đảo luân hãm chính là tất nhiên. Trong đó một chút tu vi cao nhất có lẽ có cơ hội phá vây mà đi, đại bộ phận phân lại tất nhiên sẽ mệnh tang tại đây. Tiêu Phàm đương nhiên không e ngại những này động vật biển, vô luận là chiến là đi, những này động vật biển đều không làm gì được hắn. Nhưng Hào Quang đảo truyền tống trận là hắn nhanh chóng rời xa khu vực này duy nhất lựa chọn, nếu thật là ở đây trì hoãn quá lâu Thiên Ma đạo tổ đuổi theo, coi như phiền phức. Ly Giao ngửa mặt lên trời một tiếng hét lên, viên thứ ba quang đạn phun ra. Nhìn ra được Ly Giao mỗi một lần phun ra quang đạn, đều cạn kiệt toàn lực tiêu hao chân nguyên pháp lực quả thực không ít. Bất quá cái này Ly Giao tựa hồ cũng là yên tâm có chỗ dựa, chắc tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, căn bản liền không quan tâm phải chăng tiêu hao quá nhiều chân nguyên pháp lực. Chỉ cần công phá hộ đảo lồng ánh sáng, tiếp xuống chính là nghiêng về một bên đại đồ sát. Tu vi cảnh giới đến hắn tình trạng như vậy, nơi nào sẽ còn đem cái gọi là động vật biển thợ săn để vào mắt.
Trừ phi có Ngộ Linh Kỳ lão tổ ra biển đi săn, nếu không bất luận cái gì động vật biển thợ săn, đều chẳng qua là hắn trong bụng thức ăn ngon mà thôi. Lồng ánh sáng phía dưới, tất cả mọi người bình tức tĩnh khí, cát gao tiếp cận kia ầm vang mà dưới quang đạn, không ít người sớm đã sáng xuất binh lưỡi đao pháp bảo, chỉ cùng lồng ánh sáng vừa vỡ, lập tức động thủ nghênh chiến. Nguyên bản đang không ngừng đánh trống reo hò hò hét, đứng tại cao cao đỉnh sóng bên trên động vật biển, cũng đình chỉ kêu khóc cùng người trên đảo tộc tu sĩ đồng dạng, một mực tiếp cận viên kia quang đạn từng cái ma quyền sát trưởng, kích động. Mặc kệ là tu sĩ hay là động vật biển, mọi người giờ khắc này ý nghĩ, nhưng thật ra là nhất trí. Cái này thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ lồng ánh sáng, trên thực tế tuyệt đối không thể có thể lại chống đỡ tiếp. Ly giao một kích này, hộ đảo đại trận tất phá không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, một tiếng bén nhọn kêu gọi bỗng nhiên vang lên, cơ hồ tất cả kim đan kỳ tu sĩ, đều trong nháy mắt cảm thấy thần hồn rung mạnh, nhao nhao kêu thảm che lỗ tai, một chút tu vi hơi thấp, thậm chí trực tiếp liền mềm liệt trên mặt đất tựa như bị rút đi toàn thân tinh khí thần, sắc mặt sát trắng như tờ giấy. Dù coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng từng cái mặt lộ vẻ kinh hoàng, liên tục không ngừng vận công ngăn cản. Ngay cả Tiêu Phàm đều thoảng qua lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn cũng không phải kinh dị tại cái này âm thanh rít lên uy lực mà là bởi vì cái này nghe vào một tiếng rít nhưng thật ra là từ hai người phát ra tới. Ngay cả Tiêu Phàm tu vi như thế cảnh giới, một lúc bắt đầu, đều kém chút nghe thành là thanh âm của một người, bởi vậy có thể thấy được phát ra tiếng gào hai người kia, lẫn nhau tâm ý tương thông, đến trình độ nào. Cơ hồ chính là một người. Theo này quỷ dị tiếng rít, hai đạo ám bóng người màu đỏ phóng lên tận trời, vô thanh vô tức liền xuyên thấu màu đỏ sậm hộ đảo lồng ánh sáng, riêng phần mình duỗi ra một cái tay, phát ra một cỗ ám ánh sáng màu đỏ, hợp hai là một hướng về ầm vang mà dưới quang đạn nghênh kích đi lên. Hào quang song thánh, là hào quang song thánh hai vị này lão tổ, chấm ngoặc kép, tu sĩ nhân tộc bên trong, vang lên kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm. Hắn nghe nói qua hào quang song thánh, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là hào quang song ma. Đã phải được từ hào quang trong đảo chuyển tiến về viễn hải, Tiêu Phàm đương nhiên đối hào quang đảo tình hình có hiểu biết. Hào quang song ma chính là hào quang đảo hai vị đảo chủ, đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tọa trấn ở trên đảo nhiều năm tại hào quang biển vùng này uy danh xa dương. Hai vị này đảo chủ chính là huynh đệ sinh đôi, bất thế gia thiên tài tu luyện, hai huynh đệ chung cũng tiến vào cùng một chỗ đưa thân tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hàng ngũ, tại tu chân giới cực kỳ hiếm thấy. Bình thường mà nói, huynh đệ sinh đôi tỉ muội đều am hiểu hợp kích chi thuật, hào quang song ma cũng không ngoại lệ, mà lại tu luyện được đăng phong tạo cực. Chỉ bất quá hai người công pháp gần như ma đạo, phong cách hành xử cũng chợt chính chợt tà, chuyện xấu làm được tốt bao nhiêu chuyện làm phải ít, ở trước mặt bị tôn xưng là hào quang song thánh, phía sau thì bị đoàn người trở thành hào quang song ma. Nhưng không thể không nói, cái này hào quang song ma đối với ổn định hào quang biển hải vực thế cục có hết sức quan trọng tác dụng. Chính là bởi vì có bọn hắn tọa chấn, bởi vậy hơn 100 năm đến, hào quang đảo cùng phụ cận hải vực đều hết sức an toàn. Hai người cũng bởi vậy tài nguyên rộng tiến vào, ở trên đảo khai tông lập phái, làm lên một phái chi tôn. Đương nhiên, hai vị này có chí tại chứng nói trường sinh cho nên đối tông môn sự tình cũng không phi thường nhiệt tâm, lập tông môn quy mô cũng không lớn, môn nhân đệ tử thưa thớt cùng bọn hắn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thân phận có phần không tương xứng, cùng nó nói là một cái tông môn còn không bằng nói là một cái trang viên, nuôi chút trang đinh mà thôi. Nhưng mà hào quang song thánh bản sự, lại là ai cũng không dám khinh thường, dù coi như tại đồng bậc tu sĩ bên trong, cũng là đại danh đỉnh đỉnh cực mạnh người. Bình thường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, bình thường không dám đắc tội bọn hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai đạo hào quang màu đỏ sậm cùng màu trắng quang đạn bỗng nhiên đụng vào nhau, lập tức quang mang bắn ra bốn phía, giữ lẫn nhau không dưới, sau một lát ầm vang một tiếng, cột sáng cùng quang đạn đồng thời nổ tung, hóa thành điểm điểm hư ảnh tiêu tán thành vô hình. Hai đạo ám bóng người màu đỏ tay áo tung bay, sóng vai đứng tại ly giao trước đó. Chương 1435 Thú mắt vàng. Hắc hắc, hào quang song ma tang gia huynh đệ, hai vị rốt cục chịu lộ diện. Ly giao miệng rộng mở ra, vang lên tiếng ong ong. Từ cái này ly giao ngôn từ đến xem, hắn đối hào quang đảo tình huống tựa hồ biết sơ lược. Các hạ thân là hải tộc chi vương, cùng ta hào quang đảo ngày xưa không oán ngày nay không thù, vì cái gì bỗng nhiên sử dụng bạo lực. Tang gia huynh đệ liếc nhau, bên trái vị kia, lạnh lùng hỏi, ngữ điệu 10 điểm bén nhọn. Chỉ nhìn từ bên ngoài, cái này hai người huynh đệ cũng không thế nào cao lớn hùng tráng, tương phản lộ ra 10 điểm, mảnh mai thon thả, bất quá thân bên trên tán phát khí tức cường đại, lại không chút nào giả. Dù coi như Tiêu Phàm cũng cảm thấy tại đồng bậc tu sĩ bên trong, hai vị này cũng đã khó gặp đối thủ.
Tại cái này viễn hải khu vực trấn thủ hơn 100 năm, bảo đảm một phương bình an, không có điểm bản lĩnh thật sự quả quyết không được. Ai nói chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù? Qua nhiều năm như vậy, các ngươi tu sĩ nhân tộc tàn sát ta hải tộc binh sĩ còn tại số ít sao? Cái này hào quang ở trên đảo thành ngàn hơn vạn tu sĩ nhân tộc cái kia trong tay không phải dính đầy ta hải tộc binh sĩ máu tươi. Chúng ta chẳng lẽ không phải vẫn luôn tại sử dụng bạo lực? Ly Dao hừ lạnh một tiếng quát, vô số đứng tại đỉnh sóng phía trên hải tộc liền đánh trống reo hò cùng kêu lên hò hét thanh thế kinh người. Hừ, các hạ cũng đừng cưỡng từ đoạt lý, ngươi hải tộc yêu thú, nuốt ăn ta tu sĩ nhân tộc số lượng chỉ có thể có càng nhiều hơn. Chúng ta là bị bất đắc dĩ mới phấn khởi phản kích, đừng bảo là phải rất nhớ các ngươi hải tộc yêu thú, 10 điểm ấm lưng cung kiệm để. Ai đều không phải đèn đã cạn dầu. Bên trái người áo đỏ nói. Đúng vậy. Dưới mắt thất dạ giới ma nhân chính hướng ta Nam Châu Đại Lục quy mô tiến công, các hạ hẳn là được ma nhân chỗ tốt gì cùng bọn hắn cùng một ruột thông đồng làm bậy rồi. Lần này mở miệng lại là bên phải người áo đỏ. Hai người thanh âm giống nhau như đúc, hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được. Người ở bên ngoài nghe tới, căn bản chính là một người đang nói chuyện. Phi, Ly Dao hung hăng gắt một cái. Giữa không trung lập tức tung xuống một trận mưa rào tầm tã. Cái gì gọi là cùng một ruột, cái gì gọi là thông đồng làm bậy. Thất dạ giới cùng các ngươi tu sĩ nhân tộc đánh trận cùng chúng ta hải tộc có liên can gì. Chỉ cần bọn hắn chịu cho chỗ tốt, bổn vương tự nhiên cùng bọn hắn hợp tác. Lần này, bọn hắn cho ta thành ngàn hơn vạn tu sĩ nhân tộc làm điểm tâm, tâm ý rất thành. Bổn vương liền giúp bọn hắn một vấn đề nhỏ, nhổ các ngươi hào quang đảo viên này cái đinh, có gì không thể. Ly Dao như sét đánh quát to lớn, móng vuốt vừa nhấc, một cái trần như nhộng nữ nhân bỗng nhiên nổi lên. Nữ nhân này vừa xuất hiện, liền là hoảng sợ muôn dạng hét dầm lên, các vị đạo hữu cứu mạng. Chấm ngoặc kép, mặc dù cách đến rất xa, không ít người hay là lập tức liền cảm ứng ra đến, cái này trần như nhộng nữ tử không phải thế tục phàm nhân, mà là một tên nữ tu, đồng thời có nguyên anh sơ kỳ tu vi, là một tên cao giai nữ tu. Ai ngờ bây giờ lại bị cái này Ly Dao lột được tinh quang. Tại trước mặt ngàn vạn người trần trụi thân thể, không có chút nào kháng cự chi lực. Ly Dao cự chảo một dương, kia nguyên anh kỳ nữ tu liền bay lên, miệng bên trong tuyệt vọng la lên. Lại là không làm nên chuyện gì. Ly Dao mở ra miệng rộng, a ô, một tiếng. Liền đem nàng cắn, răng rắc một tiếng, cắn phải phấn thân toái cốt, nhai đều không nhai một chút. Một ngụm liền nuốt vào bụng đi. Hắc hắc, không sai, hương vị tốt lắm. Ly Dao một ngụm nuốt mất nữ tu, đỏ tươi đầu lưỡi tại bên miệng một liếm, to lớn hai mắt gắt gao tiếp cận hào quang song ma, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tham lam. Hai tên nhân tộc đại tu sĩ, bắt đầu ăn hương vị nhất định không sai. Chấm ngoặc kép, Tang gia huynh đệ liếc nhau, một cỗ lửa giận vô hình từ giữa ngực bụng bay lên, rốt cuộc khống chế không nổi. Nhiệt xúc thật to gan. Hào quang song ma nổi giận gầm lên một tiếng, riêng phần mình thi triển thần thông, hai kiện ám bảo vật màu đỏ trong chớp nhoáng bay lên trên trời, ở trên bầu trời ngưng kết ra lớn gần mẫu một mảnh hồng vân, hai huynh đệ lẫn nhau nắm tay, miệng lẩm bẩm, trong khoảnh khắc, hồng vân bên trong rung động ầm ầm uyển giống như sấm rền. Bá, đột nhiên bắn ra vạn đạo hồng sắc phích lịch hướng Ly Dao mãnh bổ tới. Giảng đánh sao, tốt, Ly Dao thấy thế. Không những không giận mà còn cười, hét lớn một tiếng, toàn thân thanh sáng lóng lánh, vô số to lớn vảy rồng bay múa mà lên, hóa thành từng mặt màu xanh tấm thuẫn, đón màu đỏ sậm phích lịch bay đi. Vô tận bạo hưởng bên trong, phích lịch trùng điệp đánh vào vảy rồng thuẫn phía trên, vảy rồng bay múa mà quay về, màu đỏ phích lịch cũng tiêu tán vô hình. Hừ hừ, đại danh đỉnh đỉnh, chỉ thường thôi. Ly Dao cười lạnh một tiếng, thân thể to lớn lắc một cái, thanh quang chớp loạn, trong khoảnh khắc chiều cao mấy chục trượng cự dao liền không thấy bóng dáng, thay vào đó, là một tên thân mặc áo xanh, ngạo khí vô cùng nam tử trung niên, hai tay chắp ở sau lưng, khinh thường nhìn xem hào quang song ma. Tang gia huynh đệ cũng cười lạnh, nói, sớm nghe nói Ly Dao là hải tộc chi vương, thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó. Liền các hạ chút bản lãnh này, cũng cho chúng ta huynh đệ rất thất vọng. Thật sao, vậy liền hào hào đánh một trận đi. Tiếp chiêu. Ly Dao một tiếng buồn bực giống, nhấc tay một dương, một cái quang cầu nổi lên, hướng Tang gia huynh đệ kích bắn đi. Hào quang song ma cũng không yếu thế, tế lên thần thông, cùng Ly Dao chiến làm một đoàn. Trong lúc nhất thời, chung quanh lại trở nên an yên tĩnh, tất cả mọi người bình tức tĩnh khí tiếp cận không trung trận này ác chiến, cho dù ai cũng biết kết quả của trận chiến này, trên thực tế liền quyết định hào quang đảo sinh tử tồn vong. Ly Dao bại trận, động vật biển khí vì đó đoạt, chỉ có thể hành quân lặng lẽ trốn xa chỗ hắn. Hào quang song ma thất bại, hộ đảo đại trận lập phá, tiếp xuống đại chiến cũng sẽ không có gì khó tin.
Hiển nhiên hai đạo ám bóng người màu đỏ vây quanh bóng người màu xanh trên dưới tung bay, đánh cho phi thường náo nhiệt, không ít tu sĩ nhân tộc trên mặt lộ ra thiếu dung, bắt đầu châu đầu kề tai nghị luận lên. Áo đen nguyên anh tu sĩ liền cùng cố huynh thấp giọng nói, xem ra, Ly Dao cũng không có trong truyền thuyết như vậy không tầm thường, hai vị đảo chủ đủ để đối phó hắn. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, đó là bởi vì hai vị đảo chủ lợi hại, nếu là bình thường hậu kỳ đại tu sĩ, coi như hai người liên thủ, lại nơi nào là Ly Dao đối thủ. Chỉ thấy trên trời cao, đầy trời đều là ám hồng sắc thân ảnh, hào quang song ma hóa thân 100.000, vây quanh thanh y nam tử tấn công mạnh. Cái này tăng gia huynh đệ thần thông, ngược lại là cùng thiên ma thiếu chủ thiên ma bách biến, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên mỉm cười, trên cơ bản, hắn cũng đồng ý cố huynh phân tích, hào quang song ma quả nhiên bất phàm, cứ như vậy đánh xuống, muốn chiến thắng cố nhiên không dễ. Ly Dao nghĩ đánh bại bọn hắn, nhưng cũng rất khó. Chỉ cần đánh lui động vật biển tiến công, nhanh chóng xây xong truyền tống trận, hắn vẫn có thể lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đây. Ngay tại lúc song phương đại chiến khó hòa giải thời điểm, dị biến nảy sinh. Một đạo ngân sắc cột sáng, vô thanh vô tức từ thương khung một góc bắn ra. Tốc độ cực nhanh, nhìn thấy đạo này ngân sắc cột sáng, ngay cả Tiêu Phàm đều kinh hãi. Thật mắt chi quang, không hề nghi ngờ, đây là thật mắt chi quang, mà lại 10 điểm chính tông uy lực cực mạnh, thậm chí càng tại Hắc Lân phía trên. Ngay tại linh thú điểm bên trong nằm ngáy o o Hắc Lân, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Từ linh thú điểm bên trong bắn ra, hóa thân thành đầy đạn xinh xắn hắc y thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy cảnh giác tiếp cận không trung cái kia đạo ngân sắc cột sáng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, xùy, một tiếng, thật mắt chi quang bỗng nhiên đánh trúng không trung một đạo ám thân ảnh màu đỏ. Hào quang song ma sớm đã hóa thân thành 100.000. Toàn đảo tu sĩ cơ hồ không người phân biệt ra được kia là chân thân kia là huyễn ảnh. Chỉ có Tiêu Phàm song mi nhẹ nhàng nhăn lại, ngay sau đó chính là một tiếng bén nhọn gọi. Đầy trời hồng ảnh nháy mắt vừa thu lại, chỉ thấy một đạo ám hồng sắc thân ảnh, từ giữa không trung bay qua, người tại không trung, sớm đã há mồm phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Khác một đạo ám hồng sắc thân ảnh, lập tức phi thân lên, tại không trung tiếp được nhà mình huynh đệ, xa xa rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài. Thật vất vả mới đứng vững thân hình, đồng loạt cặp mắt trợn tròn, hướng về bên kia trợn mắt nhìn. Bọn chuột nhắt ám tiễn đả thương người. Cút ra đây. Chỉ nghe một chút xé phải như thanh âm, hơn 10 trượng bên ngoài hư không bị xé nứt, một đạo cao lớn thân ảnh màu đen nổi lên. Chỉ thấy người áo đen này thân cao hơn một trượng, tướng mạo cũng coi là tuấn lãng, hai con mắt lại là kim sắc, không nhìn thấy con ngươi, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh kim hoàng nhan sắc. Nhưng mà chân chính nhất có đặc sắc là người này cái trán con mắt dọc kia cũng là kim sắc, cũng không có con ngươi, thậm chí cũng nhìn không ra cái này con mắt nhỏ đến cùng là mở ra hay là nhắm. Một thấy người này hiện thân, Tiêu Phàm liền rõ ràng nghe tới vô số người hít vào một ngụm khí lạnh phát ra tê tê âm thanh. Thú mắt vàng, rốt cuộc có người sao sao kêu lên. Tiêu Phàm liền nhìn bên người Hắc Lân một chút. Hắc Lân khẽ gật đầu một cái, nói, đúng là thú mắt vàng, huyết mạch phi thường tinh thuần. Hẳn là chúng ta loại này giao diện, huyết mạch tinh thuần nhất. Người xưa kể lại, thú mắt vàng chính là quỷ thủy mặc kỳ lân dòng chính hậu duệ, cùng trưởng thành Ly Dao đồng dạng, trưởng thành thú mắt vàng là trong biển rộng đương nhiên vương giả, một thân tu vi thần thông, không tại ngộ linh kỳ lão tổ phía dưới, thậm chí còn hơn. Tiêu Phàm thần niệm nhô ra, trong lòng càng là hơi kinh hãi. Cái này thú mắt vàng cảnh giới, vậy mà không chút nào tại Ly Dao phía dưới, cũng đã đạt đến tại hóa hình hậu kỳ đại thành trạng thái đỉnh cao nhất, chỉ kém một bước cuối cùng, liền muốn bước vào trưởng thành giai đoạn. Cho người cảm giác thú mắt vàng thậm chí so Ly Dao càng thêm nguy hiểm. Dù sao Ly Dao thánh linh huyết mạch tương đối hỗn tạp không thuần, thú mắt vàng lại là thật mắt mặc kỳ lân dòng chính hậu duệ, bình thường đến nói, mặc kệ ở đâu cái giao diện, thánh linh hậu duệ huyết mạch càng tinh khiết hơn, tiềm lực lại càng lớn. Các hạ cũng là đường đường hải tộc chi vương, làm sao cùng tiểu nhân hèn hạ đồng dạng, phía sau đánh lén, ám tiễn đả thương người. Tên kia thụ thương người áo đỏ miễn cưỡng thẳng sống lưng, đưa tay lau miệng một cái rác vết máu, giọng căm hận kêu lên. Thú mắt vàng cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi nhân tộc có câu nói, gọi binh bất yếm trá. Làm sao, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi đều quên rồi. Hèn hạ vô sỉ, hào quang song ma nghiến răng nghiến lợi. Ly Dao ngửa đầu một trận cười to, nói, Kim huynh, làm rất tốt. Chớ cùng những người này tộc hỗn đản lãng phí miệng lưỡi, chúng ta một người một cái, nhanh chóng thanh hai gia hỏa này xử lý, thanh hòn đảo nhỏ này lấy xuống. Tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Cái kia thụ thương gia hỏa, hay là về ngươi, không bị tổn thương cái này, liền giao cho ta tới đối phó tốt. Tốt, thú mắt vàng cũng nghiêm túc, lúc này gật đầu. Tiểu nhân hèn hạ ám tiễn đả thương người. Chấm ngoặc kép, người trên đảo tộc tu sĩ đều kêu to lên.
nhưng kế tiếp phát sinh tình hình, lại làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, trợn mắt hốc mồm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1436, ngăn cơn sóng dữ. Đi, chưa thụ thương người áo đỏ kéo một phát huynh đệ của hắn từ miệng bên trong lóe ra một chữ như vậy. Sau đó, tại tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm, hồng mang lóe lên, hai người đã thi triển thuấn di thuật, đến hơn 10 trượng bên ngoài, dưới chân độn quang lên chỗ, liền hướng tây phương bay vụt mà đi. Người trên đảo tộc tu sĩ từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể tin được. Chạy rồi. Đường đường hai vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hào quang đảo chấn đảo lực lượng, cứ như vậy đem tất cả tu sĩ nhân tộc đều vứt xuống, bỏ trốn mất dạng. Kết cục như vậy, là bất luận kẻ nào đều không tưởng được. Muốn chạy, chạy đi nơi đâu, thú mắt vàng hừ lạnh một tiếng, cái trán ở giữa viên kia mắt dọc lóe lên, liền muốn lần nữa thi triển thật mắt chi quang. Kim huynh, chậm đã, Ly Dao biến thành nam tử áo xanh gấp vội kêu lên. Thú mắt vàng nhìn hắn một chút, ngạnh sinh sinh đem thần thông thu vào. Hai người này chạy liền chạy đi, chúng ta hay là trước đem cái này hào quang đảo cầm xuống lại nói. Cũng đừng quên, chúng ta đã đáp ứng người ta, tốt kia liền tiện nghi hai gia hỏa này. Kim huynh, ngươi ta một cùng ra tay, phá mất đại trận. Lập tức hai người đồng thời cách làm, Ly Dao lần nữa phóng ra ánh sáng đạn, thú mắt vàng thì tế ra thật mắt chi quang, khí thế hung hăng hướng vốn là ảm đạm vô so hộ đảo lồng ánh sáng bắn thẳng đến mà tới. Ở trên đảo tất cả tu sĩ nhân tộc đều sắc mặt đại biến, từng cái lộ ra tuyệt vọng đến cực điểm thần sắc. Không thể nghi ngờ tất cả mọi người rất rõ ràng, sắp sửa sụp đổ hộ đảo đại trận là tuyệt đối không chịu nổi hai tên yêu vương liên thủ trọng kích. Tiếp xuống, đoàn người liền muốn đối mặt vô cùng vô tận yêu thú, bỏ mạng chém giết. Nhất là quan trọng chính là, đoàn người đều bị vây ở chỗ này, không đường có thể trốn, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Một trận kết quả, có thể nghĩ. Đúng lúc này, bóng người chớp động, hai thân ảnh vô thanh vô tức xuyên qua hộ đảo lồng ánh sáng, xuất hiện tại lồng ánh sáng trên không. Từ dáng người nhìn, chính là một nam một nữ, nam thân mặc áo bào trắng. Nữ thì là áo đen váy đen, dáng người uyển chuyển vô so. Ai? Mọi người không khỏi lần nữa mở to hai mắt, lúc này quang đạn cùng thật mắt chi quang đã gần trong gang tấc. Nam tử áo trắng tay vừa nhấc phích lịch một tiếng, một đạo tia chớp màu bạc bỗng nhiên bắn ra trùng điệp đánh vào quang đạn phía trên, mà bên cạnh hắn nữ tử áo đen thì đưa tay phải ra ngón giữa và ngón trỏ, nhẹ nhàng tại trên trán một điểm cũng là một đạo sáng như bạc cột sáng bắn ra, đón thú mắt vàng thật mắt chi quang bắn tới. Một trận quang mang lóa mắt qua đi, quang đạn phích lịch cùng hai đạo sáng như bạc cột sáng đều biến mất không còn tăm tích, hộ đảo lồng ánh sáng bình yên vô sự. Hào quang ở trên đảo, đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, lập tức tiếng hoan hô như sấm động, hô to vạn tuế thanh âm. Kinh thiên động địa, thú mắt vàng hai mắt màu vàng óng có chút híp mắt cùng một chỗ, nhìn về phía Hắc Lân ánh mắt lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới, sẽ ở đây gặp được đồng loại. Ly Dao tính tình, so thú mắt vàng càng thêm táo bạo, mắt thấy đại cục đã định thời điểm, bỗng nhiên lại thoát ra như thế hai nhân loại tu sĩ tới. Cưỡng ép ra mặt, sao không gọi hắn nổi trận lôi đình. Thật to gan, Ly Dao biến thành thanh y nam tử rít lên một tiếng, nhìn về phía Tiêu Phàm trong ánh mắt tràn ngập địch ý. Hắn tại Tiêu Phàm thể nội, rõ ràng cảm ứng được khí tức của đồng loại. Không hề nghi ngờ, người này đã từng đã sát hại Ly Dao, cũng hẳn là động vật biển thợ săn. Tiêu Phàm ánh mắt tại Ly Dao cùng thú mắt vàng trên thân đảo qua từ tốn nói, hai vị nếu là chịu đến đây dừng tay, lập tức rời đi Tiêu Mỗ có thể không ngăn trở. Ly Dao cùng thú mắt vàng liếc nhau, bỗng nhiên đều ngửa mặt lên trời cười ha hả. Các hạ khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thiên vương lão tử a? Ly Dao một bên cười một bên lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn tự nhiên nhìn ra được Tiêu Phàm cũng là một tên nhân loại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng vậy thì thế nào? Lấy hắn dưới mắt tu vi cảnh giới, chỉ kém nửa bước liền có thể bước qua kia cuối cùng một đạo khảm, đi vào trưởng thành Ly Dao hàng ngũ, trở thành loại này dưới cùng giao diện nhất cao cao tại thượng đại năng giả, chỉ là một tên nhân loại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tính được cái gì. Huống chi, bọn hắn lần này hướng hào quang đảo tiến công, có thể nói là tình thế bắt buộc, trừ hắn cùng thú mắt vàng, còn có hai đầu hóa hình hậu kỳ động vật biển đồng đạo cùng một chỗ hành động, vì chính là phòng bị loại tình hình này phát sinh. Vạn nhất ở trên đảo trừ hào quang song ma còn có cái khác nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tại cũng có thể ứng phó ung dung. Bây giờ hào quang song ma thụ thương đào tẩu càng là gối cao không lo. Tên này nhân loại hậu kỳ tu sĩ, đại ngôn trói trang, chẳng lẽ điên rồi. Giao huynh tiểu nha đầu này là của ta, không thể để cho nàng chạy. Thú mắt vàng từ đầu đến cuối, ánh mắt đều không hề rời đi qua Hắc Lân, đối Tiêu Phàm, cơ hồ con mắt đều không có nhìn qua một chút.
Hắn sở dĩ đến đây tấn công Hào Quang Đảo, vốn bất quá là còn ly giao một cái nhân tình, không nghĩ tới lại ở đây có thu hoạch ngoài ý muốn, quả nhiên là không thắng niềm vui. Long Quy Thủy Mặc Kỳ Lân hậu duệ, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được Hắc Lân đối giá trị của hắn đến cùng lớn bao nhiêu, thật giống như hắn đối Hắc Lân giá trị đồng dạng. Chỉ cần có thể đem Hắc Lân bắt, hoặc là trực tiếp một ngụm nuốt, chuyến này dù là những chỗ tốt khác đều không có, cái kia cũng không đến không, hay là kiếm lớn. Không có vấn đề tiểu nha đầu về ngươi, cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng về ta, chúng ta một người một cái, phân đi. Sớm một chút giải quyết, sớm một chút xong việc. Ly Giao Đĩnh Đạc nói, chính là lời này, thú mắt vàng đại thủ tìm tòi, liền hướng Hắc Lân bắt tới, đúng là không kịp chờ đợi động thủ trước, tựa hồ sợ Hắc Lân cũng giống Hào Quang song ma nhất dạng, co cẳng liền chạy. Như thế ngay ngực một chảo bắt tới, rõ ràng nhất lấy lớn lấn tiểu nhân đấu pháp nhưng cũng đủ để chứng minh thú mắt vàng cũng không có đem Hắc Lân để ở trong lòng. Nhắc tới cũng không kỳ quái, giống hắn dạng này sắp thành niên thú mắt vàng, một đầu nho nhỏ hóa hình trung kỳ linh thú thực tế cùng 3 tuổi búp bê cũng không kém là bao nhiêu, nơi nào đáng giá nghiêm túc đối đãi rồi. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Suy, một tiếng, Hắc Lân thi triển ra thuấn di thuật, chớp mắt liền đến mấy trượng bên ngoài, khó khăn lắm né qua hắn một chảo này. Hắc hắc còn có chút ý tứ. Bất quá tiểu nha đầu cũng không cần kháng cự, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta. Nhìn ngươi cái này da mịn thịt mềm, ta còn thật không nỡ dưới nặng tay. Thú mắt vàng cười hắc hắc, không chút phật lòng, lại là trở tay một chảo, bắt tới. Hắc Lân lần nữa thi triển thuấn di thuật, vọt đến hơn 10 trượng bên ngoài, ống tay áo lắc một cái. Mười mấy cái trận kỳ trận bàn bắn ra, hướng 4 phương 8 hướng trong hư không vọt tới, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Huyễn trận, ngươi muốn bố một cái huyễn trận đánh với ta. Thú mắt vàng lại là kinh ngạc vừa buồn cười, vừa nói vừa lắc đầu tựa hồ cảm thấy trên đời buồn cười sự tình không quá như thế này. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này không biết, thật mắt chi quang chuyên phá các loại huyễn trận a? Thế nào, sợ hãi? Hơn 10 trượng bên ngoài, Hắc Lân cười như không cười nhìn qua hắn, biển liễu biển đỏ chói miệng nhỏ, nói. Sợ hãi, ha ha quả nhiên là trò cười. Tốt, đã ngươi thích chơi. Vậy ta liền chơi đùa với ngươi đi. Siêu, một tiếng, thú mắt vàng vậy mà chủ động hướng tiến vào huyễn trong trận cứ thế biến mất không gặp. Ly Giao thấy thế, nhưng cũng không ngăn cản, ngược lại đồng dạng lộ ra khinh thường ý cười. Nhiều năm như vậy, bên trong biển sâu toàn vô địch thủ, sớm đã dưỡng thành những này hải trung vương tộc cực độ tự cao tự đại tính tình, lại nơi nào sẽ đem thấp bọn hắn một cảnh giới Hắc Lân để vào mắt. Mà lại Hắc Lân bên ngoài đồng hồ như thế hồn nhiên đáng yêu thực tế cũng không giống là rất biết đánh dáng vẻ. Hắc Lân nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái cũng mất đi bóng dáng. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Đến chúng ta, các hạ hay là lấy ra chút bản sự đến, đừng khiến ta thất vọng. Ly Giao tiếp cận Tiêu Phàm, ngạo nghễ nói. Tiêu Phàm cười cười, ống tay áo lắc một cái. Thanh kim sắc vảy rồng giáp bay múa mà ra, lập tức đem hắn toàn thân trên dưới đều bao vây lại, 108 chuôi thanh kim sắc vảy rồng đoàn kiếm trong khoảnh khắc ở giữa không trung bố thành bên trong 3 tầng ngoài thông thiên kiếm trận. Vảy rồng giáp, ngươi quả nhiên giết qua một đầu Ly Giao. Ly Giao sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống dưới, lạnh như băng nói. Là một đầu hóa hình trung kỳ Ly Giao, cho nên cái này giáp trụ uy lực còn chưa đủ. Nói thật ta cũng nhìn chúng các hạ bộ thân thể này. Tiêu Phàm nhìn qua Ly Giao, không chậm không nhanh nói. Tiểu bối, ngươi rất phách lối. Ly Giao thanh âm triệt để nghiêm túc. Lại không có so cái này càng làm cho người ta sinh khí. Tiêu Phàm đây là nói rõ muốn cho hắn rút gân lột da a. Cũng vậy, các hạ không phải cũng một mực tại trong lòng suy nghĩ, muốn đem Tiêu Mộ ăn sống nuốt tươi a. Hừ, ta chẳng những muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi, còn muốn đem ngươi nguyên thần rút ra, luyện thành âm quỷ, vĩnh thế làm nô, lại vô cơ hội đầu thai chuyển thế. Ly Giao trong mắt hung quang bùng cháy mạnh, hung tợn quát. Tiêu Phàm liền cười, từ tốn nói, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Tiểu bối, ngươi cho rằng dựa vào chỉ là một cái kiếm trận, liền có thể nắm vững thắng lợi. Vậy liền để ngươi tốt tốt kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính vảy rồng kiếm. Giết theo một tiếng này quát lớn, mấy chục đạo thanh quang từ Ly Giao thân bên trên bắn ra, lập tức hóa thành hơn 10 thanh dài 2 thước màu xanh đoản kiếm, trên thân kiếm hàn mang chói mắt lóng lánh tử vong quang trạch hướng Tiêu Phàm tật chém tới. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, đồng dạng thanh sáng lóng lánh thông thiên kiếm trận cấp tốc vận chuyển lại. Vụt 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 liên tiếp binh khí giao kích thanh âm, không dứt bên tai, sau đó lại im bặt mà dừng. Siêu, mấy chục đạo thanh quang bay trở về, một lần nữa hóa thành mấy chục mai to bằng miệng chén vảy rồng màu xanh, vây quanh Ly Giao trên dưới bay múa. Ly Giao trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, cười lạnh nói, đại ngôn trói trang, chỉ thường thôi.
Một vòng này giao thủ, mặc dù vẫn chưa công phá Tiêu Phàm thông thiên kiếm trận, lại tại thanh kim sắc trên đoàn kiếm, lưu lại từng đạo hết sức rõ ràng vết thương. Lấy cứng trọi cứng, Tiêu Phàm vẩy rồng kiếm lập tức không địch lại, bị cắt ra từng đạo lỗ hổng tới. Mặc dù Tiêu Phàm cũng tại vảy rồng đoàn kiếm bên trong gia nhập 4 mảnh kim giao bản mệnh lân phiến, dù sao số lượng quá ít. Đầu kia kim giao tu là nhiều nhất cũng liền cùng trước mắt đầu này ly giao tại sàn sàn với nhau, riêng lấy vảy rồng kiếm sắc bén trình độ mà nói Tiêu Phàm vảy rồng kiếm quả thật có chút không bằng. Nhưng mà trải qua Tiêu Phàm không ngừng từng tế luyện bản mệnh pháp bảo tự lành năng lực mạnh nhưng cũng vượt xa vảy rồng bản thân. Đây là Tiêu Phàm bản thân giao phó bảo vật tân thần thông. Một trận thanh quang hiện lên, vảy rồng trên thân kiếm lỗ hổng lập tức bình phục như lúc ban đầu, nặng lại trở nên hàn lóng lánh, sắc bén bức người. Chương 1437, Cốt Long hợp thể. Chảm, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng. 108 chuôi vảy rồng kiếm liền sôi trào, chia làm bên trong ba tầng ngoài, liên tục không ngừng hướng trong kiếm trận tâm ly giao cắt mà đi. Phá, ly giao cũng là gầm lên giận dữ. Mấy chục tấm vảy rồng bay múa, hóa thành dài hai thước đoạn kiếm, khí thế hùng hổ hướng về Tiêu Phàm vảy rồng kiếm nghênh kích đi lên. Biết rõ Tiêu Phàm vảy rồng kiếm không bằng mình vảy rồng như vậy cứng rắn, đương nhiên phải lấy cứng trọi cứng, nhanh chóng đem cái này kiếm trận phá vỡ. Mặc dù nói, những này vảy rồng kiếm không đả thương được hắn, nhưng cũng 10 điểm phiền phức, không phá tan kiếm trận, Tiêu Phàm liền từ đầu đến cuối một mực khống chế chiến đấu quyền chủ động. Ly Giao chán ghét loại này bị động. Tại dĩ vãng vô số lần trong tranh đấu, Ly Giao cho tới bây giờ đều là khai thác chủ động, trừ phi địch thủ thực tế mạnh hơn mình quá nhiều. Bây giờ bị một cái tu sĩ nhân tộc đè lên đánh, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Rất nhanh, hai loại vảy rồng kiếm lại đụng vào nhau. Khiến người giật mình là tại Ly Giao vảy rồng kiếm nghênh tiếp Tiêu Phàm vảy rồng kiếm nháy mắt. Thanh kim sắc vảy rồng đoàn kiếm, bỗng nhiên hào quang lóe lên, liền hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chỉ là một chút hư ảnh mà thôi. Vảy rồng màu xanh kiếm tất cả đều chạm tại không trung. Ly Giao song mi bỗng nhiên dương lên. Ngay sau đó, mấy chục mai thanh kim sắc vảy rồng kiếm lần nữa nổi lên cũng đã cùng Ly Giao gần trong gang tấc hàn lóng lánh, hướng Ly Giao cắt xuống dưới. Chỉ là trung kỳ vảy rồng kiếm, làm sao có thể làm tổn thương ta? Ly Giao cười lạnh một tiếng, toàn thân thanh lóng lánh, từng mảnh nắm đấm lớn vảy màu xanh nổi lên, nháy mắt liền tạo thành một bộ hoàn chỉnh vảy rồng giáp cùng Tiêu Phàm đồng dạng, đem mình toàn thân đều bao khỏa trong đó, ngạo nghễ đứng ở nơi đó, đối cuồn cuộn cắt mà dưới hơn 10 thanh vảy rồng kiếm không tránh không né. Tiêu Phàm liền cười, hai mắt có chút bắt đầu híp mắt. Nếu như Ly Giao cho rằng thông thiên tổ sư tay sáng tạo thông thiên kiếm trận cũng chỉ có lấy cứng trọi cứng như thế điểm uy năng, vậy liền sai lầm lớn, đặc biệt lớn, đơn thuần bằng một kiện khôi giáp liền có thể gánh vác được lời nói, năm đó thông thiên tổ sư có thể nào bằng cái kiếm trận này uy chấn thiên hạ tranh đến to lớn danh khí. Xoạt xoạt xoạt, liên tiếp binh khí giao kích chi tiếng vang lên, tia lửa tung tóe, vảy rồng ngắn kiếm nhất cắt đến vảy rồng giáp bên trên, lập tức liền hướng một bên đi vòng quanh, quả nhiên không đả thương được vảy rồng giáp mảy may. Ly Giao liền cười lạnh, tiểu bối, còn có bản lãnh gì, liền xử xuất tới đi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói, ngươi trước trôi qua trước mắt cửa này lại nói. Cái gì, chuyện gì xảy ra, ngay sau đó, Ly Giao sắc mặt lập tức biến, ngạo nghễ thần sắc trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một loại vẻ kinh ngạc, trên mặt cơ bắp thậm chí có chút co quắp. Tiêu Phàm vảy rồng kiếm mặc dù không có mở ra hắn vảy rồng giáp. Nhưng trên thân kiếm bám vào hạo nhiên chính khí, lại xuyên thấu qua cứng rắn giáp phiến, trực tiếp rót vào da thịt của hắn, trong cơ thể. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh, hướng Ly Giao kinh lạc bách hải chậm rãi lan tràn ra. Trong chớp nhoáng này, Ly Giao chỉ cảm giác phải tay chân của mình càng ngày càng là nặng nề, thậm chí ngay cả chân nguyên pháp lực cũng bắt đầu xuất hiện điều hành mất linh hiện tượng. Hạo nhiên chính khí là vô cực môn chính tông nhất truyền thừa, chuyên khắc hết thải tà ma ngoại đạo công pháp. Ly Giao mặc dù là thánh linh huyết mạch thiên phú thần thông chưa nói tới là tà ma ngoại đạo. Thế nhưng hắn tàn nhẫn thị sát làm việc rơi nhập ma đạo, liền cũng nhiễm ma khí. Nếu như ma đạo tu vi ở xa Tiêu Phàm phía trên tự nhiên có thể trái lại khắc chế hạo nhiên chính khí, nhưng hai người đã là cùng giai, hạo nhiên chính khí liền giữa bất chi bất giác bắt đầu khắc chế Ly Giao bản mệnh thần thông. Thông thiên kiếm trận, nhưng xa xa không chỉ một loại công kích hình thức. Nếu không, năm đó thông thiên tổ sư lại làm sao có thể lấy cái kiếm trận này quét ngang Nam Châu Đại Lục, vô địch thiên hạ. Vòng thứ nhất 36 chuôi vảy rồng kiếm công kích qua đi, vòng thứ hai 36 chuôi vảy rồng kiếm lại nổi lên, hướng về kinh ngạc Ly Giao cuồn cuộn đánh tới. Lẽ nào lại như vậy?
Mắt thấy vảy rồng kiếm nhanh chóng đánh tới, Ly Dao không khỏi giận tím mặt, ngửa mặt lên trời một tiếng gầm điên cuồng, lăn khỏi chỗ, lộ ra bản tướng, hóa thành chiều cao mấy chục trượng cự long, trợn mắt tròn xoe, cổ ở giữa long tông đều từng cây đứng đấy, một cỗ hủy diệt khí tức phóng lên tận trời. Những cái kia sát lại hơi gần một chút động vật biển, lập tức đều cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh áp lực thật lớn, đập vào mặt trong lúc nhất thời khí vì đó đoạt. Lộ ra bản tướng Ly Dao to lớn vẫy đuôi một cái, lập tức mây đen quay cuồng, cuồng phong gào thét cự lực cuồn cuộn. Cuồn cuộn cắt mà đến 36 chuôi vảy rồng kiếm, lập tức bị quét đến ngã trái ngã phải, lại cũng khó có thể tạo thành trận thế, như vậy trở nên lộn xộn không chịu nổi, bốn phía bay loạn. Thông thiên kiếm trận tầng thứ hai, lại bị Ly Dao man lực phá. Tiêu Phàm sầm mặt lại, miệng bên trong niệm quyết tay phải từng đạo pháp quyết đánh ra, liền muốn một lần nữa cấu trúc kiếm trận. Nhưng mà Tiêu Phàm sắc mặt tùy theo biến đổi. Hắn phát hiện 108 chuôi vảy rồng kiếm vậy mà đều tại kháng cự chỉ thị của hắn, mặc dù loại này kháng cự lực lượng không phải rất mạnh, lại có thể 10 phân cảm nhận được rõ ràng, đồng thời còn tại một chút xíu tăng cường, tựa hồ nghĩ muốn mạnh mẽ tránh thoát hắn trưởng khống. Hừ hừ, tiểu bối, có lẽ kiếm trận của ngươi vô cùng ghê gớm, nhưng lấy Ly Dao long vảy chế tạo thành kiếm trận, muốn lấy tính mạng của ta kia là mơ mộng hão huyền. Ly Dao to lớn long hôn đóng mở ở giữa ông ông tác hưởng. Cái này Ly Dao cấp bậc so Tiêu Phàm diệt sát đầu kia cao hơn, cùng loại đồng nguyên, hắn vậy mà lấy mình thánh linh huyết mạch cưỡng ép tỉnh lại giấu ở vảy rồng kiếm bên trong Ly Dao tàn hồn, cứ việc Tiêu Phàm thần niệm cực mạnh có thể cưỡng ép khống chế lại cái này 108 chuôi đoàn kiếm, nhưng còn muốn bố thành kiếm trận điều khiển như cánh tay, vậy liền tuyệt không có khả năng. Tiêu Phàm nâng tay khẽ vẫy, liền muốn đem vảy rồng kiếm đều thu hồi lại. Tiểu bối, ăn ta một cái. Ly Dao lại là ngửa mặt lên trời một tiếng hét lên, to lớn đuôi rồng bỗng nhiên hướng Tiêu Phàm quét tới. Một kích này, Ly Dao cạn kiệt toàn lực, yêu thú chi thuộc mặc kệ là sinh hoạt trên đất bằng yêu thú còn là sinh hoạt tại trong hải dương động vật biển, thiên phú thần thông hơn phân nửa đều cùng cường hoành nhục thân có rất lớn liên quan. Ly Dao long đuôi một kích này, cự lực vô song, vượt qua Tiêu Phàm dĩ vãng thấy qua bất luận một vị nào cùng giai tu sĩ, dù coi như là thiên ma thiếu chủ thiên ma pháp tướng, uy lực cũng kém xa tít tắp. Lúc này, muốn né tránh rõ ràng đã tới không kịp. Chính tại người quan chiến tộc tu sĩ cùng động vật biển nhóm, không hẹn mà cùng nín thở. Vừa mới có vẻ như hay là Tiêu Phàm chiếm cứ thượng phong, dù bận vẫn ung dung đè ép Ly Dao đánh, ai ngờ trong nháy mắt tình thế nghịch chuyển. Nhân loại nhục thân cùng động vật biển so ra quả thực liền cùng cái búp bê không sai biệt lắm. Đụng một cái liền nát. Sinh thụ một kích này, chỉ sợ hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, đã là Tiêu Phàm kết cục tốt nhất, bằng không chính là đứt gân gãy xương, bị mất mạng tại chỗ. Mắt thấy to lớn đuôi rồng gào thét mà đến, Tiêu Phàm trong mắt tinh quang lấp lóe. Từ lồng ngực chỗ sâu bắn ra một tiếng gầm nhẹ, trong nháy mắt kích phát kim cương thiết cốt cùng cự linh biến thân hai đại thiên phú thần thông, song trưởng tề xuất hướng về đuôi rồng mãnh kích đi lên. Long tượng nặng tay, oanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa biến sắc, lăn lộn đám mây, cơ hồ đem không trung hết thảy đều che giấu. Như là mọi người đoán trước như thế, Tiêu Phàm thân thể bỗng nhiên bay lên, hướng phía sau bay nhanh mà đi, như là ra khỏi nòng như đạn pháo, thanh thế cực kỳ kinh người. Nhưng mà chân chính để người không tưởng tượng được chính là, Ly Dao cũng là một tiếng hét lên, dài đến mấy chục trượng thân thể khổng lồ, vậy mà cũng hướng phía sau bay đi. Cái này Ly Dao lộ ra bản tướng, sợ không có mấy chục vạn cân chi trọng. Thế mà bị Tiêu Phàm song trưởng đánh bay, mỗi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Tà môn, quá tà môn, về sau bay ra mấy chục trượng, Ly Dao rốt cục ổn định thân thể, trên mặt cực nhanh hiện lên một vòng nhân cách hóa chấn kinh chi sắc giống như là tuyệt không tin vừa mới phát sinh hết thảy. Lấy cứng trọi cứng, Tiêu Phàm chẳng những không có bị nện thành một đống thịt nát. Ngược lại cùng hắn địa vị ngang nhau, khó phân trên dưới. Cái này sao có thể? Nếu như tu sĩ nhân tộc nhục thân thế mà mạnh hơn Dao Long kia còn phải rồi. Nhưng mà mặc kệ hắn tin hay không, trước mắt đây hết thảy, là chân chân thật thật phát sinh. Tiêu Phàm lại cũng không cảm thấy cái này đến cỡ nào ghê gớm, trên mặt chẳng những không có mảy may vẻ đắc ý, song mi ngược lại vặn. Hắn cũng không phải muốn cùng cái này Ly Dao luận bàn kỹ nghệ, hắn muốn tiêu diệt kẻ này. Nếu không chuyện hôm nay tuyệt đối khó mà thiện a. Tốt, rất tốt, việc này càng ngày càng có ý tứ, ngươi cũng dám cùng ta cứng đối cứng, vậy liền lại đến. Ly Dao ông giống kêu lên, bản tôn hình thái, với hắn mà nói, đã là mạnh nhất hình thái, đã Tiêu Phàm muốn cứng đối cứng, vậy liền không còn gì tốt hơn. Tiêu Phàm lạnh lùng liếc hắn một cái, ống tay áo lắc một cái, một kiện thảm pháp bảo màu trắng bay múa mà ra, lại là một cái lớn hơn một xích tiểu nhân xương điểm, lộ ra thâm trầm khí tức.
nhìn thấy cái này xương điểm, Ly Dao hai mắt có chút híp mắt một chút, vậy mà Hào không lý do cảm thấy một trận bất an, tựa hồ cái này nho nhỏ xương điểm bên trong ẩn giấu đi cái gì làm hắn đều cảm thấy 10 phần nguy hiểm đồ vật. Tiêu Phàm miệng hơi mở, một ngụm tinh huyết phun tới, hóa thành một đoàn huyết vụ, trong khoảnh khắc liền bị cửu âm bạch cốt điểm hấp thu hầu như không còn. Một hấp thu xong huyết vụ, cửu âm bạch cốt điểm liền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, mỗi xoáy đi một vòng, liền phồng lớn một phân. Trong nháy mắt, liền biến thành mấy trượng lớn nhỏ, mỗi một tiết trắng hếu xương rồng, đều có thể thấy rõ ràng. Cốt long đầu hai cái hốc mắt chỗ sâu, hai điểm sâu kín ngọn lửa, không ngừng toát ra. Cho người cảm giác chính là thứ này sẽ phải sống tới. Cái này quỷ đạo pháp bảo, cảm giác bên trên, là lấy một loại nào đó giao long xương cốt luyện hóa mà thành quỷ khí âm trầm, hàn khí bức người. Tiêu Phàm miệng hơi mở, một viên nhạt hạt châu màu xanh lam bắn ra ở giữa không trung xoay tít loạn chuyển, hạt châu mặt ngoài sóng nước lưu động, phảng phất một cái thủy cầu, thậm chí có rầm rầm tiếng nước chảy truyền ra. Ly thủy long châu, vốn chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy Ly Dao, rốt cục giật nảy cả mình, lên tiếng kinh hô. Ly thủy long châu là trong nước chí bảo, chỉ có giao long chi thuộc mới có cơ hội ngưng luyện ra đến, mà lại không phải mỗi một con giao long đều có thể ngưng luyện ra ly thủy long châu, loại cơ duyên này, 10.000 có một. Cái này Ly Dao dù nhưng đã sắp thành niên, lại là không có tu luyện ra mình long châu tới. Rốt cuộc không nghĩ tới, vậy mà từ một tên tu sĩ nhân tộc miệng bên trong, phun ra ngoài một viên chính tông ly thủy long châu. Quả thực là không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, một tiếng già nua tiếng long ngâm phóng lên tận trời, bài quang chói mắt lướt qua, xương điểm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một đầu dài đến mấy chục trượng, dương nanh múa vuốt cốt long. Cốt long lập tức mở ra trắng hếu miệng rộng, một ngụm đem ly thủy long châu cắn. Tiêu Phàm thân thể nhoáng một cái, hướng cốt long nhào tới, một trận gợn nước vặn vẹo, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, một cỗ khí thức của sự sống mạnh mẽ từ xương trên thân rồng lộ ra, chỉ thấy từng đạo màu lam dòng nước từ xương trên thân rồng chảy qua, những nơi đi qua tái sinh máu thịt từng mảnh xanh mênh mang vảy rồng mọc ra, trong khoảnh khắc liền biến thành một đầu có máu có thịt giao long, hơn nữa nhìn đi lên, là chân thật như vậy. Một đầu chân chính cự long, sôi nổi mà ra. Chương 1438, Đại Hoạch Toàn Thắng. Hợp thể thuật. Hai mắt gắt gao tiếp cận đầu kia màu lam cự long, Ly Dao há to miệng, nửa ngày không khép lại được tới. Cái này, tu sĩ nhân tộc tu luyện rõ ràng là quang minh lẫm liệt công pháp, làm sao bỗng nhiên ở giữa, lại thi triển ra loại này cổ quái quỷ dị hợp thể tà thuật. Nghiêm chỉnh mà nói, hợp thể thuật cũng không phải là ma đạo tà tu độc quyền, không ít chính đạo tông môn, đồng dạng có cùng loại thần thông, nhưng vô cực truyền thừa, đúng là không có. Đây là Tiêu Phàm tiên phong, tại được chứng kiến không ít hợp thể thuật về sau, Tiêu Phàm cảm thấy môn thần thông này có phần chỗ hữu dụng, liền dốc lòng nghiên cứu một phen. Bây giờ hắn hợp thể thuật cũng coi như rất có bản lĩnh. Khẩn yếu nhất hắn là cửu linh cây đều đủ hỗn độn linh thể, vô luận cùng thứ gì hợp thể cũng sẽ không có trở ngại ngại. Tỷ như cái này cốt long vốn là quỷ đạo bảo vật, chí âm chí hàn thuộc tính, Tiêu Phàm cũng giống vậy có thể cùng cốt long hợp hai là một. Luyện hóa ly thủy long châu về sau, bất kỳ cái gì thủy thuộc tính công pháp, hắn tu luyện đều là làm ít công to. Chỉ bất quá cho tới nay, Tiêu Phàm còn không tìm được một môn thích hợp hắn chủ tu thủy thuộc tính thần thông. Hạo nhiên chính khí là cường đại dày thổ thuộc tính thần thông, nhưng mà cùng xương long nhất hợp thể, Tiêu Phàm hùng hậu chân nguyên pháp lực liền đều chuyển biến thành thủy thuộc tính chân nguyên pháp lực cùng cốt long hòa làm một thể. Cốt long ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, to lớn đuôi rồng bãi xuống, gật gù đắc ý, liền hướng Ly Dao vọt tới. Rõ ràng là nhân tộc nhục thân, lại vẫn cứ muốn hóa thành hình rồng, ta nhìn ngươi cũng là sơn cùng thủy tận, vô pháp khả thi. Rất tốt, vậy liền thấy cái chân trương. Qua ban sơ chấn kinh, Ly Dao lập tức chấn định lại, ngược lại 10 điểm vui vẻ. Động vật biển cùng tu sĩ nhân tộc tác chiến, nhức đầu nhất chính là tu sĩ nhân tộc kia tầng tầng lớp lớp cổ quái pháp bảo cùng các loại giảo hoạt đến cực điểm thủ đoạn thần thông, khiến người ta khó mà phòng bị. Bây giờ họ Tiêu này tiểu bối không biết trong đầu cái kia sợi dây dựng sai, vậy mà hóa thành hình rồng, muốn cùng hắn cận thân vật lộn. Đây không phải điên rồi sao? Gãi đúng chỗ ngứa, lúc này cũng là ngửa mặt lên trời một tiếng hét lên. Thân thể to lớn nhoáng một cái, mạnh mẽ vô cùng tiến lên đón. Bá, xương long nhất chảo cầm ra, lập tức máu tươi vẩy ra, lân giáp bay tán loạn, mười mấy mai to bằng miệng chén vảy màu xanh từ Ly Dao thân bên trên bị ngạnh sinh sinh lột ra ngoài. Mạn thiên phi vũ, nhìn qua không thể phá vỡ ly thịt Dao thân, lại bị xương long nhất chảo liền cào nát. Ly Dao nhìn lấy mình ngực vết máu, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Lại cũng không nghĩ ra, chém giết gần người, nhục thân đối nhục thân, vậy mà là hắn trước thụ thương. Sau khi khiếp sợ chính là giận tím mặt.
Ly Dao một chảo hung hăng cầm ra cũng chộp vào cốt long trên ngực, chỉ nghe một trận tiếng cọ sát chói tai, không ít người đều kìm lòng không đặng che lỗ tai, không hề nghi ngờ. Ly Dao một chảo này bắt đủ sâu, trực tiếp bắt đến xương cốt bên trên. Nhưng mà cốt long nhưng lại chưa máu tươi vẩy ra. Mặc dù nhìn qua, hắn có máu có thịt cùng chân chính Dao Long không khác. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chỉ là một món pháp bảo. Ly Dao lợi chảo vừa thu lại trở về, ngực vết thương lập tức liền lấp đầy như lúc ban đầu. Vòng thứ nhất giao phong, tựa hồ là cốt long chiếm cứ thượng phong, không qua mọi người cũng đều nhìn ra, Ly Dao động tác càng thêm mạnh mẽ. Hành vân như nước chảy, một mạch mà thành, cốt long động tác so ra mà nói, vẫn tương đối cứng đờ, không bằng Ly Dao linh hoạt như vậy. Cái này hợp thể mà thành quái vật có thể làm đến dạng này, đã phi thường khó lường. Mắt thấy một chảo cầm ra, không thể cho cốt long tạo thành tổn thương, Ly Dao càng là giận phát như cuồng, ngửa mặt lên trời cuồng hống, liên tiếp không ngừng mà hướng cốt long phát động công kích. Chỉ thấy trên trời cao, hai đầu cự long chiến làm một đoàn, đầu đuôi quấn dao, kịch liệt vô so. Một đám động vật biển cùng tu sĩ nhân tộc đều thấy ngây người. Mặc dù ở đây lớn bộ phân tu sĩ nhân tộc đều là động vật biển thợ săn, nhưng hai con dao long giao chiến tình hình, bọn hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy, chiến đấu kịch liệt quả thực không cùng luân so. Đấy thiên vân màu đều như là đun sôi nước sôi, trên dưới sôi trào quay cuồng lên. Đem hai đầu cự long bao khỏa tại đám mây bên trong, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng. Cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm, hai đầu kịch chiến giao long bỗng nhiên đều ngừng lại, tĩnh tĩnh huyền phù tại không trung, không nhúc nhích cuồn cuộn đám mây dần dần tán đi, mọi người thấy được rõ ràng, chỉ thấy Ly Dao miệng rộng, hung hăng cắn lấy cốt long trên cổ, bốn cái to lớn tráng kiện móng vuốt cũng thật sâu khảm tiến vào cốt long thể nội, đã hoàn toàn khống chế lại cục diện. Mà kia cốt long chỉ là kéo chặt lấy hắn, tựa hồ không còn chút nào nữa sức hoàn thủ. Bỗng nhiên, bên trong, Ly Dao ngửa mặt lên trời một tiếng gầm điên cuồng, đầu chảo đồng thời dùng sức dốc hết toàn lực ra bên ngoài một phân, xoẹt cốt long thân thể cao lớn, lập tức liền bị xé mở, phảng phất giấy đồng dạng hóa thành đầy trời thủy lam sắc mảnh vỡ, theo gió bay múa từ xanh đậm biến thành lam nhạt lại biến thành màu ngà sữa, cuối cùng trong hư không biến mất không còn một mảnh. Mỗi một cái người quan chiến tộc tu sĩ, đều kìm lòng không đặng cầm nắm đấm, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đỉnh sóng bên trên hải tộc đều cùng kêu lên reo hò như sơn băng hải thiếu. Nhưng mà rất nhanh, mọi người liền phát giác tình hình không đúng. Chỉ thấy Ly Dao tráng kiện trên cổ phủ lấy một cái trắng bạch xương điểm, như là vòng cổ chăm chú bóp chặt Ly Dao cổ, thậm chí thật sâu xiết tiến vào da trong thịt đi, xương điểm bốn phía da chóc thịt bong, máu me đầm đìa biết bao khiếp người. Ly Dao dương nanh múa vuốt kiệt lực giãy giụa, lại vô luận như thế nào đều tránh thoát không được xương điểm trói buộc. Mặc kệ hắn là lập tức trở nên hơn trăm trượng chi cự, hay là trong chớp mắt co rút lại thành vài thước lớn nhỏ, xương điểm đều sẽ theo hắn thân thể biến hóa mà biến hóa, một mực quấn tại trên cổ của hắn, càng siết càng chặt. Ly Dao trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc, trên cổ 16 mai màu xanh to lớn lân phiến, trong chớp nhoáng dựng lên, lóe ra cực kỳ ánh sáng chói mắt, cho người ta một loại sắc bén tuyệt luân, không gì không phá cảm giác. Đây là hắn bản mệnh vảy rồng. Vị thành niên Ly Dao chỉ có 12 phiến bản mệnh vảy rồng, sau trưởng thành, gia tăng đến 16 phiến. Đầu này Ly Dao chỉ kém cuối cùng nửa bước liền muốn thành niên. 16 mai bản mệnh lân phiến đã dài đi ra. Đây đã là hắn đòn sát thủ sau cùng. Ngay tại Ly Dao liều lĩnh, muốn thi triển ra áp đáy hòm tuyệt chiêu thời điểm, đỉnh đầu chỗ hư không, một trận gợn nước ba động, cả người cao mấy chục trượng thanh giáp ma thần hiện thân mà ra, mặc dù diện mạo đều bị giáp trụ chăm chú bao lấy, chỉ có mắt cái mũi lộ tại bên ngoài, mọi người hay là một chút liền nhận ra, đây là Tiêu Phàm. Ly Dao áp đáy hòm đòn sát thủ còn không tới kịp thi triển, thanh giáp ma thần đã giơ cao thiết quyền, hung hăng một quyền đập xuống. Như tại bình thường. Tiêu Phàm một quyền này cố nhiên không gì không phá, Ly Dao cũng không thế nào để ý, cánh không được còn không trốn thoát a. Nhưng mà lúc này, hắn lại một mực bị xương điểm cầm cố lại, động một cái cũng không thể động. Trong lúc vội vàng, đem toàn thân chân nguyên pháp lực đều được triệu tập. Bay thẳng trên đỉnh đầu, trừng lớn hai mắt hung tợn tiếp cận Tiêu Phàm. Trừ ngạnh răng, đã không còn lương pháp, kết quả không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thiết quyền rơi chỗ phốc một tiếng, Ly Dao cực đại vô so đầu rồng, phảng phất biến thành dưa hấu nát bét. Bị thanh giáp ma thần một quyền đánh cho vỡ nát, huyết nhục cùng óc văng khắp nơi, vô cùng thê thảm. À, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, cái này liền xong rồi, uy chấn biển cả hải trung vương người, cứ như vậy bị diệt sát rơi rồi. Mặc dù mỗi một tên tu sĩ nhân tộc đều hy vọng Tiêu Phàm chiến thắng, khi thắng lợi coi là thật tiến đến thời điểm. Lại từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng thật thắng. Tại Ly Dao đầu lâu bạo liệt nháy mắt, một đạo dài hơn thước màu xanh giao long hư ảnh.
Tư ly dao rách mướp trong đầu bắn ra oán độc vô cùng hung hăng tiếp cận Tiêu Phàm. Đúng lúc này, một đoàn màu xám trắng đám mây, vô thanh vô tức từ Tiêu Phàm sau lưng tuôn ra, hướng na dài hơn thước màu xanh dao long hư ảnh thẳng nhào xuống. Quỷ linh, sau một khắc, màu xanh dao long hư ảnh liền điên cuồng mà hét dầm lên, tiếng kêu chi hoảng sợ, làm cho trong lòng mỗi người đều không tự chủ được dâng lên thấy lạnh cả người, toàn thân hàn mao đều từng chiếc dựng lên. Màu xanh dao long hư ảnh thân hình uốn éo, liền muốn thi triển thuấn di thuật cao chạy xa bay, lại nơi nào còn kịp. Trong nháy mắt màu xanh dao long hư ảnh liền bị oán linh biến thành mây xám gắt gao bao lấy, thê lương tiếng giống, nghe được mỗi người gan chiến tâm kinh, hai cỗ run rẩy. Bất quá cái này tiếng giống vẫn chưa tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền bình ổn lại, mây xám vừa thu lại, hóa thân thành một cái tiểu niếp, mặt mũi tràn đầy vừa lòng thỏa ý thần sắc, nâng tay khẽ vẫy, đem cửu âm bài cốt điểm thu hồi lại, hai tay ôm vào trong ngực thả người nhảy lên, nhảy tiến vào Tiêu Phàm trong ngực cùng hắn chịu dụi sát thân mật một hồi lâu, mới thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đoàn mây xám, tránh tiến vào linh thú điểm bên trong, chậm rãi tiêu hóa cái này khó được mỹ vị món ngon đi. Tiêu Phàm cũng không khách khí, ống tay áo lắc một cái, chỗ ngực từng đạo chữ màu đỏ hỗn độn đồ án tuôn ra, rất nhanh liền biến thành một cái chữ vòng xoáy màu đỏ, không ngừng xoay tròn lấy, giữa không trung đầu lâu vỡ tan to lớn giao long thi thể tại chữ màu đỏ hỗn độn đồ án bao phủ phía dưới, dần dần biến nhỏ, cuối cùng bị vòng xoáy hút vào, như vậy không biết tung tích bị thu tiến vào càn khôn đỉnh bên trong. Tiêu Phàm trên mặt cực nhanh hiện lên một vòng tiếu dung, tựa hồ đối với này hết sức hài lòng, ánh mắt lập tức hướng cách đó không xa hư không nhìn lại. Lúc này, mặc kệ là người hay là thú, đều theo ánh mắt của hắn di động ánh mắt của mình. Ở nơi đó, hẳn là còn có một cái huyễn trận, huyễn trong trận có hai đầu quỷ thủy thánh linh thật mắt mặc kỳ lân huyết mạch hậu duệ tại thù liều chết. Ngay cả bên này đều phân ra được thắng bại, theo lý, huyễn trong trận cũng sớm nên có kết quả. Hắc lân lợi hại hơn nữa, mạnh sát chỉ có hóa hình trung kỳ tu vi cùng thú mắt vàng so kém lão đại một đoạn, dù coi như có huyễn trận tương trợ cũng khẳng định ngăn cản không nổi. Đang lúc mọi người trong lòng lo sợ, đang suy đoán trong huyễn trận kết quả thời điểm, hoắc suy, một tiếng, một đạo sáng như bà cột sáng, bắn ra, đem hư không xé rách ngay sau đó, một đầu khổng lồ màu đen cự thú từ trong huyễn trận bay thẳng mà ra. Thú mắt vàng, chỉ bất quá dưới mắt thú mắt vàng, bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật, toàn thân trên dưới, khắp nơi đều là thật sâu vết thương, máu tươi phun ra ngoài, không ít vết thương trực tiếp nhìn thấy trắng hếu xương cốt, nhất là khiến người hít vào một ngụm khí lạnh chính là thú mắt vàng chân trái khập khiễng, rõ ràng bị trọng thương, phải chân trước càng là đủ khuỷu tay mà đứt, không cánh mà bay. Mỗi người đều cả kinh trợn mắt hốc mồm, thậm chí so Tiêu Phàm vừa mới diệt sát Ly Dao còn khiến người khó có thể tin. Cái này sao có thể? Nhưng rất nhanh, mọi người liền minh bạch là nguyên nhân gì. Theo sát phía sau từ trong huyễn trận truy sát mà ra cũng không phải là hắc lân, mà là hai đầu chiều cao mấy trượng côn trùng, dơ cao song đao, dung mạo dữ tợn. Thiết bối đao lang, tứ giai trùng vương, mặc dù thú mắt vàng da dày thịt béo, nhục thân cường hãn, nhưng ở huyễn trong trận đụng đầu hai đầu tứ giai thiết bối đao lang, điểm kia tử quả nhiên là khõng về đến nhà. Có thể khiêng đến lúc này, đã coi như hắn vô cùng ghê gớm rất có năng lực. Chỉ là thú mắt vàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mới từ trong huyễn trận liều chết phá vây mà ra, đón đầu liền đụng vào Tiêu Phàm. Một cảm ứng được Tiêu Phàm trên thân kia huyết tinh khí tức kinh khủng, thú mắt vàng con ngươi màu vàng óng, bỗng dưng co vào. Ly Dao đã vẫn lạc, trước kia còn trông cậy vào Ly Dao có thể cứu hắn một mạng, không nghĩ tới tên kia so hắn còn muốn thảm, đã bị diệt sát rơi. Còn không có cùng thú mắt vàng lấy lại tinh thần, thanh giáp ma thần thiết quyền liền gào thét lên đập xuống. Phanh! Kết cục không có bất kỳ cái gì lo lắng, thú mắt vàng nhục thân cũng không so Ly Dao càng mạnh mẽ. Thiết quyền lướt qua, huyết nhục văng khắp nơi, óc vỡ toang. Thú mắt vàng hàng đô bất hàng một tiếng, thân thể to lớn liền giống như núi nhỏ, ầm vang ngã xuống. Toàn bộ hào quang đảo cùng bốn phía mặt biển, bỗng nhiên liền an yên tĩnh, không có thất kinh gọi, cũng không có trời long đất lở vạn tuế thanh âm, hết thảy đều phảng phất dừng lại, yên tĩnh vô so, phảng phất một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe được. Cũng không biết qua bao nhiêu thời điểm, bỗng nhiên, siêu, một tiếng, một thân ảnh từ sóng biển bên trong bắn ra, như là lưu tinh kinh thiên, hướng phương xa kích bắn đi, ngay sau đó, lại là một thân ảnh kích xạ mà đi. Từ khí tức của bọn hắn bên trong, cũng có thể cảm ứng được ra, đều là không dưới hóa hình hậu kỳ tu vi cao giai động vật biển. Nhưng là giờ khắc này, mọi người tâm tư đều là giống nhau, rời đi nơi này. Cách trước mắt cái này hung thần càng xa càng tốt, người cùng này tâm đồng này lý. Chỉ bất quá trong chốc lát liền diễn biến thành một trận đại bại lui. Vô số động vật biển, từng cái trốn bán sống bán chết, chạy vô so với nhanh. Chương 1439, Luyện Bảo.
Tang gia huynh đệ, nhiều cảm ơn đạo hữu viện thủ chi đức. Cùng động vật biển chạy tinh quang về sau, hai đạo ám bóng người màu đỏ lóe lên, hào quang song ma lại từ phương xa bay nhanh mà đến, song song tại khoảng cách Tiêu Phàm hơn 10 trượng bên ngoài đè xuống độn quang, hai tay ôm quyền, xá dài tới đất cung cung kính kính nói. Mắt thấy Tiêu Phàm cùng Hắc Lân đứng ra, đại chiến ly giao cùng thú mắt vàng, hai vị này cũng không có chạy quá xa, liền trốn ở phụ cận xem tình huống. Nếu như Tiêu Phàm Hắc Lân cũng không phải là đối thủ, vậy liền chưa nói, lập tức phát chân lên cổ mãnh chạy cũng không quay đầu. Nhưng có một tia hy vọng cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Dù sao cái này hào quang đảo là hai bọn hắn vất vả nhiều năm đánh xuống cơ nghiệp cứ như vậy bị động vật biển hủy hoại chỉ trong chốc lát nói cái gì cũng không cam chịu tâm. Chỉ cần Tiêu Phàm cùng Hắc Lân có thể chịu nổi, song ma hơn phân nửa sẽ còn lại trở lại giúp đỡ. Ai ngờ kết quả lại hoàn toàn ra khỏi hai người dự kiến, bọn hắn còn không có quyết định phải chăng muốn trở về viện thủ, ly giao cùng thú mắt vàng liền đã một mệnh ô hô. Từ hai người đối Tiêu Phàm cung kính cùng cách xa nhau khoảng cách liền có thể nhìn ra được bọn hắn ở sâu trong nội tâm, đối Tiêu Phàm ra sao chờ kiêng kỵ. Đối mặt loại này có thể bằng sức một mình diệt sát ly giao, thậm chí ngay cả hắn linh thú linh trùng đều có thể diệt sát thú mắt vàng như nhân, hay là cẩn thận một chút tốt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiêu Phàm nếu như cũng giết bọn họ huynh đệ hai người, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Chưa từng có một vị cùng giai tu sĩ, sẽ để bọn hắn như thế cảm nhận được rõ ràng ngập đầu uy hiếp. Cần gấp nhất chính là, bọn hắn không biết Tiêu Phàm đến hào quang đảo làm gì. Dạng này người, rõ ràng không thể nào là động vật biển thợ săn. Tiêu Phàm cơ hồ đều có thể so ngộ linh kỳ lão tổ thần thông, coi như đặt tại những cái kia tu chân đại quốc chí ít cũng là tông sư một phái thân phận, trừ phi là vì nguyên nhân đặc thù nào đó, cái này mới có thể xâm nhập viễn hải, đuổi bắt đặc thù nào đó động vật biển. Mọi người cùng là nhân tộc một mạch, lẽ ra đồng tâm hiệp lực chung cùng tiến lùi. Tiêu Phàm cười cười, rất khách khí nói. Đúng đúng. Chưa dám thỉnh giáo, đạo hữu họ gì, đài phủ. Tại hạ vô cực môn Tiêu Phàm. Vô cực môn Tiêu Phàm. Hai người đồng thời sững sờ ngơ ngác một chút, thực tế vô cực môn cái tên này. Tựa hồ quá xa xôi, tựa hồ sớm đã trở thành một loại nào đó lịch sử. Thế nhưng sau một khắc hai người lập tức liền lấy lại tinh thần, đồng loạt lộ ra chấn kinh vẻ ngưỡng mộ. Nguyên lai là vô cực môn trưởng giáo chân nhân đến. Ngu huynh đệ không có từ xa tiếp đón, mong rằng Tiêu chân nhân thứ tội. Nói, lại lần nữa khom người xá dài. Kỳ thật lúc này, có quan hệ vô cực môn mấy triệu môn nhân đệ tử trở về tin tức. Còn không có truyền đến cái này vực ngoại trên hải đảo, vô cực môn muốn tại toàn bộ Nam Châu Đại Lục trọng trấn uy danh, chỉ ít cũng cần thời gian mấy chục năm, bởi vì Nam Châu Đại Lục thực tế quá lớn. Tin tức truyền lại quá trình quá dài dằng dặc. Hào quang song ma hay là trước đó không lâu mới vừa vặn nghe nói vô cực môn quay về thiên tôn lĩnh, lại dựng sơn môn tin tức. Đương nhiên, có quan hệ Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt cùng Thiên Diệu Tiên Tử tin tức cũng là cùng nhau truyền tới. Tang gia huynh đệ ngược lại cũng biết Tiêu Phàm chính là vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân. Nói thực ra, bọn hắn trước đó không lâu nghe tới tin tức này cũng chỉ là nhìn nhau cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Tiêu Phàm là ai a? Nếu như không phải là bởi vì Âu Dương Minh Nguyệt đại danh đỉnh đỉnh, tin tức này cơ hồ có thể nói là không có chút giá trị. Hiện tại, bọn hắn tự nhiên lại không cho rằng như vậy. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, hai vị đảo chủ khách khí tại hạ lần này là muốn mượn nhờ hào quang đảo truyền tống trận tiến về lá tím đảo. Không biết hai vị đảo chủ có thể hay không tạo thuận lợi. Lá tím đảo, hào quang song ma lấy làm kinh hãi. Lá tím đảo là bọn hắn hào quang đảo truyền tống trận có khả năng đến xa nhất khu vực đã tiếp cận mê hồn hải biên giới. Kia phiến hải vực mấy hồ đã trở thành vòng cấm, ngày bình thường có rất ít người đến đó. Nếu không phải ngẫu nhiên còn có người sẽ muốn truyền tống đi lá tím đảo, cái này truyền tống trận chỉ sợ đều có thể quan bế. Đại danh đỉnh đỉnh mê cốc đảo, ngay tại mê hồn hải bên trong, về phần cụ thể phương vị, lại là ai cũng không biết. Chẳng lẽ vị này vô cực môn trưởng giáo chân nhân, muốn đi mê hồn hải? Tiêu Phàm bỗng nhiên xuất hiện tại thất long biển sâu chỗ, hào quang song ma nội tâm tự nhiên rất nhiều suy đoán. Theo lý, vô cực môn nặng dựng sơn môn chưa lâu, trưởng giáo chân nhân hẳn là tọa trấn tổng đàn mới đúng, làm sao lại ngàn tỷ bên trong xa xôi, từ đại triệu quốc đô lương thành chạy đến nơi đây đến. Có vẻ như còn muốn đi trước mê hồn hải, nhưng hai người lập tức liền minh bạch vô luận Tiêu Phàm đi đâu, đều không phải bọn hắn hẳn là quan tâm. Nếu như bọn hắn trong vấn đề này biểu hiện ra quá cường liệt hứng thú, chỉ sợ lập tức liền sẽ khiến Tiêu Phàm nghi kỵ. Cái này thật là đảm đương không nổi. Tiêu chân nhân có lệnh, nên tuân theo. Chỉ là ngu huynh đệ vô năng, bên trong động vật biển gian kế trên đảo truyền tống trận cơ hồ đều lọt vào phá hư, động vật biển muốn bắt rùa trong hũ.
muốn xây xong những này truyền tống trận chỉ sợ cũng không phải là thời gian sớm chiều. Tay trái người áo đỏ liền ôm quyền, cẩn thận từng ly từng tí nói, không ngừng quan sát Tiêu Phàm sắc mặt tựa hồ sợ chọc giận hắn. Tiêu Phàm thật không có nổi giận, nhẹ gật đầu, nói, việc này ta cũng nghe nói. Đối không gian chi đạo tại hạ cũng hiểu sơ một chút, chúng ta cái này liền đi xem một chút những cái kia bị phá hư truyền tống trận đi, có lẽ Tiêu Mỗ có thể giúp được một điểm chuyện nhỏ. Lời này liền giảng được khách khí. Hào quang xong ma liếc nhau, liền là nói, vậy làm phiền Tiêu chân nhân. Tiêu chân nhân, mời. Bọn hắn rất rõ ràng, lấy Tiêu Phàm thân phận, đã nói như vậy, nhất định là tinh thông không gian chi đạo. Bọn hắn nguyên bản đối ở trên đảo truyền tống trận bị phá hư rất là phiền muộn. Bản thân lại không tinh thông trận pháp cùng không gian thần thông, có dạng này một vị đại năng người ra mặt kia là không thể tốt hơn. Lập tức hai người một trái một phải cùng đi Tiêu Phàm cùng Hắc Lân, xuyên qua hộ đảo lồng ánh sáng, đáp xuống ở trên đảo. Ở trên đảo tất cả tu sĩ nhân tộc đồng loạt khom người làm lễ, mặt mũi tràn đầy đều là cung kính vẻ ngưỡng mộ. Nhắc tới chút động vật biển thợ săn, ngày bình thường cả đám đều ngạo khí cực kỳ, lúc này lại đều vui lòng phục tùng, như quả không phải Tiêu Phàm kịp thời xuất thủ, hôm nay người người khó thoát đại kiếp, nói Tiêu Phàm là đoàn người ân nhân cứu mạng, một điểm không tính không hợp thói thường. Tại cẩn thận xem tiến về lá tím đảo truyền tống trận về sau, Tiêu chân nhân là thật có chút buồn bực. Cái này truyền tống trận phá hư phải thật đúng là nghiêm trọng, dù coi như lấy hắn tại trên trận pháp tạo nghệ, muốn chữa trị cũng không phải đơn giản như vậy. Tương đối mà nói, bởi vì tiến về lá tím đảo truyền tống trận có rất ít người sử dụng, bị phá hư trình độ còn không phải nghiêm trọng nhất, cái khác mấy cái thường xuyên sử dụng truyền tống trận. Phá hư phải càng thêm triệt để. Thế nhưng truyền tống trận đã bị phá hư, Tiêu chân nhân lại phiền muộn cũng nhất định phải đối mặt hiện thực. Lúc này liền mở ra tờ đơn, mời hào quang xong mà lập tức thu thập chữa trị pháp trận tài liệu cần thiết, đồng thời để hai người phát ra hiệu lệnh, đem phàm là hiểu được trận pháp chi đạo cùng không gian chi đạo tu sĩ, mặc kệ cấp bậc cao thấp. Một mạch đều chiêu mộ tới cung cấp hắn thúc đẩy. Hào quang xong ma phụng mệnh duy cần, không dám chút nào lãnh đạm, Tiêu Phàm nghiễm nhiên thành hào quang đảo tối cao đảo chủ. Hai vị đảo chủ lại không biết ở trên đảo phải chăng có tinh thông giáp trụ luyện chế đồng đạo. Tiêu Phàm lập tức hỏi, đã còn muốn tại hào quang ở trên đảo dừng lại một đoạn thời gian kia sẽ không ngại lại tế luyện một chút vảy rồng giáp cùng vảy rồng kiếm. Được tốt như vậy ly giao vật liệu tự nhiên là càng sớm phát huy được tác dụng càng tốt. Lần này chém giết đầu này ly giao, cấp bậc cao như thế, không chút nào tại Tiêu Phàm cảnh giới phía dưới, muốn lấy hạo nhiên chính khí chậm rãi luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo một bộ phân còn thật không dễ dàng. Nhưng mà chỉ muốn tế luyện thành công, vảy rồng giáp cùng thông thiên kiếm trận uy lực. Tất nhiên sẽ nâng cao một bước, Tang gia huynh đệ đối mắt nhìn nhau, tay trái người áo đỏ ôm quyền nói, không dối gạt Tiêu chân nhân nói, huynh đệ tại hạ liền biết được một chút thuật luyện khí. Lại không biết Tiêu chân nhân có gì phân phó. Tiêu Phàm không khỏi đại hỉ, hắn cũng không có trông cậy vào có thể tìm tới tu là như thế tinh thâm luyện khí sư. Bình thường đến nói, nguyên anh sơ kỳ luyện khí sư liền đã rất hiếm thấy, rất ít có tu sĩ nguyện ý đem thời gian lãng phí ở luyện khí dạng này, hạng mục phụ cấp trên. Hào quang song ma dù coi như tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bên trong, cũng muốn xem như cực mạnh hảo thủ, đã tự xưng hiểu được luyện khí kia không hề nghi ngờ, nhất định là đại tông sư tiêu chuẩn. Mà lại bọn hắn lại lâu dài ở lại hải ngoại. Đối hết thảy động vật biển vật liệu đều có thể vị rõ như lòng bàn tay, từ bọn hắn xuất thủ trùng luyện vảy rồng giáp có thể nói là nhân tuyển tốt nhất. Tiêu Phàm lập tức nâng tay khẽ vẫy, vảy rồng giáp bay múa mà ra, nói, vậy liền quá tốt, Tiêu mẫu nghĩ mời hai vị đảo chủ vất vả một chút vì ta luyện chế lại một lần cái này giáp trụ. Tiêu chân nhân khách khí, nhưng có chỗ mệnh, huynh đệ của ta tự nhiên tuân theo. Lập tức Tiêu Phàm liền nén xuống tính tình, tại hào quang ở trên đảo tạm ở lại, một bên chỉ huy mọi người chữa trị truyền tống trận, vừa cùng hào quang song ma nhất lên, luyện chế lại một lần vảy rồng giáp. Hắc Lân lại trực tiếp tìm một chỗ linh khí nồng đậm động phủ, bắt đầu bế quan. Nàng muốn luyện hóa thú mắt vàng nội đan cùng tinh huyết. Hóa hình hậu kỳ cảnh giới đại thành động vật biển nội đan tinh huyết thực tế quá hiếm có, một bình nhỏ dạng này tinh huyết là đủ làm cho nguyên anh tu sĩ đánh vỡ đầu đi tranh đoạt. Bây giờ Hắc Lân lại có được nguyên một đầu thú mắt vàng toàn bộ vật liệu, tự nhiên không chịu lãng phí một tơ một hào thời gian, lập tức bế quan. Hắc Lân trong lòng rất rõ ràng, đây là nàng lớn tạo hóa, phải chăng có thể đột phá bình cảnh thẳng tới hóa hình hậu kỳ, liền muốn nhìn vận khí của nàng như thế nào. Vội vàng hai tháng quá khứ, Hắc Lân rốt cục khải quan mà ra, đi đến sát vách Tiêu Phàm ở mật thất, khuôn mặt nhỏ tỏa ra ánh sáng lung linh, một bộ hưng phấn khó nhịn dáng vẻ.
Hai tháng, mặc dù còn chưa đủ lấy làm nàng hoàn toàn luyện hóa thú mắt vàng nội đan cùng tinh huyết, lại cũng đã để tu vi của nàng nâng cao một bước, khó khăn lắm tiếp cận nguyên anh trung kỳ trạng thái đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước đưa thân ở phía sau kỳ đại tu sĩ liệt kê. Tiêu Phàm gặp một lần, liền là vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, lòng tràn đầy vui vẻ. Hắc Lân hì hì cười một tiếng, tiêm tiêm tố thủ vừa nhấc một viên nắm đấm lớn tiểu nhân hạt châu màu vàng óng nổi lên, một cỗ xé rách hư không lực lượng lập tức từ trong hạt châu trực thấu ra. Đây là thú mắt vàng mắt dọc, ta đem nó luyện thành một viên phá trận pháp bảo, giao cho ngươi đi, vạn nhất ta không tại, ngươi có thể dùng viên này bảo châu để phá trừ huyễn trận. Hắc Lân cái mũi nhỏ nhếch lên, cực kỳ đắc ý, có thể thấy được đối với mình món pháp bảo này, có phần có lòng tin. Tiêu Phàm hỏi, vì cái gì không cùng lúc đều luyện hóa rồi? Hắc Lân cười lắc đầu, nói, nội đan cùng tinh huyết ta đều có thể luyện hóa, duy chỉ có viên này mắt dọc ta không thể luyện hóa, ta phải tu luyện ra mình mắt dọc mới được. Tốt a, vậy ta trước cất giấu. Tiêu Phàm cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận kim sắc viên châu. Hắc Lân, mấy ngày nữa truyền tống trận liền có thể xây xong, chúng ta trực tiếp đi mê hồn hải tìm mê cốc đảo. Được. Hắc Lân gật đầu đáp. Tiêu Phàm há to miệng, tựa hồ còn muốn nói điều gì, đột nhiên lại đem những lời này đều nuốt trở vào, lại bỗng nhiên giơ lên song mi, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc, phảng phất xảy ra đại sự gì. Chương 1440, quỷ kế đa đoan. Đi, Tiêu Phàm khẽ vươn tay, đem Hắc Lân kéo đi qua, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng giữa không trung kích bắn đi. Tiêu chân nhân. Vừa vặn lúc này, hào quang song ma trước tới bái phỏng, gặp một lần Tiêu Phàm cấp tốc đằng không, không khỏi rất là kinh ngạc, vội vội vàng vàng theo sau, há mồm kêu lên. Hai vị lập tức trở lại, ta có một vị cường địch theo dõi mà đến, tất phải lập tức rời đi. Bên tai lập tức vang lên Tiêu Phàm truyền âm thanh âm. Hai người không khỏi sững sờ, liếc nhìn nhau, đều kìm lòng không đặng đè lại độn quang, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong đọc được kinh hoàng chi ý. Tiêu Phàm gì cùng bản sự, dưới mắt lại cơ hồ là chạy trối chết, thậm chí ngay cả chào hỏi đều không cùng bọn hắn đánh một cái, vậy vị này cường địch, nên là gì trở đáng sợ. Vạn nhất nếu là giận lây sang bọn hắn, lại như thế nào ngăn cản được. Đối trong lòng hai người suy nghĩ, Tiêu Phàm không chút nào để ý, ống tay áo lắc một cái, xương chim bắn ra, đón gió dương cánh hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Tiêu Phàm cất bước bên trên xương chim lưng, xương chim huýt dài một tiếng, hai cánh chấn động hướng đông bắc phương hướng kích xạ mà đi, tốc độ bay nhanh đến khiến người lóa mắt, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ, một lát sau, liền biến mất tại phía chân trời xa xôi, vô tung vô ảnh. Nhanh, trở về, khởi động hộ đảo đại trận. Tay trái người áo đỏ kêu lên. Hộ đảo đại trận chưa khởi động, một đoàn lớn gần mẫu mây đen, liền từ phía tây chân trời cuồn cuộn mà tới. Dù là hào quang song ma ngày bình thường dũng khí rất hào, lúc này cũng dọa đến gan chiến tâm kinh, thực tế từ mây đen kia bên trong lộ ra đến ma khí quá mức cường đại, cơ hồ khỏi phải điều tra, lập tức liền có thể biết trong mây đen ẩn giấu, là ngộ linh kỳ đại cao thủ, thậm chí xa hoàn toàn không phải bình thường ngộ linh kỳ lão tổ có thể so. Ngộ linh kỳ lão tổ, bọn hắn cũng may mắn bái kiến qua một hai vị, cùng chân trời cái này đám mây đen bên trong lộ ra khí thức tương đối mà nói. Lại là kém đến thật xa. Khó trách ngay cả Tiêu Phàm như thế thần thông không dưới bình thường ngộ linh kỳ lão tổ nghịch thiên đại tu sĩ, đều không chút nào dừng lại, co cẳng liền chạy. Dưới mắt bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, cái này trong ma vân lão tổ, đừng tới tìm bọn họ hào quang đảo suối quẩy. Có lẽ là cầu nguyện coi là thật có tác dụng, lại hoặc là trong mây đen lão tổ căn bản liền không có thời gian đến cùng bọn hắn so đo. Mây đen từ hào quang ở trên đảo không cuồn cuộn mà qua, không có làm mảy may dừng lại. Thẳng đến mây đen theo sát xương chim về sau, biến mất tại đông bắc phương hướng chân trời, hai người mới thở phào một hơi, trong bất chi bất giác mồ hôi lạnh đã ướt đẫm quần áo. Trong lúc nhất thời, hai người lại là sợ hãi lại là phiền muộn. Đường đường hai tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Một phái chi tổ, ngày bình thường tại cái này trên biển cũng là nhân vật phong vân, cao cao tại thượng bị ngàn tỷ người kính ngưỡng, lúc nào biến thành con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Một tên ma tổ quá cảnh cũng dọa đến gan chiến tâm kinh. So hào quang song ma thật buồn bực, tự nhiên là Tiêu chân nhân. Tiêu Phàm đứng tại xương trên lưng chim, bên tai cuồng phong gào thét. Vân hà cuồn cuộn, trong đầu phiền muộn, là không cần phải nói. Sớm biết thiên ma đạo tổ tùy thời đều có thể truy đến nơi đây, ngược lại là sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng mà tiến về lá tím đảo truyền tống trận chỉ kém 2-3 ngày liền muốn chữa trị như lúc ban đầu. Thiên ma đạo tổ lại tại cái này cần gấp nhất trước mắt bỗng nhiên đuổi tới hào quang đảo, để Tiêu chân nhân số nguyệt tâm máu trôi theo nước chảy, trong đầu cái kia ấm ức a. Ngươi muốn liền sớm đến 2 tháng, ta dứt khoát không uổng phí cái kia tâm tư trực tiếp chạy ra, hoặc là muộn mấy ngày, chờ ta xây xong truyền tống trận lại nói.
Cái này trên nửa đường giết ra đến quả thực chính là muốn đem nhân sinh sinh tức nổ phổi. Tiểu bối còn muốn tiếp tục chạy à? Tiêu Phàm bên tai, bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt hơi có chút lạnh còn mang theo một chút mỉa mai chi ý. Chính là Thiên Ma Đạo Tổ. Mặc dù giữa hai người vẫn như cũ duy trì khoảng cách nhất định, Thiên Ma Đạo Tổ ngôn ngữ, lại ngay tại bên tai. Tiêu Phàm lạnh, hừ, một tiếng. Tiểu bối, không thể không nói, ngươi đúng là quỷ kế đa đoan, trên đất bằng thời điểm, ngươi kia tiểu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cũng xác thực rất để vốn lão tổ đau đầu, nhưng bây giờ đến trên biển, ngươi cảm thấy ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn còn có tác dụng à? Thiên Ma Đạo Tổ tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn nói. Trên đất bằng, mỗi rời đi một tòa thành thị trước đó, Tiêu Phàm đều sẽ trước thả ra huyễn ảnh phân thân, cho Thiên Ma Đạo Tổ đánh cái du kích chiến. Nhưng mà Thiên Ma Đạo Tổ nói không sai, đến trên biển, tình hình liền biến. Không có thành trì làm yểm hộ, không có truyền tống trận có thể dùng, cứ như vậy bám đuôi mau chóng đuổi mà đến, Tiêu Phàm huyễn ảnh phân thân lại thần kỳ, cũng căn bản liền không có tác dụng. Dưới mắt hai người liền là thuần túy so đấu tốc độ bay, Thiên Ma Đạo Tổ công lực hơn xa, trận này so đấu xuống tới, kết quả cơ hồ là chú định. Ta chỉ là có chút kỳ quái, ngươi rốt cuộc muốn chạy đi nơi đâu? Thiên Ma Đạo Tổ trong giọng nói, tăng thêm mấy phần hiếu kỳ. Là thật hiếu kỳ. Nguyên lai tưởng rằng Tiêu Phàm sẽ hướng một chút danh môn đại phái tổng đàn sở tại địa bỏ chạy, hướng na chút siêu cấp tông môn cầu viện tại Thiên Ma Đạo Tổ nghĩ đến, đây là Tiêu Phàm muốn trốn được tính mệnh duy nhất hy vọng. Không có người viện thủ, chung quy là một con đường chết. Ai ngờ lầm to, Tiêu Phàm trực tiếp chạy đến trên đại dương bao la đến. Trừ, muốn chết hai chữ, Thiên Ma Đạo Tổ thực tế nghĩ không ra bất kỳ những từ ngữ khác để hình dung Tiêu Phàm loại hành vi này. Các hạ cứ việc đi theo chính là ta sẽ dẫn ngươi đi. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy, lần này ngươi còn có thể dưới tay ta chạy thoát à? Thử một chút xem sao, chỉ cần ngươi không có đuổi kịp ta, liền vĩnh viễn không nên quá tự tin. Tốt vậy liền thử một chút ngươi đến cùng có khả năng bao lớn. Tiêu Phàm bên tai, lập tức vang lên một trận ầm ầm trầm đục thanh âm, vội vàng quay đầu về sau nhìn lại, chỉ thấy sau lưng chân trời tiếng sấm rền rĩ, từng đạo lục sắc phích lịch thiểm điện từ trong hư không bắn ra, bắn tiến vào Thiên Ma Đạo Tổ biến thành trong mây đen, mà đám mây đen kia thì đang không ngừng lăn lộn, tựa hồ ngay tại đại lượng hấp thu năng lượng. Cứ việc cách xa nhau tương đối xa xôi, Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể cảm ứng được đất trời bốn phía linh khí trong nháy mắt trở nên 10 điểm hỗn loạn, chính tranh nhau chen lấn hướng Thiên Ma Đạo Tổ bên kia hội tụ mà đi. Sau một khắc, một tiếng kinh thiên phích lịch vang vọng, mây đen quay cuồng, nháy mắt tại biến mất tại chỗ, đảo mắt tại số bên ngoài trăm trượng hiện thân mà ra, vậy mà tại trong chớp nhoáng liền thuấn di mấy trăm trượng xa, đem giữa hai bên khoảng cách rút ngắn rất nhiều. Tiêu Phàm lấy làm kinh hãi, thuấn di thuật hắn gặp qua không ít, nhưng bá đạo như vậy phi phàm thuấn di thuật lại thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Nhưng mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, từng đạo tia chớp màu xanh lục vẫn như cũ từ trong hư không bay ra, hướng mây đen hội tụ tới, bốn phía thiên địa linh khí trôi qua tốc độ cũng không chậm chút nào. Rất rõ ràng, mây đen chỉ cần hội tụ đầy đủ thiên địa linh khí, liền có thể lại một lần nữa thi triển loại kia bá đạo thuấn di thuật. Cứ theo đà này, không bao lâu, hắn liền sẽ bị Thiên Ma Đạo Tổ đuổi kịp. Hừ, ngươi sẽ thuấn di thuật, chẳng lẽ ta liền sẽ không rồi? Tiêu Phàm trong mắt lập tức hàn mang lóe lên, dưới chân một điểm xương chim lưng, xương chim ngửa mặt lên trời một tiếng huýt dài, hai cánh chấn động, xung quanh không khí một trận vặn vẹo, khổng lồ thân hình cũng cứ thế biến mất, sau một khắc lại tại số bên ngoài trăm trượng nổi lên. Xương chim cố nhiên chưa đạt tới ngân xí đại bằng khi còn sống như thế xuất thần nhập hóa phong độn thuật, lại cũng đã không thể coi thường. Xa xa cùng tại phía sau Thiên Ma Đạo Tổ cảm thấy kinh ngạc. Tiểu bối này xương chim thật đúng là kỳ lạ, thế mà cũng có thể thi triển cao minh như thế thuấn di thuật. Bất quá lập tức Thiên Ma Đạo Tổ liền cười lạnh, nói, vừa chỉ là hóa hình hậu kỳ xương chim, không cách nào mượn nhờ thiên địa lực lượng, ngạnh sinh sinh tiêu hao mình chân nguyên pháp lực, ta ngược lại muốn xem dạng này thuấn di thuật, ngươi có thể thi triển mấy lần. Tiêu Phàm song mi nhẹ nhàng nhíu lên, Thiên Ma Đạo Tổ nói không sai. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng ngộ linh kỳ tu sĩ, khác biệt lớn nhất còn không phải pháp lực bên trên chênh lệch, cũng không phải trên tâm cảnh khác nhau, mà là đối thiên địa linh khí cảm ngộ khác biệt. Tiêu Phàm cố nhưng đã đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ trạng thái đỉnh cao nhất, dù sao chưa đặt chân ngộ linh kỳ, còn không lĩnh ngộ được thiên địa linh khí tinh vi ảo diệu, liền càng chưa nói tới tùy thời tùy chỗ hấp thu thiên địa linh khí để bản thân sử dụng. Bế quan đả tọa chậm rãi thu nạp thiên địa linh khí, chuyển hóa thành chân nguyên pháp lực tự nhiên là có thể, nhưng phải giống như Thiên Ma Đạo Tổ dạng này, một bên duy trì cấp tốc phi độn, một bên trắng trợn hấp thu thiên địa linh khí, lập tức để bản thân sử dụng lại là khó có thể.
Quả nhiên, xương chim thi triển xong lần thứ hai thuấn di thuật hậu, Tiêu Phàm liền rõ ràng cảm ứng được nó chân nguyên pháp lực tiêu hao phải hết sức lợi hại, coi như còn có thể miễn cưỡng thi triển mấy lần nữa thuấn di thuật, cuối cùng vẫn là sẽ chân nguyên hao hết không đáng kể. Trong hư không phích lịch chớp loạn, Thiên Ma đạo tổ đã đang thi triển lần thứ ba thuấn di. Mặc dù Tiêu Phàm cũng có thể đoán được Thiên Ma đạo tổ thi triển loại này thuấn di thuật cũng không thể nào là không hạn chế, nhất định có không ít cấm chế, bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là Thiên Ma đạo tổ thi triển thuấn di thuật số lần nhất định sẽ so xương chim càng nhiều. Song phương tu vi cảnh giới, căn bản liền không tại một cái cấp bậc phía trên. Một liền thi triển 4 lần thuấn di, xương chim tốc độ bay, rốt cục bắt đầu giảm bớt. Thiên Ma đạo tổ cười lạnh. Cứ việc song phương vẫn như cũ cách đến rất xa, xương chim bối rối, hắn lại có thể rõ ràng cảm ứng được. Tiêu Phàm không nói hai lời, cùng thân bổ một cái, hóa thành một đoàn màu ngà sữa quang ảnh, nháy mắt liền cùng xương chim hợp làm một thể. Xương chim tu vi cảnh giới vẫn là không có lên biến hóa gì, tiêu hao nghiêm trọng chân nguyên pháp lực lại lần nữa trở nên tràn đầy. Tiêu Phàm cùng xương chim hợp thể cũng không chỉ một hồi hai hồi, hợp thể thuật sớm đã so lúc trước cao minh được nhiều. Như loại này hợp thể tu vi cảnh giới không tăng lên, sức chiến đấu cũng không tăng lên, vẻn vẹn chỉ là cả hai hợp một đem mình chân nguyên pháp lực bổ sung cho xương chim, đối Tiêu Phàm thân thể, liền không sẽ có cỡ nào nghiêm trọng tổn hại. Nếu như là lấy lôi bằng tinh huyết cương ép kích phát thể nội tiềm lực lại cùng xương chim hợp thể, cố nhiên có thể nháy mắt tăng cao tu vi thực lực, sau đó lại phải lớn bệnh một trận, thậm chí rơi xuống một cảnh giới. Dưới mắt chỉ là muốn thoát khỏi Thiên Ma đạo tổ truy sát, cũng không phải là cùng hắn liều mạng, lôi bằng tinh huyết tạm thời không dùng được. Có Tiêu Phàm chân nguyên pháp lực bổ sung, xương chim tinh thần đại chấn, vỗ cánh huyết dài, thân thể to lớn một trận gợn nước vặn vẹo, cứ thế biến mất không gặp, một lát sau từ ngoài mấy trăm trượng hiện thân mà ra. Tiêu Phàm mặc dù cùng xương chim cảnh giới giống nhau, nhưng chân nguyên pháp lực chi hùng hậu nhưng còn xa không phải xương chim có thể so. Loại biến hóa này hiển nhiên có chút vượt quá Thiên Ma đạo tổ ngoài ý liệu. Tiểu tặc quá quỷ kế đa đoan, Thiên Ma đạo tổ không chịu được hận hận mắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1441, gặp lại biển cả chiều. Cái này một truy chính là 7 ngày thất dạ, Thiên Ma đạo tổ phảng phất bị Tiêu Phàm triệt để chọc giận, không có chút nào để hắn thở một cái ý tứ, một mực gắt gao cắn hắn, bám đuôi mau chóng đuổi, thỉnh thoảng sẽ còn thi triển một chút nhất làm cho Tiêu Phàm lo lắng siêu cấp thuấn di thuật. Cũng may loại này thuấn di thuật dù coi như là Thiên Ma đạo tổ tựa hồ cũng không thể không hạn chế thi triển. Tiêu Phàm cứ việc chưa đặt chân ngộ linh kỳ, lại có một vị ngộ linh kỳ thê tử. Âu Dương Minh Nguyệt cùng hắn giao lưu tu luyện tâm đắc lúc liền minh bạch nói, ngộ linh kỳ tu sĩ cũng chỉ là vừa mới bắt đầu chạm tới đối thiên địa linh khí cảm ngộ, vận dụng thiên địa linh khí đối địch chỉ có biết ra mau, xa xa chưa nói tới tinh thông. Tu tiên chi đạo trên thực tế chính là một cái không ngừng cường hóa sử dụng thiên địa linh khí quá trình, tu vi càng sâu, cảnh giới càng cao, đối thiên địa linh khí cảm ngộ sử dụng liền càng sâu nhập. Nguyên anh kỳ trước đó, đều là tại đặt nền móng, chỉ có đặt chân ngộ linh kỳ về sau, mới xem như bắt đầu thực sự tiếp xúc thiên địa linh khí vận dụng. Dù là như thế Tiêu Phàm hay là cảm thấy càng ngày càng phí sức. Mỗi cách một đoạn thời gian, Thiên Ma đạo tổ liền có thể triệu tập thiên địa nguyên khí, đến một hai lần siêu cấp thuấn di, Tiêu Phàm bị buộc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Thiên Ma đạo tổ tiêu hao chính là thiên địa nguyên khí, hắn tiêu hao lại là mình bản mệnh chân nguyên. Mặc dù nói Tiêu Phàm chân nguyên pháp lực chi hùng hậu tại đồng bậc tu sĩ bên trong có thể xưng siêu quần bà tụy, không người có thể đưa ra phải, nhưng mà 7 ngày thất dạ chỉ có thể dựa vào đan dược và linh thạch chút ít bổ sung chân nguyên pháp lực, lại hùng hậu pháp lực cũng có hao hết thời điểm. Lúc này Tiêu Phàm rốt cục sâu sắc cảm nhận được vì cái gì tạo hóa giới có thể trở thành vô cực môn chấn giáo tam bảo một trong. Nếu như tạo hóa giới không có bị thiên bằng chi lực chiếm cứ, mà là giống như ngày thường có thể phát huy ra hiệu dụng, hắn liền có đầy đủ lòng tin, một mực cùng Thiên Ma đạo tổ dạng này đem vòng tròn chụp xuống đi. Linh thạch cực phẩm sở dĩ sẽ bị tất cả tu sĩ coi là chí bảo, đạo lý cũng giống như vậy, linh thạch cực phẩm chẳng những ẩn chứa thiên địa linh khí rất nhiều, mà lại bổ sung tốc độ cũng là cực nhanh, vượt xa cao giai linh thạch. Chỉ tiếc duy nhất một viên linh thạch cực phẩm đã bị thổ ma ngẫu luyện hóa. Tiêu Phàm cũng không biết thổ ma ngẫu bây giờ ở phương nào. Mênh mông vô bờ biển rộng mênh mông phía trên, một đầu xương chim phía trước, một đám mây đen ở phía sau. Ở chân trời vạch ra một trắng một đen hai vệt độn quang, bắn thẳng đến phương xa. Tiểu tặc, lúc này ngươi chạy không thoát. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm vang lên bên tai Thiên Ma đạo tổ lời nói lạnh lùng. Chỉ thấy phía trước xa xa chân trời, một đạo hắc tuyến tại dưới bầu trời như ẩn như hiện, một trận sấm rền cũng như thanh âm ẩn ẩn truyền đến.
Hải triều, mặc dù cách còn xa, Tiêu Phàm hay là một chút liền nhận ra, đây chính là trong biển rộng nhất làm người ta sợ hãi nhất biển cả triều. Năm đó, hắn từng tại Bắc Minh trong biển rộng đụng phải, một lần kia cũng là mạo hiểm vạn phân. Mặc dù hắn người mang cực kỳ cao minh không gian thuật, nhưng cũng mảy may đều không dám khinh thường. Nếu thật là chính diện cuốn vào hải triều bên trong, chỉ sợ căn bản liền không kịp thi triển không gian chi đạo, liền bị cuốn đi. Nhất là để cho người ta buồn bực chính là, biển cả triều chính diện độ rộng thường thường dài đến mấy chục ngàn bên trong, nhấc lên sóng lớn cao tới mấy ngàn trượng. Mấy vạn trượng trên không trung cố nhiên không có sóng biển. Lại tràn ngập vô biên vô hạn không gian loạn lưu, tình thế so sánh với mặt biển cũng không kém bao nhiêu. Bình thường đến nói, người tu chân đối mặt biển cả triều. Biện pháp duy nhất chính là cách xa xa liền quay người đào tẩu, dốc hết toàn lực hướng hải triều một bên chạy, tận lực chạy ra hải triều càn quét phạm vi. Nhưng bây giờ Tiêu Phàm lại không cách nào quay người. Các hạ cố nhiên là ngộ linh kỳ tu sĩ, tại biển cả triều bên trong cũng chưa chắc liền có thể ứng phó ung dung. Thiên Ma đạo tổ bên tai truyền đến Tiêu Phàm lãnh đạm thanh âm. Không gian chi lực cường đại, có rất ít người so Tiêu Phàm hiểu rõ ràng hơn, dù coi như là ngộ linh kỳ tu sĩ cũng không dám hứa chắc mình nhất định có thể tại biển cả triều bên trong bình yên vô sự. Thiên Ma đạo tổ cười lạnh nói, tiểu tặc, ngươi khẳng định không biết, tại thất dạ giới, hải triều là rất thường gặp. Tiêu Phàm trong lòng giật mình. Thất dạ giới là một cái hải dương thế giới, lục địa bất quá là bị biển cả bao khỏa từng mảnh hòn đảo mà thôi, có lẽ Thiên Ma đạo tổ nói không sai, thất dạ giới tu sĩ đối biển cả triều khả năng sớm đã nhìn lắm thành quen, cũng liền lục lọi ra đến một bộ đi hữu hiệu cách đối phó. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, lại không thể bảo hoàn toàn không có. Mấu chốt là Tiêu Phàm không thể mạo hiểm. Vạn nhất Thiên Ma đạo tổ thật có ứng đối hải triều kế sách, hắn như thế tỉnh tỉnh mê mê xông vào, lập tức liền sẽ hai mặt thụ địch, nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà trong lúc này, hắn lại không có lựa chọn nào khác. Xương chim hai cánh chấn động, trực tiếp đón biển cả triều vọt tới, không thấy chút nào giảm tốc, thậm chí ngược lại càng nhanh ba phân. Hừ hừ, Thiên Ma đạo tổ cười lạnh, cũng là không chút do dự bám đuôi mau chóng đuổi, đối chính nhanh chóng tới gần biển cả triều nhìn như không thấy. Cũng không biết hắn là tự cao tu vi thâm hậu, hay là đối biển cả triều thật có cách đối phó. Biển cả triều thế tới cực nhanh, Tiêu Phàm tốc độ bay càng nhanh, không lâu sau đó, mấy ngàn trượng cao sóng lớn, cơ hồ liền đã gần ngay trước mắt, hải triều tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, Tiêu Phàm thậm chí đã cảm nhận được không gian chi lực hỗn loạn. Cái này hỗn loạn không gian chi lực kỳ thực chính là biển cả triều tiền đạo, hoặc là nói là hải triều bên ngoài lực lượng. Từ không gian loạn lưu cường độ để phán đoán, lần này biển cả triều quy mô, so Bắc Minh biển cả một lần kia biển cả triều quy mô càng thêm to lớn, không gian chi lực càng mạnh. Dù coi như Tiêu Phàm có càn khôn đỉnh hộ thân cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự. Lại càng không cần phải nói, Thiên Ma đạo tổ liền tại sau lưng. Hiển nhiên lại có một lát liền muốn cùng biển cả triều chính diện tiếp xúc, phía trước xương chim bỗng nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng huýt dài, trong chớp nhoáng một bóng người từ xương thân chim bên trên sông ra, áo trắng bạch bào, chính là Tiêu Phàm. Tại lúc này, Tiêu Phàm giải trừ hợp thể ống tay áo lắc một cái, xương chim lập tức co lại nhỏ, đảo mắt liền chui nhập hắn linh thú điểm bên trong, không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, thanh sắc quang mang lấp lánh, vảy rồng giáp nổi lên, đem hắn toàn thân trên dưới đều bao vây lại. Chính là tại Hào Quang Đảo trải qua luyện chế lại một lần vảy rồng giáp, lấy đầu kia hóa hình hậu kỳ đại thành ly giao lân giáp vì tài liệu chính, dung hợp ban đầu vảy rồng giáp cùng kim giao vương bản mệnh vảy rồng, uy lực mạnh, mảy may cũng không dưới phòng chế thông huyền linh bảo, thậm chí tại phòng chế thông huyền linh bảo bên trong cũng có thể xương thượng phẩm. Trong mây đen, ngay cả Thiên Ma đạo tổ cũng có chút nhíu mày một hồi. Mặc dù vảy rồng giáp uy lực bất phàm, vốn cũng không đến nỗi để Thiên Ma đạo tổ nhíu mày, hắn giật mình là cái này giáp trụ bên trên lộ ra cường đại thủy hệ linh lực. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện thủy thuộc tính chí bảo, đủ để khiến Tiêu Phàm tại trong biển rộng sinh tồn lực biên độ lớn tăng lên. Cái này liền mang ý nghĩa, hắn phải bắt được Tiêu Phàm, độ khó lại tăng thêm không ít. Toàn thân giáp trụ bao khỏa Tiêu Phàm, như là mũi tên, hướng dưới chân biển cả kích bắn đi. Mặt biển chọc lãng lăn lộn, ngày bình thường xanh thảm nước biển, giờ phút này sớm đã trở nên đục không chịu nổi. Tản ra khiến người buồn nôn biển mùi tanh. Suy, Tiêu Phàm phá vỡ mặt nước, lập tức không vào biển bên trong không thấy bóng dáng. Tiểu tặc muốn mượn thủy độn mà đi, ngươi cũng quá khinh thường hải triều uy lực. Thiên Ma đạo tổ lập tức cười lạnh, thân thể nhoáng một cái, mây đen cuồn cuộn lập tức thu liếm, màu xanh lá cây đậm thân hình nổi lên. Không chút do dự hướng trong nước truy giết tiếp.
Cứ việc Tiêu Phàm vẫn luôn đang trốn tránh, chưa hề cùng hắn chính diện giao thủ qua, Thiên Ma Đạo Tổ cũng vẫn là có thể cảm ứng được ra Tiêu Phàm có cực kỳ kiệt xuất thủy thuộc tính thiên phú, người này tựa hồ là trong truyền thuyết hỗn độn linh thể. Cửu linh cây đều đủ, mỗi một đạo linh căn thiên phú, đều không tại thuần linh dưới hạ thể. Khó trách hắn Tôn Nhi sẽ chết ở trong tay người nọ. Dù là như thế, cũng đừng hòng tùy tiện từ biển cả chiều đáy nước đào thoát. Thủy độn thuật mạnh hơn. Tại không gian chi lực trước mặt cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đáy biển thế giới, càng là một mảnh vẩn đục, Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông vận xử đến cực hạn, toàn thân thanh lóng lánh, một mực hướng về biển sâu kích bắn đi. Trải qua luyện chế lại một lần vảy rồng giáp, dưới đáy nước cơ hồ không trở ngại chút nào, tốc độ bay nhanh chóng, mảy may cũng không so tại không trung thời điểm chậm bao nhiêu. Tiêu Phàm không quay đầu lại, không cần nhìn, hắn cũng có thể cảm ứng được Thiên Ma Đạo Tổ ngay tại phía sau hắn cách đó không xa. Cái này lão yêu ma không biết tu luyện là loại công pháp nào, nhưng rất hiển nhiên, thủy độn thuật cực giai. Dù là Tiêu Phàm người mặc vảy rồng giáp, cũng vô pháp đem khoảng cách giữa hai người lại kéo ra một chút. Một cỗ không gian loạn lưu cuốn tới, đã tiến vào biển cả chiều đáy biển phạm trù. Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị, tay trái bấm quyết, tay phải từng đạo chữ màu đỏ pháp quyết đánh ra, đem kia cỗ không gian loạn lưu dẫn qua một bên, nửa phân cũng không ảnh hưởng hắn tốc độ bay. Mặc dù cực kỳ vội vàng, Tiêu Phàm hay là tận lực đem không gian loạn lưu dẫn hướng sau lưng Thiên Ma Đạo Tổ. Giữa hai người cảnh giới cách biệt quá xa, duy nhất có thể đối Thiên Ma Đạo Tổ tạo thành nhất định uy hiếp hẳn là không gian chi lực. Tiểu tặc, Thiên Ma Đạo Tổ cười lạnh một tiếng, đối kia cỗ không gian loạn lưu nhìn như không thấy, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Giữa trời ở giữa loạn lưu tới gần bên cạnh hắn thời điểm, một cỗ nhu hòa không gian chi lực bỗng nhiên phát ra, kia cỗ không gian loạn lưu lập tức lệch ra, liền từ Thiên Ma Đạo Tổ bên người trượt quá khứ, đúng là không hư hao chút nào. Không hề nghi ngờ Thiên Ma Đạo Tổ tu luyện có cực kỳ cao minh không gian thuật, nếu không phải là tùy thân mang theo có không gian bảo vật. Nếu như là cái sau, món bảo vật này cấp bậc nhất định không đáy. Có lẽ còn không bằng Càn Khôn Đỉnh, nhưng cũng có thể nói là không gian chí bảo. Có một ít không gian bảo vật năng lực là đơn phương, kém xa Càn Khôn Đỉnh, như thế toàn diện, thậm chí ở trong đỉnh còn có thể tự thành thế giới, nhưng mà những bảo vật này vẻn vẹn một cái nào đó phương diện công năng, lại cực kỳ cường đại. Thiên Ma Đạo Tổ trên thân, khả năng liền mang theo dạng này không gian bảo vật. Kể từ đó Tiêu Phàm càng là kinh hãi, nguyên lai tưởng rằng dưới đáy nước có thể mượn nhờ không gian chi lực tạm thời thoát khỏi Thiên Ma Đạo Tổ truy kích, ai ngờ lại không như mong muốn. Xem ra chính mình hay là đánh giá thấp vị này danh xưng thất dạ giới đệ nhất cao thủ lão ma đầu. Hai người ở trong nước một trước một sau, kích xạ hướng về phía trước, sau một lát liền đã chìm vào vạn trượng biển sâu, thủy áp cường đại tự nhiên đến mức độ không còn gì hơn, nếu không phải người mặc vảy rồng giáp, cho dù Tiêu Phàm thủy độn thuật cao minh đến đâu, cũng đã không chịu nổi. Bất quá tốc độ lại giữa bất chi bất giác chậm lại, Thiên Ma Đạo Tổ cùng hắn ở giữa khoảng cách cũng tại một chút xíu rút ngắn. Tiểu tặc, nhìn ngươi còn chạy chỗ nào? Đột nhiên, bên tai truyền đến Thiên Ma Đạo Tổ cười dài một tiếng, sóng nước khẽ động, sâu thân ảnh màu xanh lục đảo mắt liền vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách đến Tiêu Phàm sau lưng, khoát tay, hóa vì một bàn tay cực kỳ lớn, liền hướng Tiêu Phàm chặn ngang bắt tới. Vậy mà tại vạn trượng đáy nước cũng có thể thi triển ra siêu cấp thuấn di thuật. Trong nháy mắt kia màu xanh lá cây đậm cự bàn tay to, liền đã chạm đến Tiêu Phàm thân thể. Đúng lúc này, Tiêu Phàm cười lạnh, thân thể một trận vặn vẹo, cứ thế biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên Ma Đạo Tổ ôm đồm tại không trung, không khỏi sửng sốt. Lập tức hắn liền cảm ứng được 10 điểm mãnh liệt không gian ba động, không phải không gian loạn lưu, mà là rất có quy luật không gian ba động. Tiểu tặc, Thiên Ma Đạo Tổ hung tợn đích thì thầm một tiếng. Lại cũng không nghĩ ra, tại cái này vạn trượng biển sâu, vậy mà lại có một đầu không gian thông đạo. Nhất là làm hắn tức giận chính là tựa hồ Tiêu Phàm đã sớm biết đầu này không gian thông đạo tồn tại, liền là hướng về phía đầu này không gian thông đạo mà đến. Chương 1442, yêu nghiệt phương nào? Cùng thất long biển cách xa nhau ngàn tỷ bên trong xa Bắc Minh đại địa, đánh cho một mảnh chiến hỏa đỏ bừng. Trong lúc lơ đãng, chiến cuộc sớm đã phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Mấy năm trước thất dạ giới điều trọng binh, phân biệt hướng Bắc Thả bán đảo cùng Nguyên Linh thành phát động tấn công mạnh, ký đồ nhất thử tiêu diệt Nam Châu đại lục Bắc Bộ liên quân chủ lực, triệt để chiếm lĩnh Bắc Minh đại địa toàn bộ, đem chiến hỏa thiêu đốt đến Nam Châu đại lục Đông Bắc Bộ tu chân văn minh nhất phồn thịnh địa phương.
Ngay từ đầu tiến triển thuận lợi, đem Nam Châu Đại Lục Liên Quân đoàn đoàn bao vây tại Bắc Ninh bán đảo, ngay lúc sắp toàn diệt, ai ngờ mấy triệu Vô Cực Đại Quân hoành không xuất thế, giết ma quân một trở tay không kịp, toàn bộ Bắc Ninh bán đảo thế cục lập tức xoay chuyển, đến ngàn vạn mà tính ma quân chủ lực, núi lở sụp xuống, bị giết đến hoa rơi nước chảy, cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có số ít ma nhân chạy thoát, nhưng cũng sĩ khí mất hết, không chịu nổi tái chiến. Không lâu sau đó, Nam Châu Liên Quân liền giết tới Nguyên Linh Thành hạ. Nguyên Linh Thành thế cục vốn là ma quân chủ công, Nam Châu Liên Quân chủ thủ, khổ chiến nhiều năm, đã nguy như trồng trứng, thành phá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà Liên Quân chặn ngang một kích trước sau giáp công, cứ việc ma quân đã có chuẩn bị, cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi, thua trận. Liên Quân thừa thắng xông lên, binh điểm số đường, bắt đầu ở Bắc Minh đại địa bên trên diễn một trận phản sát vở kịch. Mấy năm về sau, một chi Liên Quân xuất hiện tại Thọ Núi Đảo. Thọ Núi Đảo tại Bắc Minh trong biển rộng bộ ngã về tây vị trí, xem như Huyền Âm Bắc Cực Cung thống lĩnh địa bàn, vốn là một cái không có tiếng tăm gì hòn đảo, bị ma quân chiếm cứ mấy chục năm sau, bỗng nhiên trở nên nặng muốn đứng lên. Nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản, Thọ Núi dưới đảo có một đầu không gian thông đạo, ma quân ở đây dựng lên một cái cỡ lớn truyền tống trận, đem đại lượng nhân viên vật tư từ Bắc Minh biển cả chỗ sâu truyền đưa tới, nơi này cách Bắc Minh đại lục khoảng cách cũng không xa. Số trong 10 năm tòa này không lớn hòn đảo biến thành ma quân một lớn hậu cần căn cứ, ngày bình thường đề phòng xâm nghiêm. Mà bây giờ, lại có một chi Nam Châu Đại Lục Liên Quân leo lên hòn đảo. Một trận ác chiến không thể tránh khỏi triển khai. Chi này liên quân số lượng cũng không nhiều lắm, chỉ có 3.400.000 người. Tại động một tí đến trăm vạn mà tính đại quân giao diện đại chiến bên trong, một đội quân như thế tính được là rất tinh anh. Một mặt màu đen đại kỳ. Đón gió phấp phới, cờ xí bên trên thêu lên sóng nước đồ án, gợn sóng dập dờn, cực kỳ rất thật. Đây là Hắc Thủy Tông tiêu ký. Hắc Thủy Tông tổng đàn xây ở Nam Châu Đại Lục Tây Bắc Bộ tại Ma Nói trong Tông Môn cũng coi như phải đại danh đỉnh đỉnh, thậm chí có người đem nó xếp vào đến Ma Đạo 10 Đại Tông Môn. Bất quá cái bài danh này vẫn chưa đạt được công nhận. Luận lịch sử nguồn gốc luận tông môn quy mô, Hắc Thủy Tông xác thực còn chưa đủ tư cách liệt nhập Ma Đạo 10 đại tông môn, sở dĩ thanh danh hiển hách ở chỗ thế hệ này Hắc Thủy lão tổ chính là bất thế gia kỳ tài ngút trời. 200 năm trước vậy mà nhất cử đột phá nguyên anh hậu kỳ bình cảnh, đưa thân tại ngộ linh kỳ lão tổ hàng ngũ. Mặc kệ là cái kia cái tông môn thế gia, chỉ cần có thể toát ra một vị ngộ linh lão tổ. Lập tức liền giá trị bản thân tăng gấp bội, cố nhiên còn không thể nhất cử xâm nhập 10 đại tông môn. Lại tất nhiên sẽ để tông môn nghênh tới một cái cực lớn phát triển. Hắc Thủy Tông chính là như thế. Cho tới nay, đều chỉ là một trong đó cùng tông môn. Từ khi Hắc Thủy lão tổ đặt chân ngộ linh kỳ về sau, tông môn liền nhanh chóng bành trướng. 200 năm trôi qua, mờ mờ ảo ảo thành gần với Ma Đạo 10 đại tông môn siêu cấp đại phái. Lần này tấn công Thọ Núi Đảo chính là lấy Hắc Thủy Tông làm chủ tập kết Nam Châu Đại Lục Tây Bắc Bộ hơn 10 trong đó môn phái nhỏ, ngày bình thường đều là duy Hắc Thủy Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, quan hệ lẫn nhau 10 điểm mật thiết. Phấp phới Hắc Thủy dưới cờ, mấy tên tu sĩ cấp cao sừng sững, đi đầu một người, thân mặc hắc bào, dưới hàm ba tròm râu dài, tướng mạo có chút uy nghiêm, trên thân lộ ra nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ khủng bố linh áp, mắt nhìn phía trước chiến trường, thần sắc có chút tự đắc. Một tên làm ăn mặc kiểu văn sĩ lam sam người cũng mắt nhìn phía trước, mỉm cười nói, nước huynh, nguyên lai tưởng rằng tại cái này Thọ Núi Đảo cần trải qua một trận ác chiến, hiện tại xem ra, ma quân tiềm lực đã hao hết, cuộc chiến này rất nhanh liền đánh xong. Được xưng là nước huynh, người áo đen nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật ma quân chủ lực tại Bắc Ninh bán đảo cùng Nguyên Linh thành dưới, đã bị tiêu diệt rơi, còn lại đây đều là hậu phương phòng giữ bộ đội, sức chiến đấu yếu đuối, không chịu nổi một kích. Từ mấy năm trước ma quân tại Nguyên Linh thành dưới thảm bại, Bắc Minh đại địa liền không còn có trải qua chân chính đại quy mô ác chiến. Phảng phất ma quân tiềm lực thật đã hao hết, liên quân một đường đẩy tiến vào thế như trẻ tre, mấy năm ở giữa thu phục tuyệt đại bộ phân mất đất, toàn bộ Bắc Minh đại địa đã sắp hoàn toàn khôi phục. Chính vì vậy, Hắc Thủy Tông mới chủ động gánh vác lên công kích Thọ Núi Đảo trách nhiệm. Đều nói thất dạ giới so với chúng ta Nam Châu Đại Lục còn rộng lớn hơn, nhân khẩu đông đảo, hẳn là không đến mức dễ dàng như vậy bị đánh bại a. Một tên khác tu sĩ cấp cao nhịn không được nói, song mi cao lại, hơi có thần sắc lo lắng. Hừ, thất dạ giới cố nhiên đất rộng của nhiều, nhưng cùng chúng ta Nam Châu Đại Lục dù sao cũng là hai cái giao diện, cần phải mượn không gian thông đạo mới có thể tới. Đại chiến chi sơ, chúng ta là không có chuẩn bị, bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Bây giờ thất dạ giới tinh nhuệ ma quân cơ hồ đều bị rảo sát không còn, nghĩ lại muốn đại quy mô tiếp viện, nào có dễ dàng như vậy. Áo đen nước huynh hừ lạnh một tiếng, nói,
chính là chúng ta chỉ cần đem cái này Thọ núi đảo truyền tống trận hủy đi, triệt để phong bế không gian thông đạo, nhiệm vụ liền xem như xong xong rồi. Chỉ ít tại Tây Bắc biên thủy có thể gối cao không lo. Kia Lam Sam văn sĩ vừa cười vừa nói, nước huynh, hủy đi truyền tống trận không khó, triệt để phong bế không gian thông đạo, sợ là không dễ dàng như vậy a. Vẹn vẹn hủy đi truyền tống trận còn chưa đủ, nhất định phải triệt để phong bế không gian thông đạo mới có thể làm đến chân chính gối cao không lo. Thế nhưng là phong ấn không gian thông đạo, lại tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể làm được. Nước huynh vuốt vuốt râu dài, lạnh nhạt nói, điểm này, không cần các vị đạo hữu lo lắng, lão tổ từ có sắp xếp. À, nguyên lai lão tổ sớm đã an bài thỏa đáng, vậy ta cùng còn có cái gì tốt lo lắng. Mọi người nghe xong, liền là yên tâm. Nước huynh, hẳn là lão tổ lần này sẽ đích thân xuất thủ. Chốc lát, có người hỏi dò, trong giọng nói có chút hưng phấn. Dù sao không phải ai đều có thể tận mắt nhìn đến một vị ngộ linh kỳ lão tổ xuất thủ. Huống chi truyền ngôn bên trong, Hắc Thủy lão tổ coi như tại đồng bậc tu sĩ bên trong cũng có thể nói là siêu quần bạt tụy người nổi bật, bình thường ngộ linh kỳ lão tổ thật đúng là không phải hắn lão đối thủ của người ta. Nước huynh cười hắc hắc nói, lão nhân gia ông ta sự tình chúng ta làm đệ tử, nào dám tùy tiện xin hỏi. Nói đúng, lập tức mọi người liền nhao nhao gật đầu nói phải. Thọ núi đảo chi chiến rất thuận lợi, mấy chục vạn đại quân tứ phía vây định đem tàn dư ma quân áp xúc tại truyền tống đại điện chung quanh một mảnh rất nhỏ hẹp địa bàn bên trong. Thủ đảo ma quân số lượng vốn cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 vạn người, sức chiến đấu càng là thấp, đại bộ phận phân đều là không có nhận qua cái gì huấn luyện nhân viên hậu cần, cùng Hắc Thủy Tông cùng tông môn tinh nhuệ tương đối mà nói, căn bản liền không tại một cái cấp bậc phía trên. Một phen kịch chiến về sau, ma quân tử thương thảm trọng thối lui đến truyền tống điện phụ cận, làm cho cùng rứt dậu. Truyền lệnh tổng tiến công bắt đầu, nước huynh híp lại hai mắt chậm rãi giơ tay phải lên, trùng điệp vung xuống dưới. Lập tức tiếng kèn vang lên, mấy chục vạn đại quân cùng kêu lên hò hét các loại pháp bảo pháp khí toàn diện tế ra ngoài, đầy trời quang hoa lấp lánh, hướng trong vòng vây tàn dư ma quân mãnh kích mà hạ. Kết cục không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tại công kích mãnh liệt phía dưới, ma quân tử thương nằm ngổn ngang, phòng tuyến cơ hồ là lập tức sụp đổ. Tiếng giết rung trời, mấy trăm ngàn Nam Châu liên quân chen chúc hướng về phía trước đánh tới. Đúng lúc này, một trận sấm rền cũng như thanh âm ầm ầm địa chấn vang, toàn bộ Thọ núi đảo đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Ngay tại chen chúc hướng về phía trước Nam Châu liên quân đều kìm lòng không đặng hãm lại tốc độ, bất quá bởi vì tác dụng của quán tính, đại quân vẫn còn tiếp tục hướng truyền tống đại điện hướng đem quá khứ, nhiệm vụ của bọn hắn rất rõ ràng, chính là tiêu diệt ma quân, chiếm cứ truyền tống đại điện. Nước huynh, giống như tình hình có chút không đúng, không phải là trận pháp khởi động rồi. Lam Sam văn sĩ trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhịn không được thấp giọng nói. Phòng hộ đại trận lực sát thương thế nhưng là cực kỳ to lớn, không thể khinh thường. Nhất là mấy chục vạn đại quân dạng này tua tủa như lông nhím một đoàn, rất dễ dàng lọt vào đại quy mô sát thương. Nước huynh song mi nhẹ nhàng nhăn lại, lắc đầu, nói, không giống lắm là trận pháp, không có cảm ứng được pháp trận khí tức. Nói đến trận pháp chi đạo, hắn cũng coi là tông sư tiêu chuẩn. Này sẽ là cái gì? Có một tên tu sĩ cấp cao hỏi. Không ai trả lời bởi vì không có ai biết. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ truyền tống đại điện ầm vang nổ bể ra đến, vô tận hồng quang từ truyền tống đại trận bên trong bắn ra, đem thiên địa chiếu rọi phải một mảnh đỏ bừng. Một cái đỏ bừng vòng xoáy, hoặc là nói là đếm không hết tia sáng màu đỏ dệt thành một cái cự đại vòi rồng vòng xoáy. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía thê lương vô so. Vòng xoáy những nơi đi qua, vô luận là ma quân hay là liên quân, nhao nhao đều bị cuốn vào trong đó, đảo mắt liền bị cắt thành từng mảnh thịt nát kia tinh xảo tia sáng màu đỏ tựa như sắc bén đến cực điểm cối xay thịt không tốn sức chút nào liền đem chính ma hai đạo tu sĩ đều xoắn đến vỡ nát hóa thành từng đoàn huyết vụ. Ngay cả cứng rắn pháp bảo pháp khí cũng giống vậy ngăn cản không nổi cái này tia sáng màu đỏ, nhao nhao vỡ ra như là pháo hoa nở rộ không có chút nào kháng cự chi lực. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, đây không phải trận pháp chi lực, không có có người dám đáp lời pháp trận khí tức ngay cả không có chút nào từng cảm ứng được. Nhưng mà đây rốt cuộc là cái gì, lại không người nào biết. Chỉ cảm ứng được vô biên yêu dị chi khí. Nước huynh, hiển nhiên thành ngàn hơn vạn môn nhân đệ tử bị vòng xoáy màu đỏ cuốn vào, mấy tên tu sĩ cấp cao đều tức giận sôi sục đồng loạt nhìn về phía người áo đen. Lần này bọn hắn mang tới, đều là riêng phần mình tông môn chủ lực chết như vậy tổn thương xuống dưới ai cũng chịu không được. Xuất thủ, ngăn lại yêu nghiệt này. Người áo đen cũng không chần chờ, hét lớn một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một mặt màu đen kỳ phiên nổi lên, thân hình thoát một cái, liền hướng về phía trước kích bắn đi.
Mắt thấy vòng xoáy màu đỏ ngay tại cấp tốc mở rộng, hắn bên này lại trần chờ do dự, tiền đạo môn nhân đệ tử chỉ sợ đảo mắt liền phải chết sạch sành sanh. Thân là Hắc Thủy Tông hiện nhâm tông chủ, hắn không thể ngồi xem không cứu. Người áo đen một màn này tay, Lam Sam văn sĩ mấy người cũng không do dự nữa, nhao nhao tế ra pháp bảo, đi theo phía sau, hướng vòng xoáy màu đỏ hướng đem quá khứ. Chương 1443 Thủy Tổ Đại Nhân. Sự thật chứng minh, đây là một cái cực đoan đáng sợ sai lầm. Cái này mấy tên tiến lên tu sĩ cấp cao chỉ ít cũng có nguyên anh trung kỳ trở lên tu vi, trong đó thậm chí có hai tên hậu kỳ đại tu sĩ. Riêng phần mình đều tế ra mình đắc ý bảo vật uy lực cực mạnh. Nhưng mà tất cả pháp bảo thả ra pháp quyết vừa tiếp xúc với vòng xoáy màu đỏ, liền như là bùn nhưu nhập hải, không còn có nửa điểm tiếng vang. Mấy người cùng nhau xuất thủ, vậy mà đối vòng xoáy màu đỏ không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, vòng xoáy màu đỏ vẫn như cũ lấy tốc độ cực nhanh, hướng bốn phía càn quét mà đi. Không tốt, vòng xoáy này không thích hợp, mọi người đi mau. Một tên nữ tử áo vàng trước tiên phát hiện tình hình không đúng, lúc này hét lên một tiếng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Chỉ thấy vòng xoáy màu đỏ bên trong, bỗng nhiên bắn ra một đạo dây đỏ, vút qua. Nữ tử áo vàng lập tức kêu thảm thiết, tiếng kêu cực kỳ thê lương. Đoàn người đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy nữ tử áo vàng hai cái bắp đùi, đã tận gốc mà đứt, máu tươi phun ra ngoài. Mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Tên này nữ tử áo vàng, cũng là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chính là một trong đó môn phái nhỏ đại trưởng lão tu vi tinh thâm, ai ngờ chỉ chớp mắt liền bị chặt đứt hai chân, ngay cả nửa phân kháng cự chi lực đều không có. Nhất là khiến người khiếp sợ là, bọn hắn căn bản cũng không biết cái này vòng xoáy màu đỏ bên trong, đến cùng ẩn giấu đi cái gì yêu ma quỷ quái. Đi, nước huynh một tiếng quát lớn, nháy mắt bộc phát ra 12 phân chân nguyên pháp lực đem tốc độ bay tăng lên tới cực hạn, coi là thật tựa như chớp giật hướng không trung kích bắn đi. Cái khác mấy tên tu sĩ cấp cao cũng người người cảm thấy bất an, không lo được khác riêng phần mình hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Nhưng mà hết thảy này, đều đã trễ, tiếng kêu thảm thiết nhao nhao vang lên, vòng xoáy màu đỏ những nơi đi qua. Không người có thể may mắn thoát khỏi, nháy mắt liền bị xoắn đến phấn thân toái cốt, những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng thần thông quảng đại tu sĩ cấp cao, lập tức liền biến thành búp bê, không có chút nào sức tự vệ. Một khi bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, hạ chàng cùng môn hạ đệ tử cấp thấp không có gì khác nhau. Người áo đen tu vi cao nhất trốn được cũng nhất nhanh, qua trong giây lát liền bắn thẳng đến ra mấy chục trượng chi cao, trong lúc cấp bách nhìn lại chỉ thấy tất cả đồng bạn đều đã hóa thành từng đoàn huyết vụ, bị vòng xoáy màu đỏ nuốt hết rơi. Mà một đạo lóe sáng tia sáng màu đỏ, đang từ vòng xoáy trung tâm bắn ra, hướng hắn bắn thẳng đến mà tới. Hắn vừa rồi đã từng gặp qua cái này dây đỏ uy lực, không khỏi quá sợ hãi, gấp bận bịu hai tay nắm ở hắc thủy cờ. Toàn lực vung lên, một cỗ hắc phong càn quét mà ra, lập tức hóa thành một khối lớn cứng rắn vô so màu đen huyền băng, hướng dây đỏ nghênh đón tiếp lấy. Hóa xương mù thành băng. Bất quá là hắc thủy cờ thấp nhất chờ công năng, nhưng dưới mắt. Đây cũng là hữu hiệu nhất. Hắc thủy cờ biến thành huyền băng, kiên cố vô so, có thể nháy mắt phá hủy hắc thủy huyền băng thần thông, thế gian hãn hữu. Cái này quan trọng trước mắt. Chỉ cần có thể thoảng qua ngăn cản một chút dây đỏ, vì chính mình tranh thủ đến một điểm chạy trối chết thời gian, vậy liền cảm ơn trời đất. Cái này vòng xoáy màu đỏ bên trong đến cùng có cái gì yêu ma quỷ quái, giờ này khắc này, nơi nào còn nhớ được nghĩ nhiều như vậy. Xuy, một tiếng vang nhỏ, như là tơ lụa bị xé nứt. Nhìn như cứng rắn vô so to lớn huyền băng, bỗng nhiên một phân thành hai, dây đỏ không có có nhận đến mảy may ngăn cản, thẳng vọt lên. Lần này, người áo đen không khỏi dọa đến trợn mắt hốc mồm, một cỗ băng lãnh hàn khí từ xương đuôi chỗ bay lên, nháy mắt chảy khắp toàn thân. Dây đỏ thế tới cực nhanh, hắn cơ hồ lại không có thời gian tới làm đưa ra hắn bất kỳ phản ứng nào. Lóe lên, dây đỏ liền đến lòng bàn chân. Người áo đen còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, hai cái đùi liền đã tận gốc mà đứt. Sư phụ cứu mạng, cái này giật mình quả nhiên là hồn phi thiên bên ngoài, người áo đen khàn cả giọng quát to lên. Yêu nghiệt, trong hư không vang lên một tiếng kinh sợ quát lớn. Ngay sau đó, một cỗ màu đen gió lốc cuốn tới. Cỗ này màu đen gió lốc nhìn như không thấy được, lại là thế tới cực nhanh, thoáng qua liền đến phụ cận oanh. Một tiếng cùng vòng xoáy màu đỏ đụng vào nhau. Một cỗ bạo liệt đến cực điểm khí thức phóng lên tận trời. Bị này chặn ngang một kích kia chém bay mà đến dây đỏ rốt cục ở giữa không trung lóe lên mà diệt không gặp tung tích. Phải này cơ hội tốt, người áo đen nửa phân không dám chần chờ, lập tức bay vụt ra hơn 10 trượng bên ngoài, năm ngón tay luân chuyển từng đạo pháp quyết đánh ra, dâng trào máu tươi im bặt mà dừng,
vừa vội gấp móc ra một cái bình ngọc đổ ra 3 viên thuốc phiên, nhìn cũng không nhìn, một hơi đưa vào trong miệng, ngửa cổ một cái nuốt xuống, cái này mới nhẹ nhàng thở phào một cái, kinh hồn hơi định. Mặc dù hai chân đã đứt, nhưng đối với hắn dạng này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mà nói, cũng bất quá là da thịt tổn thương mà thôi. Hắn sợ hãi là phấn thân toái cốt phận rủi. Vừa rồi mấy vị kia đồng bạn, chẳng những cốt nhục vì bùn, tựa hồ ngay cả nguyên anh đều không gặp trốn tới. Cứ như vậy không hiểu thấu bị diệt giết không còn một mống. Màu đen gió lốc cùng vòng xoáy màu đỏ đọ sức, vẫn còn tiếp tục. Áo đen trong lòng của người ta, rốt cục an định lại, không còn đi để ý tới kia vòng xoáy màu đỏ, từng đạo pháp quyết đánh ra, một trận mùi máu tươi thổi qua, vừa mới bị chặt đứt hai chân, lại một chút xíu sinh ra lần nữa. Tu vi đến hắn dạng này cảnh giới, chỉ cần không có bị trọng thương đến bản nguyên, bình thường vết thương da thịt khôi phục hay là rất nhanh. Đã sư phụ đã thân tự xuất thủ, cái này vòng xoáy màu đỏ lại có gì đó cổ quái, cũng không cần phải lo lắng. Người áo đen cho tới bây giờ liền chưa từng lo lắng qua, tại dạng này dưới cùng giao diện còn có ngay cả Ngộ Linh Kỳ lão tổ đều không giải quyết được sự tình. Ngay tại người áo đen vừa trùng sinh ra hai chân thời điểm, lại là một tiếng ầm ầm nổ vang. Màu đen gió lốc bỗng nhiên tiêu tán, mà vòng xoáy màu đỏ cũng rốt cục tan biến tại vô hình. Đã bị vòng xoáy màu đỏ thôn phệ gần một nửa mấy trăm ngàn Nam Châu liên quân, nhân cơ hội này từng cái chạy ra thật xa, thối lui đến số bên ngoài trăm trượng, kinh hãi muốn tiệt nhìn qua bên này, làm tốt tùy thời chuồn đi chuẩn bị. Kia vòng xoáy màu đỏ thực tế làm cho người rất sợ hãi, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ngăn cản được, ngay cả nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều không có chút nào kháng cự chi lực, nếu không phải Hắc Thủy lão tổ thân tự xuất thủ, hôm nay cái này mấy trăm ngàn liên quân, chỉ sợ ngay cả một cái đều chạy không thoát, muốn toàn bộ chết tại cái này thọ núi đảo. Hừ lạnh một tiếng, một đạo bóng người màu đen từ trong hư không nổi lên. Người này toàn thân áo đen áo bào đen, lại là râu tóc như tuyết, thần sắc uy nghiêm nặng nề, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, mang theo cực kỳ thần sắc tức giận, giữa trời một chạm. Trầm giọng quát, yêu nghiệt phương nào còn không mau mau hiện thân. Vòng xoáy màu đỏ khí tức là quỷ dị như vậy. Yêu nghiệt, tiểu hữu tự cao tự đại a. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, mọi người lại đồng loạt lên một lớp da gà. Bởi vì thanh âm này nghe vào hết sức trẻ tuổi, thậm chí còn mang theo mấy phân rõ giòn, lại luôn mồm xưng hô sớm đã thiên tuế cao tuổi Hắc Thủy lão tổ vì tiểu hữu, thực tế để người mồ hôi mau đứng đấy. Yêu nghiệt danh xưng, danh bất hư truyền, theo tên yêu nghiệt này thanh âm, đã bại lộ giữa ban ngày truyền tống trận, một trận ong ong nhẹ vang lên, một nói thân ảnh màu đỏ ngòm dần dần nổi lên, hào quang màu nhũ bạch tan hết, rốt cục hiển lộ ra một tên thiếu niên. Toàn thân trên dưới, huyết quang ẩn ẩn, phảng phất cả người đều tắm rửa trong máu tươi, mỗi người trong mắt đều có thể nhìn thấy lan lộn sóng máu. Hắc Thủy lão tổ nặng nề song mi nhẹ nhàng nhau. Hắn lấy thần niệm chi lực vậy mà không cách nào điều tra chảy máu quang thiếu niên sâu cạn. Bất quá từ đây người hiện thân trước đó kia vòng xoáy màu đỏ uy thế đến xem. Nhất định cũng là Ngộ Linh Kỳ cao thủ không thể nghi ngờ. Mà lại hẳn là Ngộ Linh Kỳ tu sĩ bên trong cường giả, nếu không cũng không thể dễ dàng như thế địa diệt giết nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Đạo hữu cao nhân phương nào? Hắc Thủy lão tổ trầm giọng hỏi. Cứ việc huyết quang trên người thiếu niên lộ ra vô tận yêu khí, nhưng người này kia cao cao tại thượng không ai bì nổi khí độ, nhưng cũng để Hắc Thủy lão tổ trong miệng yêu nghiệt hai chữ rốt cuộc kêu không được. Ngộ Linh Kỳ tu sĩ, đã là như vậy dưới cùng giao diện cao nhất đại năng giả tùy ý một vị. Đều có thể uy chấn thiên hạ, khiến ngàn tỷ người tu chân kính ngưỡng. Huyết quang thiếu niên lại cũng không trả lời, chỉ là bốn phía đánh đo một cái, cuối cùng lại đem ánh mắt rơi vào Hắc Thủy lão tổ trên mặt. Mỉm cười gật đầu, nói, rất tốt, xem ra bản nguyên tổ vận khí coi như không tệ, mới vừa tới đến các ngươi toa ma giới, liền có thể đụng tới một vị Ngộ Linh Kỳ tu sĩ, giết khẳng định còn có chút ý tứ. Tiểu hữu nhưng tuyệt đối không được để ta quá thất vọng nha. Hắc Thủy lão tổ lập tức trở nên mặt trầm như nước. Lời này cuồng vọng, căn bản liền không hỏi tên của hắn họ, đối với hắn Ngộ Linh Kỳ tu sĩ thân phận, không thèm để ý chút nào. Ở trong mắt người nọ uy chấn Nam Châu Đại Lục Hắc Thủy lão tổ thế mà vẻn vẹn chỉ là một cái luyện tập bia ngắm, mà thôi. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Dù là Hắc Thủy lão tổ lòng dạ quá sâu, lúc này cũng cơ hồ muốn tức nổ phổi, đối huyết quang thiếu niên tự xưng, bản nguyên tổ, một chút cũng không có để ở trong lòng. Các hạ tự phụ cực kỳ. Huyết quang thiếu niên cười nhạt một tiếng, khinh thường nói, trong mắt ta các ngươi bất quá chỉ là một bầy kiến hôi thôi, có cái gì tự phụ không tự phụ. Khó trách hắn vừa hiện thân liền không phân chính ma, một mực diệt sát. Sư phụ không muốn cùng hắn nói nhảm, giết hắn. Vừa trùng sinh hai chân người áo đen giận tím mặt kêu lên. Rất tốt, vậy liền không nói nhảm, tiếp chiêu đi.
Huyết Quang thiếu niên khoát tay, hư giữa không trung một con to lớn long chảo nổi lên, cái long chảo này là huyết hồng sắt, chỉ có 4 cái móng vuốt vào đầu hướng Hắc Thủy lão tổ bắt xuống dưới. Thế mà đối một tên ngộ linh kỳ lão tổ sử xuất dạng này khinh thường đấu pháp coi là thật khinh người quá đáng. Nhưng mà Hắc Thủy lão tổ nhưng không có đi so đo những này, nhìn thấy cái này giữa trời ngưng tụ ra huyết long chảo, Hắc Thủy lão tổ sắc mặt đại biến, hai tròng mắt bỗng dưng co vào, phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì khiến người cực kỳ sợ hãi sự tình. Huyết long chảo, các hạ là thất dạ giới thủy tổ máu vảy long. Hắc Thủy lão tổ lên tiếng kinh hô. Không sai, tiểu hữu coi như có chút ánh mắt nha. Huyết Quang thiếu niên khẽ cười một tiếng, từ tốn nói. Đi. Hắc Thủy lão tổ sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cục dậm chân một cái, vung ống tay áo lên, cuốn lấy bên người người áo đen, thân thể như là mũi tên, hướng về sau kích bắn đi. Vị này cũng coi là vô cùng có quyết đoán. Đi, bây giờ muốn đi còn kịp à? Huyết Quang thiếu trẻ măng cười một tiếng, nói. Một đạo cuồn cuộn huyết tuyến, bỗng nhiên nổi lên, hướng về đã phi độn đến mấy chục trượng bên ngoài Hắc Thủy lão tổ càn quét mà đi. Không lâu sau đó, một cái kinh người tin dữ nhanh chóng truyền khắp Nam Châu Đại Lục Bắc Bộ, Hắc Thủy lão tổ vậy mà vẫn lạc. Ngộ Linh Kỳ lão tổ tọa hóa tin tức thường có truyền ra, đoàn người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng chiến trường vẫn lạc cũng tuyệt đối là ngàn năm không gặp sự kiện lớn. Tại dạng này dưới cùng giao diện, có ai có thể diệt sát Ngộ Linh Kỳ lão tổ? Cùng lúc đó, tiến công Thọ núi đảo Hắc Thủy tông 10 dư cái tông môn mấy trăm ngàn đệ tử cũng bị diệt sát hầu như không còn, toàn quân bị diệt. Chương 1444, Mê Cốc Đảo. Phát sinh ở Bắc Minh đại địa thảm án, Tiêu Phàm hoàn toàn không biết gì. Những năm này, hắn vẫn luôn tại Thất Long biển bắt ngát hải vực bên trên cùng Thiên Ma đạo tổ vòng quanh. Mê Hồn đảo khoảng cách đại lục xa xôi, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Nếu như không phải là bởi vì trong tay có Nguyên Hạo giao cho hắn đáy biển không gian thông đạo địa đồ, dù coi như Tiêu Phàm biết Mê Hồn đảo chuẩn xác địa chỉ cũng sẽ không cân nhắc hướng biển cả chỗ sâu chạy. Làm như vậy thực tế quá nguy hiểm. Lấy Thất Long biển rộng lớn, trong biển rộng có thể đối Tiêu Phàm cấu thành uy hiếp cao giai động vật biển, nhưng không phải số ít. Tiêu Phàm duy nhất dựa vào chính là chạy nhanh. Mấy năm này, hắn cơ hồ đem cái này năng khiếu phát huy đến cực hạn, cùng Thiên Ma đạo tổ lặp đi lặp lại trên biển cả túi đến túi đi, sửng sốt không có để cho mình rơi vào kia lão ma đầu ma trong lòng bàn tay. Một ngày này, một đạo bạch sắc độn quang từ xanh thảm thương khung kích xạ mà đến, xa xa chân trời, một mảnh hỏa hồng. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở phào một cái. Hắn một chút liền có thể nhìn ra được đây không phải chiều dương, cũng không phải giáng chiều, mà là nở rộ Mê Cốc hoa. Mê Hồn đảo rốt cục thấy ở xa xa. Thất Long biển Mê Hồn đảo cũng không có trong truyền thuyết thần bí như vậy, nó vẫn luôn dừng lại tại biển cả chỗ sâu cái này cố định vị trí, chung quanh cũng không có mê vụ lượn lờ, bất kỳ người nào chỉ cần biết Mê Hồn đảo tọa độ trên lý luận liền đều có thể tìm tới tòa này danh xưng Đông Phương Ất Mộc thần tính nơi phát nguyên hòn đảo. Chỉ bất quá trừ cực kỳ cá biệt thiên tài cùng tên điên, bình thường tu sĩ ai cũng sẽ không chạy đến cái này, địa phương quỷ quái, đến. Mê Cốc Lâm, tiểu tặc nguyên lai là đánh chính là cái này bản tính. Bóng đen lóe lên, đoàn kia lớn gần mẫu mây đen tại Tiêu Phàm sau lưng cách đó không xa nổi lên, Tiêu Phàm bên tai cũng vang lên Thiên Ma đạo tổ tiếng hừ lạnh. Mặc dù Thiên Ma đạo tổ chưa nghe nói qua có quan hệ Mê Hồn đảo hết thảy nghe đồn, nhưng lấy hắn kiến thức rộng rãi tự nhiên lập tức liền đoán được Tiêu Phàm liều mạng trốn đến nơi đây dụng ý. Khổng lồ như vậy một hòn đảo, nếu như bên trên đều cắm đầy mê cốc thụ lời nói, cái này mê hồn chi lực xác thực không thể coi thường. Nhưng thì tính sao? Chẳng lẽ Thiên Ma đạo tổ thần niệm chi lực sẽ còn yếu tại Tiêu Phàm không thành? Có lẽ tiểu tặc này có cái gì đặc biệt bảo vật có thể chống cự mê hồn chi lực. Bất quá Thiên Ma đạo tổ mảy may cũng không để ở trong lòng. Không phải hắn khinh địch, thực tế giữa hai bên cảnh giới cách biệt quá xa. Nếu không phải Tiêu Phàm nhiều lần tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lợi dụng đáy biển không gian thông đạo chạy thoát, tiểu tặc này đã sớm rơi vào trong tay của hắn, bị hắn rút hồn luyện phách tế sống hắn tôn nhi. Bây giờ tiểu tặc này chuẩn bị dừng lại, tại mê cốc trong rừng cùng hắn quần nhau, vậy liền cầu còn không được. Nói thật, liên tiếp mấy năm tại Nam Châu Đại Lục đuổi bắt Tiêu Phàm. Thiên Ma đạo tổ cố nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn, trong đầu cũng dần dần có chút chẳng phải vững tâm. Nhất là Âu Dương Minh Nguyệt kia bà nương nhưng cũng là một vị ngộ linh kỳ đại năng, vạn nhất tụ tập một nhóm cùng giai tu sĩ chạy đến tìm hắn xúi quẩy thật cũng không thể không phòng. Đến lúc đó cũng không nên ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chẳng những không có bắt lấy cái này gian xảo tiểu tặc còn muốn bị hắn chế nhạo một phen. Lão yêu ma, đã ngươi tự cao công lực thâm hậu, vậy chúng ta liền mê cốc ở trên đảo thấy cái chân trương đi. Tiêu Phàm cũng lãnh đạm nói,
cũng không quay đầu lại, thẳng tắp hướng Mê Cốc đảo bắn xuyên qua. Mây đen chăm chú đi theo ở phía sau. Mê Cốc đảo cảnh sắc mỹ diệu đến cực điểm. Toàn bộ hòn đảo trên không đều bao phủ một tầng màu hồng phấn hào quang, dù coi như Tiêu Phàm đem thiên nhãn thần thông vận làm đến cực hạn cũng vô pháp nhìn thấu đến 50 trượng bên ngoài. Về phần thần niệm chi lực nhô ra về sau, càng là tại Mê Cốc trong rừng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không còn có đáp lại. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Mê Cốc đảo quả nhiên như là trong truyền thuyết đồng dạng, có một cái Mê Cốc đại trận tồn tại, cũng không biết cái này Mê Cốc đại trận là thiên nhiên hình thành hay là người vì bố trí. Nhưng vô luận như thế nào, có cái này Mê Cốc đại trận tồn tại, hắn lòng tin lại đủ mấy phân. Xuy, một tiếng vang nhỏ, Tiêu Phàm hướng tiến vào màu hồng phấn hào quang bên trong, tựa hồ xé rách một loại nào đó bình chướng, trước mắt tình hình biến đổi, nguyên bản nhìn qua đã gần trong gang tấc Mê Cốc đảo, bỗng nhiên lại trở nên 10 điểm xa xôi, tựa hồ còn tại bên ngoài mấy vạn dặm. Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, một viên nắm đấm lớn tiểu nhân viên châu bay múa mà ra, chính là Hắc Lân lấy thú mắt vàng mắt sọc luyện chế mà thành pháp bảo. Mấy năm này, Hắc Lân đều trốn ở linh thú điểm bên trong, một chút xíu luyện hóa thú mắt vàng nội đan cùng tinh huyết ngay tại bước về phía hóa hình hậu kỳ cảnh giới. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không đi quấy rầy nàng, cũng may có viên này pháp bảo uy năng không tiểu. Tiêu Phàm miệng lẩm bẩm, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh vào dựng thẳng trong mắt, trong chốc lát mắt sọc liền phóng xạ ra một đạo đen nhánh cột sáng, trực tiếp hướng về phía trước kích bắn đi. Xuy, một tiếng, lại một lớp bình phong bị xé mở. Tiêu Phàm thân thể nhoáng một cái, từ cái kia đạo xé mở khe hở bên trong bay vụt mà vào. Vô luận là tiên thiên đại trận hay là ngày mai đại trận, nếu là bố trí tại Mê Cốc ở trên đảo, vậy liền trời sinh mang theo huyễn trận công năng. Bất quá loại này đẳng cấp huyễn trận tự nhiên không để tại Tiêu Phàm trong lòng. Nếu không phải thiên ma đạo tổ ở phía sau theo đuổi không bỏ, ép căn bản không hề tất yếu lấy ra thú mắt vàng mắt sọc đến, Tiêu Phàm nhiều tốn một chút thời gian cũng có thể tùy tiện bài trừ huyễn thuật bình chướng. Xé ra nứt huyễn trận bình chướng, Mê Cốc đảo liền đã gần ngay trước mắt. Không lâu sau đó, mây đen lóe lên, thiên ma đạo tổ cũng xé rách bình chướng đến huyễn trong trận, bỗng nhiên dừng lại thân thể, bốn phía dò xét một lát, hừ lạnh một tiếng, thân thể lắc một cái, mây đen lập tức quay cuồng lên, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi, kia màu hồng phấn bình chướng, như là mỡ bò gặp văng khắp nơi hỏa tinh, nháy mắt bị xé mở vô số khe hở, ngay sau đó triệt để sụp đổ, lộ ra Mê Cốc đảo hình dáng, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Phàm bóng lưng nhoáng một cái, cứ thế biến mất tại Mê Cốc trong rừng. Không thấy bóng dáng. Hừ, chỉ là một cái Mê Cốc lâm, một cái huyễn trận liền có thể cứu ngươi một mạng a. Thiên ma đạo tổ cười lạnh, bỗng nhiên một chưởng đánh ra. Một chưởng này nhìn như bình thường, nhưng trong nháy mắt liền vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám. Trong chốc lát liền biến thành hàng trăm hàng ngàn con bàn tay lớn màu đen gào thét lên hướng dưới chân Mê Cốc lâm mãnh kích mà hạ. Thiên ma bách biến. Thiên ma tông cái này trấn giáo thần công, thiên ma thiếu chủ lúc thi triển cần toàn lực ứng phó, mà thiên ma đạo tổ lại là tiện tay thi triển cử trọng nhược khinh, đủ thấy tổ tôn hai người công lực chênh lệch chi cách xa. Ngay sau đó, liền là liên miên bất tuyệt oanh minh. Chỉ thấy Mê Cốc ở trên đảo, một mảnh khói lửa tràn ngập, vô tận cành gãy lá úa. Bùn đất núi đá, phóng lên tận trời tựa như trên địa cầu trước tiến vào bom bi, trong khoảnh khắc liền đem một mảng lớn thổ địa đánh cho hoàn toàn thay đổi, lộ ra một mảnh đất trống cùng một cái hố sâu to lớn. Nhưng cũng chỉ thế thôi, thiên ma đạo tổ cố nhiên thần thông kinh người, nhưng lấy Mê Cốc đảo rộng rãi. Hắn tạo thành loại này phá hư cơ hồ có thể trực tiếp không đáng kể. Thẳng nếu là bình thường pháp trận, thiên ma đạo tổ cái này lấy lực phương pháp phá trận cũng là khiến cho chỉ cần lực lượng đủ cường đại, pháp trận tự nhiên giải quyết dễ dàng. Mấu chốt ở chỗ, Mê Cốc đảo pháp trận quá lớn. Cơ hồ bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Đạo hữu an tâm chớ vội, nhập ra tùy tục muốn lấy lực phá trận, tại hạ khuyên đạo hữu hay là sớm làm bỏ ý niệm này đi tốt. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua nhàn nhạt vang lên. Trực tiếp truyền vào thiên ma đạo tổ trong tai. Ngươi là ai? Thiên ma đạo tổ run lên, trầm giọng quát, nháy mắt liền đem nổi giận tâm tư thu vào, đề cao 10 điểm cảnh giác. Mặc dù từ thanh âm này nghe tới, người này tu vi chưa đạt đến tại ngộ linh kỳ cảnh giới, nhưng nơi này dù sao cũng là Mê Cốc đảo. Người này ở đây tu luyện chỉ ít địa hình so hắn quen thuộc nhiều. Tại kiến thức hắn thủ đoạn thần thông về sau, còn dám chủ động mở miệng nói chuyện, đủ thấy tự tin. Tại hạ bất quá là ở chỗ này tu luyện một tên bình thường thầy tướng mà thôi. Không nhọc đạo hữu xin hỏi, cái này Mê Cốc đảo chính là thanh tĩnh chi địa, mong rằng đạo hữu không muốn nổi giận. Kia thanh âm già nua vẫn như cũ không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Hừ, bản tọa làm việc từ trước tùy tâm sở dục, lúc nào đến phiên người khác tới khoa tay múa chân rồi.
lời thật mất lòng, nghe cùng không nghe tại đạo hữu nhà mình. Kia thanh âm già nua vẫn từ tốn nói, lập tức liền yên tĩnh lại, lại không ra. Thiên ma đạo tổ hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục xuất thủ công kích, thân thể lắc một cái, thu mây đen, như là mũi tên, hướng dưới chân mê cốc lâm vọt tới. Mê cốc thụ cực kỳ cao lớn, bình thường đều cao tới mấy chục trượng, tán cây xanh tươi tốt, bao trùm hơn trăm trượng rộng, một gốc mê cốc thụ liền có thể thành tựu một mảnh nho nhỏ rừng rậm. Bởi vì mê cốc thụ lá cây đặc biệt tùm, mê cốc hoa nở phải đặc biệt diễm lệ, trong rừng rậm lộ ra 10 điểm âm u, ánh nắng đa số đều bị che kín, tầm nhìn không cao. Đối thiên ma đạo tổ mà nói, cái này không có gì. Tại pháp trong trận vốn cũng không phải là dựa vào hai mắt đến tìm kiếm mục tiêu. Khổng lồ thần niệm chi lực hướng bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Thiên ma đạo tổ tùy theo giật mình, cái này khổng lồ thần niệm chi lực nhô ra về sau, vậy mà tựa như bùn như nhập hải, không còn có nửa điểm đáp lại, cứ thế biến mất tại mê cốc trong rừng. Mê cốc thụ mê cốc hoa là mạnh nhất đến huyễn dược vật một trong, thiên ma đạo tổ nguyên cũng biết lợi hại, bất quá tự phụ thần niệm cường đại cũng không thèm để ý, hiện tại xem ra, mình thật sự chính là qua phân tự tin. Muốn tại mê cốc trong rừng lấy thần niệm chi lực tìm kiếm đến Tiêu Phàm hạ lạc, độ khó coi là thật không tiểu. Cái này gian xảo tiểu tặc không xa ngàn tỷ bên trong cũng muốn chạy tới nơi này, quả nhiên là có mấy phần đạo lý. Thiên ma đạo tổ sâu thân ảnh màu xanh lục lập tức từ mê cốc trong rừng phóng lên tận trời, một lần nữa trở lại không trung, thần mục như điện hướng phía dưới mê cốc lâm liếc nhìn mà ra, sau một lát khe khẽ lắc đầu. Vô luận là thần niệm chi lực hay là thiên nhãn thần thông ở đây đều không dùng được. Hừ, coi là dạng này liền có thể chạy trốn được a. Một cỗ tức giận từ thiên ma đạo tổ lòng dạ ở giữa bay lên, mấy năm truy đuổi thế mà một mực cầm một cái nguyên anh kỳ tiểu bối không thể làm gì, thiên ma đạo tổ cảm giác phải sự kiên nhẫn của mình, ngay tại một chút xíu đánh mất hầu như không còn, lửa giận chính tràn ngập mình mỗi một đường kinh mạch, mỗi một cái lỗ chân lông. Thiên ma đạo tổ trở tay vỗ bên hông, một đạo phai mờ bóng đen nổi lên, nhìn kỹ lại, vậy mà cùng Tiêu Phàm có phần giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá cực kỳ phai mờ, chính là thiên ma đạo tổ từ Tiêu Phàm huyễn ảnh phân thân bên trong thu tập được phân hồn. Nguyên bản dạng này phai mờ phân hồn, rất khó trường kỳ tồn tại, thiên ma đạo tổ lại không biết làm loại bí pháp nào thế mà một mực đem cái này phân hồn bảo tồn lại, còn hội tụ đến cùng một chỗ. Thiên ma đạo tổ hai mắt gắt gao tiếp cận cái này phai mờ phân hồn, miệng lẩm bẩm, bỗng nhiên, phốc một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết hóa thành huyết vụ, bị phai mờ phân hồn một chút xíu hút thu vào, nguyên bản màu đen cái bóng, lập tức trở nên tiên diễm ướt át, lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Đi, thiên ma đạo tổ quát khẽ một tiếng. Kia màu đỏ tươi phân hồn bỗng nhiên chia ra thành hơn 10 đạo càng thêm nói rông dài cái bóng, hướng bốn phía mê cốc trong rừng chui vào, đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên ma đạo tổ liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Sau một lát thiên ma đạo tổ song mi có chút một dương, dưới chân độn quang cùng một chỗ, hướng đông bắc phương hướng kích bắn đi. Chương 1445, Bách biến ma ảnh. Một gốc cao lớn mê cốc thụ dưới Tiêu Phàm ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Cái này mấy năm ở giữa, hắn một mực cùng thiên ma đạo tổ trên biển cả vòng quanh, nhìn như nhẹ nhõm tự tại, kỳ thực gấp trương vạn phân. Trên đường đi chân nguyên pháp lực tiêu hao rất nhiều, rất khó kịp thời bổ sung. Kiên trì đến nơi đây, Tiêu Phàm liền mặc kệ 3721 lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa, luyện hóa đan dược khôi phục pháp lực. Chân nguyên pháp lực quá độ suy yếu tại mê cốc trong rừng ghé qua nguy hiểm, mảy may cũng không dưới cùng thiên ma đạo tổ dây dưa nguy hiểm. Tiêu Phàm đem tất cả thiết bối đao lang đều phóng ra, tại bốn phía bố thành một cái cảnh giới vòng. Dưới mắt cũng chỉ có thiết bối đao lang có thể đảm đương nhiệm vụ này. Hắc Lân đang bế quan, mà lại đến giai đoạn khẩn yếu nhất, đang sắp đột phá, Xương Chim cũng đang bế quan, một đường này chạy trốn, Xương Chim tiêu hao chân nguyên pháp lực chi cực không chút nào tại Tiêu Phàm phía dưới, trên cơ bản cũng đến cường nỗ chi kết thúc, thật sự nếu không đuổi tới mê cốc núi, liền thật chỉ có thúc thủ chịu trói. Oán linh trốn ở linh thú điểm bên trong, không chịu ra. Điểm này Tiêu Phàm hoàn toàn có thể lý giải. Mê cốc lâm mê hồn chi lực cường đại như thế, chính là oán linh trời sinh khắc tinh. Chống chân nhi cũng không tệ giúp đỡ, nhưng Tiêu Phàm lo lắng thiên ma đạo tổ trên thân mang theo cường đại không gian bảo vật, không nghĩ để chống chân nhi ra mạo hiểm. Hiện tại duy nhất có thể giúp được tay, chỉ có thiết bối đao lang. Côn trùng phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức liền có thể phát giác. Chỉ nghe, suy suy, hai tiếng nhẹ vang lên, đang lúc bế quan tĩnh tọa Tiêu Phàm thân thể cấp tốc hướng một bên đi vòng quanh, lập tức vươn người đứng dậy. Chỉ thấy cách đó không xa hai đầu tứ giai con bọ ngựa đồng loạt giơ lên chân trước bày làm ra một bộ ngưng thần đề phòng bộ dáng. Nhưng là, bốn phía lại một mảnh tĩnh mịch, cái gì cũng không có.
Tiêu Phàm sầm mặt lại, tay phải năm ngón tay mở ra, vô số ngân sắc phích lịch bay múa mà ra. Liên tiếp ầm vang chi tiếng vang lên, phương viên mấy trăm trượng bên trong, đều bị mậu thổ thần lôi bao phủ. Một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, lôi điện phích lịch mới dần dần tiêu tán. Vẫn như cũ cái gì cũng không có, Tiêu Phàm lại mảy may đều không dám xem thường. Hắn tin tưởng Thiết Bối Đao Lang Tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ. Đang định mạo hiểm thả ra thần niệm chi lực, bên tai lại vang lên Thiên Ma Đạo Tổ cười lạnh thanh âm. Ngươi cái này hai đầu tiểu côn trùng còn có chút ý tứ. Bồi dưỡng đến dạng này cảnh giới cũng coi là rất không dễ dàng. Vừa vặn ta chỗ này còn có hai viên cấp 5 trùng vương nội đan, lúc này rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Thiên Ma Đạo Tổ cười hắc hắc, tựa hồ có chút kinh hỉ. Cấp 5 trùng vương nội đan. Nếu là tại địa phương khác nghe tới lời này, mặc kệ có bao nhiêu gian nan hiểm trở cũng mặc kệ đối phương chào giá cao bao nhiêu, Tiêu Phàm đều sẽ liều lĩnh đem cái này hai viên nội đan đoạt tới tay. Cấp 5 trùng vương, chính là tương đương với nhân loại ngộ linh kỳ tu sĩ cường đại nhất có thể, hòa cùng đối đầu, một tên bình thường nhân loại ngộ linh kỳ tu sĩ tuyệt không phải một đầu cấp 5 trùng vương đối thủ. Nếu như có thể cho hai đầu Thiết Bối Đao Lang ăn, coi như không thể lập tức tiến hóa đến cấp 5, chắc hẳn cũng có thể đạt đến tại tứ giai đại thành trạng thái đỉnh phong. Đủ để cùng nhân loại ngộ linh kỳ lão tổ một trận chiến. Bất quá dưới mắt hắn tâm tư còn thật không có đặt ở cái này cấp trên. Bởi vì cái này hai viên cấp 5 trùng vương nội đan, là tại Thiên Ma Đạo Tổ trong tay. Thiên Ma Đạo Tổ đã nói đến không thể minh bạch hơn được nữa, diệt sát Tiêu Phàm về sau. Cái này hai đầu Thiết Bối Đao Lang liền thuộc sở hữu của hắn. Mặc dù dựa theo khu trùng thuật ghi chép, Thiết Bối Đao Lang đến tam giai trở lên, liền lại không có khả năng luyện hóa nhận chủ. Nhưng Thiên Ma Đạo Tổ dạng này đại năng giả, có lẽ có cái gì đặc biệt thần thông, có thể cưỡng ép luyện hóa tứ giai con bọ ngựa cũng chưa biết. Thanh sáng lóng lánh, vảy rồng giáp nổi lên, đem Tiêu Phàm toàn thân đều bao khỏa trong đó. Tiêu Phàm tay một dương, một viên đỏ tươi đan dược bay trong cửa vào, nguyên vốn có chút hư nhược thân thể, nháy mắt bộc phát ra cực mạnh khí thức. Loại này kích phát thể nội tiềm năng đan dược không phải vạn bất đắc dĩ Tiêu Phàm tuyệt sẽ không sử dụng. Mà bây giờ, liền đã đến nguy cấp nhất trước mắt. Tiêu Phàm rốt cuộc không nghĩ tới Thiên Ma Đạo Tổ vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền truy tung đến nơi này, xem ra chính mình thực tế là đánh giá quá thấp người này. Cái này lão ma đầu đã danh xưng thất dạ giới ma đạo đệ nhất nhân, quả thật là thần thông quảng đại, thâm bất khả trắc. Tiêu Phàm vừa mới nuốt vào màu đỏ đan dược, nguyên bản bị mậu thổ thần lôi oanh kích qua chỗ, một đạo sâu thân ảnh màu xanh lục bỗng nhiên nổi lên, chính là Thiên Ma Đạo Tổ. Tiêu Phàm lại không chịu được nhẹ nhàng thở phào một cái. Huyễn ảnh, đây không phải Thiên Ma Đạo Tổ chân thân, mà là một đạo huyễn ảnh. Tiểu tặc, tính ngươi cơ cảnh. Bất quá đã bị bản tọa tìm được, ngươi coi như tại cơ cảnh cũng vô dụng. Thiên Ma Đạo Tổ cười lạnh nói, nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Phàm. Một cái bóng mờ mà thôi, cũng dám dõng dạc. Thật sao, xem ra ngươi còn không có kiến thức đến chân chính Thiên Ma Bách Biến. Chân chính Thiên Ma Bách Biến, ngay cả chúng ta những người tu luyện này chính mình cũng không biết dưới biến đổi sẽ là cái gì. 10.000 người tu luyện Thiên Ma Bách Biến, liền có 10.000 loại khác biệt Thiên Ma Biến Thân, đây mới là Thiên Ma Bách Biến chân chính tinh túy chỗ. Tiêu Phàm song mi có chút một dương. Lời này, Thiên Ma Thiếu Chủ cũng đã từng nói. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút đi. Tiếp chiêu, một lời vừa tất, sâu thân ảnh màu xanh lục lóe lên, cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vù vù, hai đầu Thiết Bối Đao Lang đồng thời xuất thủ, lại đồng loạt chạm tại không trung. Thiên Ma Đạo Tổ huyễn ảnh trong nháy mắt liền từ nguyên địa mất đi tung tích. Tiêu Phàm dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn tránh ra thật xa, lại không kịp. Bên người hư không một trận gợn nước vạn vẹo, sâu thân ảnh màu xanh lục nổi lên, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, cho người áp lực lại nặng nề đến cực điểm, tựa như Thiên Ma Đạo Tổ chân thân giáng lâm, dù là Tiêu Phàm công lực tinh thâm, trong chốc lát cũng bị ép tới khí đều không kịp thở. Thiên Ma Thiếu Chủ thi triển Thiên Ma Bách Biến thời điểm, mỗi một đạo phân thân, đều có được cùng bản tôn đồng dạng cường đại chiến lực. Đây mới là Thiên Ma Bách Biến chỗ đáng sợ. Bây giờ tại Thiên Ma Đạo Tổ trong tay thi triển đi ra càng là lô hỏa thuần thanh. Bách Biến Ma Ảnh vừa hiện thân, liền là tay giơ lên, một chưởng đánh ra. Một chưởng này 10 điểm đơn giản, không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau, một chưởng chính là một chưởng. Một chưởng đem tất cả kinh lực đều bạo phát đi ra, nháy mắt đem Tiêu Phàm chung quanh đường lui đều phong chết rồi. Một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị xông vào mũi. Cái này ma ảnh bên trong ẩn chứa Thiên Ma Đạo Tổ tinh huyết cũng liền ẩn chứa hắn bản nguyên chi lực. Khó trách một chưởng đánh ra uy lực kinh người như thế. Trong lúc này Tiêu Phàm không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trong tiếng hít thở cũng là một chưởng nghênh kích đi lên.
Nếu như là Thiên Ma Đạo Tổ bản tôn ở đây, Tiêu Phàm tuyệt đối không dám chính diện đón lấy, nhưng chỉ là một cái bóng mờ lời nói, lại có thể thử một lần. Dù là Thiên Ma bách biến lại thần kỳ, cái này hư ảnh bên trong lại ẩn chứa Thiên Ma Đạo Tổ bản nguyên chi lực, hư ảnh cuối cùng chỉ là hư ảnh, không có khả năng cùng bản tôn đánh đồng. Thật giống như Tiêu Phàm huyễn ảnh phân thân phù lại tinh diệu, cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra bản tôn 3-4 thành sức chiến đấu. Chỉ bất quá Thiên Ma Đạo Tổ bản tôn 3-4 thành sức chiến đấu cũng đủ hắn chịu. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể tựa như mũi tên, thẳng tắp về sau kích bắn đi, người còn tại không trung, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Lần này lấy cứng trọi cứng, Tiêu Phàm liền đã thân chịu trọng thương. Nếu không phải bản thân hắn tu luyện có cực kỳ cao minh luyện thể thuật bách biến ma ảnh, một trưởng này là đủ muốn tính mạng của hắn. Một trưởng qua đi, ba, một tiếng vang nhỏ, mang theo nồng đậm mùi máu tanh bách biến ma ảnh vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô hình. Cái này ẩn chứa Thiên Ma Đạo Tổ bản nguyên chân huyết ma ảnh cũng chỉ có một kích chi lực. Nếu thật là có thể liên tục ra chiêu, Tiêu Phàm phiền phức liền lớn. Dù là như thế, Tiêu Phàm cũng mảy may cũng không dám trì hoãn, ống tay áo lắc một cái, vội vã đem tất cả thiết bối đao lang đều thu hồi lại, tay phải một dương, thú mắt vàng mắt dọc nổi lên, từng đạo pháp quyết đánh vào trong đó. Lập tức quang hoa đại phóng, một đạo đen nhánh cột sáng phía bên phải phía trước bắn ra, nháy mắt xé rách huyễn trận. Tiêu Phàm thân thể nhoáng một cái, liền từ xé rách khe hở bên trong xuyên qua, lại nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Sau một lát, nơi đây hư không một cơn chấn động, Thiên Ma Đạo Tổ thân ảnh nổi lên, bốn phía dò xét một phen, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Tiểu tặc, nhìn ngươi còn có thể ngăn cản mấy lần. Mười mấy ngày sau, mê cốc trong rừng, Tiêu Phàm cùng một tên sâu bóng người màu xanh lục đối diện mà đứng. Thời khắc này Tiêu Phàm vẫn như cũ khoác lấy vải rồng giáp, toàn bộ đầu đều ra phủ nón trụ chăm chú bao khỏa, chỉ lộ ra con mắt cái mũi miệng, nhìn không ra sắc mặt của hắn như thế nào, bất quá trong hai mắt rõ ràng mang theo mấy phần lo nghĩ cùng mỏi mệt chi ý. Đây đã là hắn lần thứ ba bị Thiên Ma Đạo Tổ bách biến ma ảnh đuổi kịp. Hắn có thể từ bách biến ma ảnh trên thân cảm ứng được thần hồn của mình khí thức, không hề nghi ngờ Thiên Ma Đạo Tổ đang lợi dụng chính hắn phân hồn truy tung hắn, nếu không cái này bách biến ma ảnh thần thông quảng đại nữa, cũng đoạn không có khả năng tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liên tục 3 lần truy tung đến hắn điểm dừng chân. Các hạ dạng này liên tiếp không ngừng mà hao tổn bản mệnh tinh huyết cứ thế mãi, liền không sợ tu vi bị hao tổn a? Tiêu Phàm lạnh lùng tiếp cận đối diện bách biến ma ảnh, trầm giọng nói. Không hao tổn bản mệnh tinh huyết, cái này bách biến ma ảnh liền không cách nào rời đi bản tôn xa như vậy, còn duy trì cường hãn vô so sức chiến đấu. Cùng chém giết gần người thời điểm thi triển Thiên Ma bách biến, có bản chất khác nhau. Cứ thế mãi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn được bao lâu? Bách biến ma ảnh cười lạnh nói, thân thể nhoáng một cái, lần nữa tại biến mất tại chỗ vô tung. Như ý bát quái đao. Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, màu đỏ sậm viêm linh chi nhận nổi lên, nháy mắt đao võng liên miên, đem mình toàn thân trên dưới đều dày đặc bao vây lại, nước dội không tiến vào, kim đâm không vào. Xung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên lên cao, nhưng mà kết quả hay là giống nhau như đúc. Bách biến ma ảnh đối đây hết thảy, căn bản làm như không thấy, giơ bàn tay lên, một chưởng oanh ra. Lập tức thiên địa biến sắc, xung quanh hư không đều bắt đầu vặn vẹo. Đây chính là bách biến ma ảnh cùng bản tôn điểm khác biệt lớn nhất, chỗ có thể hoàn toàn không nhìn chỗ gặp nguy hiểm, toàn lực hướng địch nhân tiến công. Mặc kệ phía trước là Tiêu Phàm cũng tốt, là dày đặc đao võng cũng tốt, đối ma ảnh mà nói, đều là giống nhau, hào không khác biệt. Suy, bách biến ma ảnh tiếp xúc đến viêm linh đao võng, lập tức dâng lên một cỗ mùi xú khí, nháy mắt liền bị bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đập vào mặt, rên lên một tiếng, thân thể lại bay vút về đằng sau mà đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1445.